Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Nửa ngày sau Hạng Long mới được hàng công công nâng đỡ đi ra. Thấy dáng vẻ của Hạng Long hiện giờ, Sở Hưu không khỏi lắc đầu. Hạng Long đã gần tới mức dầu hết đèn tắt, cho dù một khắc sau hắn chết ngay lập tức, Sở Hưu cũng không lấy làm lạ. Tham kiến bệ hạ. Hàng loạt người ở bên dưới quỳ xuống, chỉ có một vài ngoại lệ là mấy lão già bối phận cực cao trong hoàng tộc Hạng thị hoặc là người có thân phận được tôn sùng như bắc cung bách lý chỉ hành lễ bên phía sở hưu y mang theo mai khinh liên và thương thiên lương tới sở hưu và mai khinh liên còn ra vẻ một chút chắp tay hành lễ còn thương thiên lương chỉ đưa mắt nhìn lên trời thậm chí còn lười làm bộ người xuất thân lục đô như hắn thấy rất khó hiểu vì sao người sắp chết còn có thể ngồi trên chức cao như vậy ở lục đô nếu có người gặp tình cảnh như hạng long bọn họ đã tự sát từ lâu rồi tránh cho bản thân lãng phí tài nguyên còn làm liên lụy tới người khác đứng dậy cả đi hạng long nói một câu yếu ớt không thừa nước đục thả câu mà trực tiếp ngồi lên ghế rồng nói hôm nay trẫm triệu tập tất cả mọi người thật ra chỉ để tuyên bố vài chuyện mà thôi nghe vậy mọi người ở đây lập tức ra vẻ nghiêm túc hạng long đã suy yếu tới mức này rồi vậy thì chuyện tiếp theo mà hắn tuyên bố là gì có thể tưởng tượng ra được trong đám người của hoàng thất bắc yên hạng lê siết chặt nắm tay thậm chí không dám ngẩng đầu lên hiện giờ ở nơi này người căng thẳng nhất chính là hắn hắn đã chờ chức vị thái tử tới mười mấy năm mười mấy năm qua trừ danh phận ra thì quyền lực trong tay hắn đã không khác gì thái tử nếu không phải có chuyện ngoài dự liệu là hạng sung hắn đã là thái tử từ lâu rồi nghĩ đến đây hạng lê lại vô thức nhìn về phía hạng sung khác với hạng lê đang căng thẳng hạng sung lại có vẻ khá bình tĩnh ai cũng muốn lên làm thái tử đặc biệt là khi tình trạng của hạng long đã như vậy nếu ai lên làm thái tử có lẽ không bao lâu sau sẽ chính thức lên ngôi hắn biết xét theo uy danh và thế lực bản thân hắn không có chỗ nào bằng hạng lê ưu thế duy nhất của hắn là được hạng long yêu quý cho dù hạng long còn có rất nhiều ưu thế nhưng chỉ cần một câu thôi là hạng long có thể dễ dàng tước đoạt tất cả cho nên bây giờ hắn có lo cũng vô dụng sống hay chết đều theo suy nghĩ của hạng long trên ghế rồng ánh mắt hạng long đảo qua hạng lê và hạng sung cuối cùng hắn thở dài một tiếng nói chấm quyết định lập hạng sung làm thái tử lời này vừa nói ra bên dưới lập tức xôn xao hạng lê như bị rút sạch tất cả sức lực thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Hắn siết chặt nắm đấm, cắn răng, cúi đầu, không để người khác nhìn thấy biểu cảm của mình. Nhưng trên thực tế gương mặt hắn đã vô cùng dữ tợn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn không phục, không phục. Ai lên làm thái tử cũng được, nhưng vì sao lại là hạng sung? Bản thân cố gắng mười mấy năm mà không được gì, còn hạng sung chỉ vì dáng vẻ rất giống phụ hoàng khi còn trẻ nên có thể nhận được tất cả ư. Chuyện khiến hạng lê không cam lòng là mình cẩn thận từng lợi ích từng tí, đề phòng đủ loại mưu đồ nhưng lại bại vì gương mặt. Hỏi làm sao hắn nuốt được cơn giận này, hỏi làm sao hắn phục cho được. Sở hưu lại cảm thấy chuyện này rất bình thường, vì theo cốt truyện gốc, cuối cùng người nhận được chức vị thái tử chính là hạng sung đang trong thế yếu. Đúng là lực lượng trong tay hạng lê không yếu, nhưng hắn lại không để ý tới một điều. Đó là đối với loại hùng chủ như hạng long, đa số thời điểm luôn là cha mạnh con yếu. Có nhiều thứ nếu hạng long muốn cho ngươi chỉ là chuyện một câu nói hắn không muốn cho thì cho dù ngươi có thể tính toán tới lật trời đi nữa vẫn sẽ bị một bàn tay của hắn đánh cho rớt xuống trần gian còn hạng sung lúc này cũng đang đứng ngây ra tại chỗ sắc mặt không thể tin nổi tuy hắn biết hạng long rất yêu quý mình nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ lại có ngày yêu quý đó lại giúp hắn tiếp nhận hoàng vị dù sao xét theo căn cơ thực lực hắn tuổi nhỏ hơn chịu thiệt hơn hạng lê rất nhiều tuy hắn từng mơ tới ngày hôm nay nhưng lại không dám coi đó là thật không dám tin hoàng vị lại rơi vào tay mình lúc này những võ tướng và người khác trong hoàng tộc của Bắc Yên cũng bàn luận sôi nổi. Nói thật, bọn họ cũng không ngờ cuối cùng Hạng Sung lại được lên làm thái tử. Trước đó bọn họ vẫn cho rằng chức thái tử sẽ thuộc về Hạng Lê, cho nên ai cũng đầu tư lên người hắn trước, kết giao với hắn. Kết quả lúc này, chỉ một câu của Hạng Long thôi lại đã đổi người, chuyện này khiến bọn họ khó mà chấp nhận được. Nhìn một lượt bên dưới, Hạng Long ho khan một tiếng, ánh mắt lóe lên sắc lạnh. Hắn không nói một câu nhưng sau khi cảm nhận dược ánh mắt của Hạng Long, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Tuy bây giờ Hạng Long trông như sắp chết, nhưng quản lý Bắc Yên mấy chục năm, dư uy vẫn còn. Đúng là không có mấy ai dám đối nghịch với Hạng Long ngay trước mặt hắn. Đợi tới khi đại điện hoàn toàn yên tĩnh trở lại, lúc này Hạng Long mới nói, đây chỉ là chuyện đầu tiên, còn có vài chuyện chẫm cần phải tuyên bố. Một là chẫm cảm thấy giang hồ Bắc Yên quá rối loạn nên đã phái người tới Đại Quang Minh tự và Thuần Dương đạo môn, mời cao tăng của Đại Quang Minh tự và đạo trưởng của Thuần Dương đạo môn mới yên kinh thành thành lập phân đà có hai nhánh đạo Phật che chở, tin rằng Bắc Yên chúng ta sẽ càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Vừa nói xong câu này, Sở Hưu vốn đang xem trò hay, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hạng Long làm vậy là định phá rồi lại lập, mời Đại Quang Minh tự và Thuần Dương đạo môn đến rõ ràng là nhắm vào Sở Hưu, nhắm vào trấn võ đường. Những triều thần ở đây đều không phải kẻ ngốc, bọn họ nhanh chóng nghĩ ra điểm then chốt trong đó. Đây cũng là chiêu thức mà Hạng Long am hiểu nhất. Hợp tung liên hoành, xua hổ nuốt sói hạng long dùng chính những chiêu này để đánh bại đông tề năm xưa khi bắc yên còn yếu thế thì mượn lực lượng giang hồ bắc yên tấn công đông tề chờ tới khi bắc yên ổn định lại dẫn sở hưu vào trấn áp võ lâm bắc yên tiếng xấu thì sở hưu tự gánh trên giang hồ bắc yên đúng là không có mấy người mắng chửi triều đình còn bây giờ thấy sở hưu là cái đuôi to không vung đi được không ngờ hạng long lại dẫn hai thế lực đạo phật vào lại là để chấp áp sở hưu ba nhánh đạo phật ma hội tụ trong yên kinh thành bọn họ có thể tưởng tượng được tình cảnh sẽ ra sao, đúng là loạn cào cào. Nếu bây giờ Hạng Long còn trẻ tuổi, bọn họ sẽ rất tin tưởng Hạng Long có thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề, chiếm được thắng lợi giữa thời loạn lạc. Nhưng vấn đề là lúc này Hạng Long không sống được mấy ngày nữa, hắn chơi lớn như vậy không sợ đùa với lửa à. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Hạng Long lại nói tiếp, ngoài ra, chấm quyết định tặng khu vực ngụy quận cho Giang Sơn Các. Thời gian tới người của Giang Sơn Các sẽ đến Yên Kinh Thành. Sau khi Giang Sơn Các quản lý ngụy quận, chấm đồng ý cho bọn họ phục quốc. Uy lực của câu nói này còn lớn hơn những lời vừa rồi, bọn họ đã không biết nên nói thế nào về Hạng Long nữa. Thật ra tới nay thế lực ba nước trong thiên hạ đã đạt tới ngưỡng cân bằng, kết quả là hiện giờ Hạng Long lại muốn đẩy một nước thứ tư lên, hắn không sợ lấy đá đập vào chân mình ư. Sở Hưu ở bên cạnh nghĩ ngợi không nói gì, lúc này y lại đoán được Hạng Long định làm gì. Trước đó y trực tiếp trở mặt uy hiếp Hạng Long, Hạng Long sợ ném chuột vỡ bình nên nhẫn nhịn. Bây giờ nhìn lại, Hạng Long sắp chết thật rồi. Cho dù hắn có nhẫn nhịn cũng không có thời gian để nhẫn nhịn. Cho nên chuyện đã tới nước này, Hạng Long quả quyết làm một cú được ăn cả ngã về không, phơi bày tất cả mâu thuẫn và phiền toái cả trong cả ngoài ra ánh sáng. Mọi người kiềm chế lẫn nhau, đánh đấm suy yếu lẫn nhau, đến cuối cùng thậm chí sẽ đạt tới một sự cân bằng vi diệu. Ba nhánh đạo Phật Ma có thù hận, có quan điểm khác biệt, không thể nào sống chung một mái nhà, muốn bọn họ hòa bình với nhau còn khó hơn heo bay lên trời. Tuy nguy cơ rất lớn, nhưng Hạng Long đã không thể lo được nhiều như vậy. Bao năm qua, có chuyện nào hắn làm mà không có nguy cơ. Trong chiều cãi vã xôn xao, nhưng không ai nói một lời phản đối. Nên nói là cho dù có người phản đối, bọn họ cũng không dám nói. Đây cũng là ưu thế của Hạng Long, danh vọng của hắn trên Bắc Yên quá cao, cao tới mức chỉ cần một ngày hắn không chết, toàn bộ triều đình Bắc Yên không ai dám nói một chữ không trước mặt hắn. Những chuyện này Hạng Long đã phân phó cho Hạng Sùng làm xong, lúc này hắn nói cho mọi người không phải để bàn bạc mà chỉ là thông báo lấy lệ mà thôi. Mời Cửu Long ấn đến đây, ra chỉ ấn ký cho Sung Nhi. Chấm đã không còn thời gian, mọi chuyện cứ giản lược đi thôi. Sau khi Hạng Long dứt lời, Hạng Sùng và mấy ông lão trong hoàng tộc Hạng Thị cùng đi ra, một lát sau bọn họ cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, đặt trong đại điện. Mở hộp báu, trong đó lập tức lấp lóe ánh kim, bên trên có khắc chín con rồng sinh động như thật một luồng khí tức cường đại quanh quẩn trong đại điện thậm chí làm cho thương thiên lương cũng cảm thấy một luồng uy áp sở hưu nheo mắt y biết cửu long ấn này là gì đây chính là bảo bối được bắc yên chế tạo khi vừa dựng nước nó tập trung công sức của tất cả đại sư luyện khí ở bắc yên còn mời cả người của huyền vũ môn và thần binh các đến cửu long ấn không phải là binh khí nhưng còn kinh khủng hơn binh khí tập trung nhiều cao thủ luyện khí như vậy chỉ để chế tạo cửu long ấn nhưng nó không phải để sử dụng trực tiếp mỗi đời người trong hoàng tộc hạng thị ra đời đều phải nhỏ giọt máu tươi đầu tiên vào cửu long ấn khiến cho nó trở thành trí bảo mà chỉ huyết mạch họ hạng mới có thể điều khiển hơn nữa vị trí bồi dưỡng cửu long ấn cũng rất bất phàm ngay ở trong long mạch của bắc yên được giữ trong long mạch lâu năm cửu long ấn đã hòa làm một thể với long mạch của bắc yên có thể coi là bảo bối sinh ra từ long mạch thậm chí có thể nói thứ này là thủ đoạn cuối cùng của bắc yên hay của toàn bộ hoàng tộc hạng thị hơn nữa không chỉ bắc yên có thứ này đông tề và tây sở chắc cũng có nhưng không phải ấn mà là vật khác. lực lượng long mạch hùng mạnh như vậy, thân là chủ nhân của hoàng triều, sao lại không sử dụng một chút? cửu long ấn là bảo bối chấn quốc của hoàng tộc hạng thị ở bắc yên. lúc này hạng long lấy cửu long ấn ra không chỉ để ra trí ấn ký cửu long ấn lên người hạng sung mà còn là một lần uy hiếp. còn đối tượng uy hiếp là ai? người khác nghĩ cái là biết, chính là thương thiên lương bên cạnh sở hưu. nếu không có thương thiên lương, có lẽ hạng long sẽ không vội vàng bố trí mọi chuyện như vậy một trí cường giả thiên địa thông huyền có lực uy hiếp quá kinh khủng đến mức một hoàng triều cũng phải ứng phó cẩn thận thương thành chủ nếu bảo ngươi đối phó với cửu long ấn này ngươi nắm chắc mấy phần sở hưu âm thầm truyền âm dò hỏi thương thiên lương nhìn chằm chằm vào cửu long ấn một lúc lâu rồi mới nói không biết thứ này được long mạch bồi dưỡng ra hội tụ đại biểu cho ý chí của thiên địa này lão phu còn chưa quen với phương thức chiến đấu của các ngươi e là không vận dụng được nhiều lực lượng thiên địa như thứ ngoại vật này nhưng ngoại vật dù sao cũng chỉ là ngoại vật, phải xem người sử dụng nó là ai. Nếu là mấy kẻ tương đối mạnh trong cảnh giới chân hỏa luyện thần, Lão Phu cũng không mấy chắc chắn. Trong Tam Đại Vương Triều đương thời, cho dù là Tây Sở yếu nhất cũng có một chút căn cơ, bằng không người ta đã sớm bày mưu xoán vị. Cửu Long Ấn chính là một trong những căn cơ của Bắc Yên. Theo tập quán của Bắc Yên, Thái tử sẽ được Cửu Long Ấn ra chỉ ấn ký trên lưng. Vì trên Cửu Long ấn có máu của tổ tiên hoàng tộc Hạng thị nên điều này cũng đại biểu cho việc chính thức tán thành vị trí thái tử của ngươi. Ngoài ra chỉ cần Cửu Long ấn khắc lên thân thể người của hoàng tộc Hạng thị sẽ có một loại liên hệ được thành lập, chỉ cần người này còn ở trong phạm vi Yên Kinh thành, một khi bị tập kích sẽ được lực lượng của Cửu Long ấn che chở. Chiêu này là để phòng ngừa hoàng đế bị người khác ám sát, tuy không phải lúc nào cũng hữu dụng nhưng ít nhất cũng giúp tiên hoàng nhiều đời của Bắc Yên ngăn cản rất nhiều lần ám sát bằng không với năng lực thu hút thù hận của hạng long e là phải có cường giả chân hỏa luyện thần kè kè bên cạnh mới có thể đảm bảo an toàn cho hắn sở hưu nheo mắt đột nhiên cười lạnh trong lòng hạng long sợ rồi thân là đế vương một nước mà lại dùng phương thức phô bày lực lượng thô thiển như vậy để uy hiếp người khác hiển nhiên hạng long đã sợ sợ mình bị bức bách tới mức trở mặt cuối cùng khiến đẩy bắc yên vào rối loạn trên thực tế hạng long đã nghĩ quá nhiều thật ra sở hưu là người rất có tâm tư cho dù có thương thiên long Sở hưu cũng sẽ tính toán kỹ càng thực lực hai bên rồi mới quyết định có trở mặt hay không Bắc Yên là Bắc Yên của Hạng Long nhưng cũng là địa bàn mà sở hưu gây dựng trong thời gian dài Một khi lật bàn thì tâm huyết bao năm qua của sở hưu cũng bị phá hủy Không tới mức vạn bất đắc dĩ, y sẽ không làm như vậy Cho nên trên đại điện, sở hưu cứ lẳng lặng nhìn Hạng Sung được cửu Long ấn ra chỉ ấn ký Không nói một lời, ngược lại khiến cho Hạng Long cảm thấy rất nghi ngờ Trong ấn tượng của hắn, sở hưu không phải loại người chịu nén giận như vậy rốt cuộc bây giờ y đang suy nghĩ điều gì? kế hoạch đã được bố trí xong xuôi, hạng long không quan tâm rốt cuộc sở hưu có chiêu trò gì, chờ sau khi ấn chí ra chỉ hoàn tất, hạng sung đã được bao phủ trong một quần sáng nhàn nhạt, nhạt. nửa ngày sau ánh sáng đó mới hoàn toàn ẩn vào trong cơ thể của hắn. cho đến giờ phút này hạng sung mới phản ứng lại, hình như mình thật sự trở thành thái tử bắc yên, người thừa kế của đế quốc này. hạng long trầm giọng nói, sung nhi, hôm nay ngươi thân là thái tử nhưng tuổi tác còn nhỏ mọi chuyện phải nghe theo ý kiến của chư vị trợ thủ Bắc Yên ở đây. Chuyện trị quốc có bọn họ hỗ trợ, chấm không lo lắng, nghe nói ngươi rất hứng thú với võ đạo. Lần này chấm cũng giúp ngươi tìm một vị sư phụ. Mọi người ở đây sửng sốt, LCU này hạng sùng lại đi ra, đưa một người trung niên cầm kiếm vào. Phải biết đây là lúc lên chiều, cho dù là võ tướng như Bắc Cung Bách Lý cũng không được phép cầm binh khí. Sở hưu cũng không làm gì quá đáng, tuy y mang theo binh khí nhưng lại để thiên đạo chiến hạp trong hộp báu không gian. Còn vị này ngược lại, không ngờ lại đường đường chính chính ôm một thanh kiếm, có thể nói thái độ lớn lối đến cực điểm. Nhưng tuy thái độ của người trung niên này rất lớn lối, những điểm khác lại hết sức bình thường. Khí tức trên người của hắn ẩn vào trong cơ thể, không nhìn ra thực lực cụ thể nhưng sở hữu khẳng định chắc chắn đối phương là cảnh giới cảnh giới chân hỏa luyện thần. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu cảnh giới của đối phương không bằng mình, hắn có thu liễm khí tức hoàn hảo tới mức nào đi nữa cũng bị mình nhìn ra dấu vết người trung niên này chỉ mặc một bộ quần áo ngắn bằng vải thô màu xanh nhiều chỗ còn có miếng vá tướng mạo cũng cực kỳ bình thường hơn nữa thần sắc hắn đờ đãn nói chính xác hơn là hờ hững cứ như đối với hắn thì đế vương bắc yên võ tướng cao thủ dưới sảnh tất cả chỉ là hư ảo điểm bắt mắt duy nhất trên người hắn chính là thanh kiếm tuy không thấy được thân kiếm nhưng vỏ kiếm được chế bằng da cự thú phong xa trong biển có thể tôi luyện độ sắc bén của binh khí một mảnh lớn cỡ bàn tay đã giá trị vạn lượng hoàng kim hạng long trầm giọng nói Đông Hải Kiếm Thánh Khang Động Minh, Khang Tiên Sinh, từ nay về sau hắn chính là sư phụ của ngươi. Mấy chữ này vừa thốt lên, toàn trường lập tức xôn xao, sắc mặt nhìn về phía Khang Động Minh đều mang vẻ kinh ngạc. Sở Hưu truyền âm cho Mai Khinh Liên nói, hắn là ai? Tiếng tăm lớn làm à, vì sao xưa nay ta chưa từng nghe nói? Mai Khinh Liên nói, ngươi chưa nghe tới cũng rất bình thường, vị Đông Hải Kiếm Thánh này đến Trung Nguyên trong thời gian ngươi bế quan. Danh tiếng lớn tới mức bây giờ phong mãn lâu cũng không dám xếp hạng cho hắn, vì không khéo đến lúc nào đó lại phải sửa lại. Người này xuất thân từ hải ngoại, trước đây vẫn luôn tung hoành trong khu vực hải ngoại, tu vi kiếm đạo thâm sâu khó lường. Một tháng trước, hắn đột nhiên xuất hiện ở Trung Nguyên, một người một kiếm khiêu chiến yến chi của phong vân kiếm chủng, ba chiều đánh bại. Chuyển sang đánh với tọa vong kiếm lư, khiêu chiến tông chủ tọa vong kiếm lư thẩm bão trần, thắng. Lại tới hoang mạc tây cực khiêu chiến tông chủ kiếm vương thành, thông thiên kiếm, thẩm thiên vương, cũng thắng. Hắn không tới tàng kiếm sơn trang, có lẽ hắn thấy tàng kiếm sơn trang đã không có tư cách để hắn khiêu chiến trong thời gian ngắn hắn liên tiếp khiêu chiến tam đại kiếm phái ba trận thắng liên tiếp khang động minh thậm chí mơ hồ có danh tiếng người đứng đầu thiên hạ kiếm đạo được người ta tôn là đông hải kiếm thánh nhưng nghe nói hàng tung của người này rất bí ẩn hơn nữa tính cách kỳ quái ngoài thích khiêu chiến cường giả kiếm đạo ra thì nói ai biết rốt cuộc hắn muốn gì bây giờ cũng không biết vì sao hắn lại gia nhập dưới trướng hạng long đám người mai khinh liên không biết là khang động minh xuất hiện ở trung nguyên có một phần là nhờ công lao của hạng sùng lúc trước hạng sùng tới giang sơn các bàn điều kiện vừa vặn gặp được khang động minh khang động minh không phải người của giang sơn các nói chính xác hơn hắn là khách khanh của giang sơn các kiếm khách cũng phải ăn cơm khang động minh cả đời trừ luyện kiếm ra thì không biết gì khác vậy các loại tài nguyên tu luyện kể cả cái vỏ kiếm từ gia phong xa kia ở đâu ra đều là nhờ làm khách khanh cho giang sơn các kiếm được hơn nữa hắn làm khách khanh rất thú vị chỉ lúc nào hắn không còn đồng nào trên người mới đến Giang Sơn Các làm khách khanh một thời gian, sau khi cầm được một khoản lương tháng nhất định thì lại bỏ đi. Cho nên Giang Sơn Các cũng cực kỳ bất đắc dĩ với vị khách khanh này, thậm chí ra giá rất cao, chỉ xin Khang Động Minh ở lại lâu dài trong Giang Sơn Các, nhưng đối phương lại trực tiếp cự tuyệt. Khi Hạng Sùng đi tới Giang Sơn Các vừa vặn gặp được Khang Động Minh, không biết hắn nói gì mà lừa được Khang Động Minh tới Trung Nguyên, cho nên mới có chuyên Khang Động Minh liên tục khiêu chiến Tam Đại Kiếm phái trên đất Trung Nguyên. Sở Hưu nheo mắt đánh giá Khang Động Minh, nhưng người này vẫn cái dáng đời đẫn đó, như suy nghĩ đã bay tới cõi trời nào không hay. Đây là một kiếm khách cực kỳ đơn thuần, thậm chí còn thuần túy hơn mấy vị trong Đại kiếm phái đương thời. Năm xưa khi ngũ đại kiếm phái tranh đoạt vị trí đứng đầu, không ai nhường ai, thậm chí còn gây ra Phù Ngọc Sơn chính ma đại chiến, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Kết quả bây giờ lại bị một người ngoài lần lượt khiêu chiến, thậm chí còn khiến đối phương thắng được danh tiếng kiếm thánh, có thể nói là mất hết thể diện. Hơn nữa Đối mặt với kết quả này, cả ba môn phái cũng có nỗi khổ khó nói. Khang Động Minh mở miệng khiêu khiến ngay trước mặt mọi người, chỉ so tài kiếm đạo, không liên quan tới bất cứ lợi ích tông môn gì. Bằng không, với lực lượng của ba nhà này, muốn giữ một Khang Động Minh chưa tới cảnh giới thiên địa thông huyền là chuyện rất đơn giản. Ví dụ như nhân vương kiếm của kiếm vương thành, kiếm hồn của phong vân kiếm chủng vân vân. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt với lời khiêu chiến đơn thuần về kiếm đạo này, ai dám dùng những thủ đoạn đó đối địch chính là sỉ nhục kiếm đạo. Từ sau khi kiếm thánh cố khuynh thành ngã xuống 500 năm trước, trên giang hồ không ai xứng với danh xưng kiếm thánh. Còn bây giờ Khang Động Minh được tôn là Đông Hải kiếm thánh, tuy còn thêm hai chữ Đông Hải nhưng cũng là lời tán thành của đông đảo cường giả trên giang hồ. Lúc này hạng sung cũng thiếu chút nữa bị bất ngờ này làm cho choáng váng. Hắn vội vàng đi tới trước mặt Khang Động Minh, cung kính thì lễ nói, sư phụ. Hắn biết hạng long có ý gì, hành động này là gây dựng chỗ dựa cho hắn, tích lũy lực lượng. Trước đó hắn còn lo tuy mình là thái tử nhưng lực lượng bản thân quá yếu, không thể sánh bằng Hạng Lê Bồi dưỡng thế lực tới hơn 10 năm. Kết quả chỉ trong chớp mắt Hạng Long đã giúp hắn giải quyết tất cả mọi phiền toái. Thế lực mà Hạng Lê Bồi dưỡng có mạnh hơn nữa cũng không mạnh hơn Khang Động Minh, một vị cường giả đã đánh bại cả Tam Đại Kiếm phái, được tôn làm Đông Hải Kiếm Thánh. Hạng Long đã quyết định nâng đỡ Hạng Sung lên làm thái tử, với tính cách của hắn, chắc chắn hắn sẽ chuẩn bị tất cả mọi chuyện chu toàn. Có điều lúc này, đối mặt với lễ bái của thái tử một nước khang động minh lại chỉ chậm rãi gật đầu thậm chí không nói một câu cứ như hắn không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì nhưng hạng sung cũng không để ý có một vị cường giả như vậy làm sư phụ cho dù hắn chỉ đứng về phía mình thôi thì lực uy hiếp cũng hết sức kinh khủng rồi nói nhiều lời như vậy nên tinh thần hạng long có vẻ không chịu nổi nói một câu bãi chiều rất lại được hàng công công đỡ dậy đi khỏi những người khác cũng mang theo tâm tư rời chiều những tin tức ngày hôm nay đã quá chấn động bọn họ cần có thời gian để tiêu hóa trong trấn võ đường mai khinh liên bàng hổ còn có đường nha nhạn bất quỳ những thành viên cao tầng của trấn võ đường đều có mặt bầu không khí khá áp lực hôm nay hạng long lên triều tuyên bố những chuyện này thật ra không chỉ là nhắm vào sở hưu mà còn nhắm vào giang hồ bắc yên đồng thời bố trí kế sách đối với đông tể kiềm chế lẫn nhau đoạt được thắng lợi trong thời loạn nhưng trấn võ đường của sở hưu lại là thế lực chịu ảnh hưởng lớn nhất dẫn hai nhánh đạo phật vào chắc chắn ba bên sẽ gây ảnh hưởng lên toàn bộ võ lâm bắc yên cho dù ba bên kiềm chế đến mấy cũng vô dụng ngay cả sở hưu cũng không tin bên mình có thể kiềm chế chứ nói chi tới hai nhánh đạo Phật. Thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, đường nha cười ha hà nói, chư vị nghe ta nói gì, đâu cần nghiêm túc như vậy. Thật ra đây cũng là chuyện tốt, hạng long làm vậy chẳng khác nào đẩy đại nhân nhà chúng ta lên sánh ngang với hai nhánh đạo Phật, đây là vinh hạnh mà. Sở hưu vung tay lên nói, đường nha nói rất chính xác, đúng là không cần nghiêm túc như vậy. Hạng long làm vậy thật ra cũng là bị ép tới mức không còn cách nào nên buộc phải dùng chiêu này người hoảng loạn đầu tiên không phải chúng ta mà là hạng long mới đúng truyền lệnh xuống chân võ đường không cần kinh hãi trước đây làm thế nào thì giờ cứ làm thế ấy chỉ cần đề phòng có người âm thầm động thủ là được vậy tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ mai khinh liên hỏi sở hưu híp mắt nói dùng bất biến ứng phó với vạn biến là được đi thăm dò xem lúc nào người của thuần dương đạo môn phật môn và giang sơn các vào thành e là hạng long không còn sức đi nghênh đón chúng ta thân là nửa chủ nhân của nơi đây, dẫu sao cũng phải tiếp đón khách hứa chứ. Mai Khinh Liên gật đầu, có sở hữu bố trí nên mọi chuyện đều thuận lợi, buổi họp chưa tới một khắc đồng hồ đã được giải quyết xong. Thời gian trước sở hữu không có mặt ở đây, tuy đám người không tới mức khác khẩu với nhau nhưng không quyết định chắc chắn được, không biết nên nghe ai. Mai Khinh Liên có bối phận có thân phận, bàng hổ cũng đứng về phía cô nàng, nhưng dù sao cô nàng cũng không thể thay thế sở hữu. Còn đám thủ hạ cũ của sở hưu như Đường Nha và Nhạn Bất Quy cũng khá có uy tín, khó mà bảo bọn họ nghe theo chỉ huy của Mai Kinh Liên được. Bây giờ có cây xương sống sở hưu ở đây, chỉ dăm ba câu đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Mấy ngày sau, trước cửa thành đông của Yên Kinh Thành, sở hưu thản nhiên ngồi trên lầu nhìn tướng quân thủ thành toát mồ hôi lạnh bên dưới. Tuy hắn cũng có tiếng là tướng quân nhưng chỉ là người gác cổng thành, thậm chí còn không bằng một giáo úy nhỏ trong Trấn quốc ngũ quân. Đương nhiên hắn đã nghe danh đại đô đốc Trấn võ đường, phải nói là toàn bộ Bắc Yên này không mấy ai chưa từng nghe danh sở hưu, đương nhiên đa số là hung danh. Vị đại đô dốc chân võ đường này không đi giám thị giang hồ lại tới đây cướp việc của hắn, đứng ở cửa thành này cả nửa ngày rồi. Chuyện này khiến hắn chịu áp lực như núi đè. Ngươi có chắc là đại quang minh tự, thuần dương đạo môn và giang sơn các sẽ vào thành theo cửa này không? Sở hưu hỏi đường nha ở bên cạnh. Đường nha vội vàng nói, đương nhiên, đại nhân ngài có thể nghi ngờ thực lực của ta nhưng không thể nghi ngờ năng lực làm việc của ta. Ta phải tốn ba bữa rượu hoa mới moi được tin tức này từ tay con nuôi của con nuôi của tổng quản đại nội Hàn Công Công đấy. Bây giờ vị bệ hạ kia đâu còn sức tiếp kiến từng nhà một cho nên hắn bố trí bọn họ trong cùng một ngày mà chắc chắn là đi qua cửa đông. Sắc mặt Sở Hưu hơi kỳ quái, con nuôi của con nuôi của thái giám, vậy chẳng phải vẫn là thái giám à? Ngươi mời thái giám đi uống rượu hoa mà còn dám bảo ta là làm được việc. Đường Nha nhún vai một cái nói, ai quy định thái giám không thể uống rượu hoa được, vạn nhất người ta thích kiểu đó thì sao? Tuy hắn không có thứ bên dưới nhưng trên người có bao nhiêu thứ dùng được cơ mà, ví dụ như im miệng Đường Nha còn chưa nói xong đã bị Sở Hưu ngắt lời. Y Đường Đường đại đô đốc trấn võ đường, kêu hùng ma đạo danh trấn giang hồ, lại ở đây thảo luận với Đường Nha chuyện một thái giám vào thanh lâu thì làm được gì, chậc, đúng là sỉ nhục thân phận. Đúng lúc này lại thấy từ phía xa có từng tốp người đi tới, ánh mắt Sở Hưu lập tức tập trung theo hướng nó. Đường Nha cũng thu lại vẻ cười đùa cợt nhả, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Người của Đại Quang Minh tự, Thuần Dương đạo môn và Giang Sơn các đã đến. Lần này Thuần Dương đạo môn có hai người dẫn đầu, một là tịch vân tử một là một lão đạo sĩ dâu tóc bạc trắng nhưng tướng mạo có phần hung ác căn cơ của thuần dương đạo môn rất thâm sâu thậm chí còn sâu hơn của chân vũ giáo nhưng căn cơ có sâu hơn nữa cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy mấy năm gần đây số võ giả thuần dương đạo môn đời trước vẫn là không phải số ít ngay cả người đứng đầu hộ điện lục chân nhân chân dương tử cũng chết trong tay sở hưu bây giờ e là ngay cả hộ điện lục chân nhân cũng không gom đủ cho nên trong chuyện tới bắc yên thành lập phân đà lăng vân tử thân là trưởng giáo đương nhiên không đi được chỉ có thể phái người có bối phân đủ lớn như tịch vân tử tới thay. Nhưng cho dù tịch vân tử có bối phận rất lớn, trong tay còn có thần binh thuần dương do lão tổ để lại, thì dù sao hắn mới chỉ có cảnh giới chân đan, cho nên lăng vân tử phải mời cả lão đạo sĩ này ra mặt. Thân phận của vị này cũng không tầm thường, chính là người cùng trong thế hệ bối phận chữ chân của thuần dương đạo môn thế hệ trước, thủ chân tử. Vị này không phải người sống lâu nhất mà là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ bối phận chữ chân. Vài chục năm trước hắn đã bế quan sinh tử vốn dĩ người trong thuần dương đạo môn đều cho rằng đối phương đã chết định đợi vài năm nữa đại nạn của đối phương đến thì mở mật thất bế quan đem ra an táng nhưng không ngờ thời gian gần đây đối phương lại đột nhiên xuất quan tuy không đột phá lên cảnh giới thiên địa thông huyền nhưng tu vi cũng có một chút tiến bộ tu bổ được thương tích ngầm năm xưa ngược lại khiến cho tuổi thọ tăng cường thủ chân tử ngẩng đầu nhìn lên tường thành của yên kinh thành thở dài một tiếng năm tháng thoi đưa chớp mắt đã mấy chục năm nhớ khi xưa ta theo bọn sư huynh tới sông sáo trên đất bắc yên Yên Kinh Thành còn chưa hùng vĩ như bây giờ, không ngờ đến nay đã trở thành một tòa thành lớn." Tịch Vân Tử ở bên cạnh nói, "Sư thúc, đừng coi thường Bắc Yên, vài chục năm trước Bắc Yên còn bị Đông Tề chèn ép, nhưng sau khi ngài bế quan sinh tử không lâu, Bắc Yên đã bá đạo phản công lại Đông Tề, hôm nay tuy vẫn không thể sánh vai với Đông Tề nhưng cũng là một trong tam đại cường quốc đương thời. Lần này trưởng môn sư huynh đồng ý hợp tác với Bắc Yên cũng là để ý tới uy thế của Bắc Yên. Ở Đông Tề Chân vũ giáo là quốc giáo nhưng ở Bắc Yên nhánh đạo môn chúng ta còn chưa cắm dễ. Nếu thuần dương đạo môn ta có thể làm tiên phong cho đạo môn, cũng coi là tìm được một đường ra trong tương lai. Tịch Vân Tử nói vậy cũng là sợ thủ chân tử còn dùng quan điểm khi xưa đánh giá Bắc Yên, còn chưa kịp hợp tác đã đắc tội với Bắc Yên. Khi thủ chân tử bế quan sinh tử, hắn còn chưa ra đời, nhưng nghe mấy vị lão nhân của thuần dương đạo môn như Lăng Vân Tử nói, tính cách vị thủ chân tử sư thúc này có vẻ rất nóng này nhưng lúc này ánh mắt thủ chân tử nhìn về phía tịch vân tử lại mang vẻ hiền hòa thiện ý, không nổi giận mà chỉ gật đầu nói, yên tâm đi, sư thúc hiểu. Lúc trẻ tuổi đúng là tính cách thủ chân tử rất nóng này, nhưng bế quan mấy chục năm, tính cách nóng này đó cũng bị hắn kiềm chế lại. Hơn nữa lúc này thủ chân tử nhìn tịch vân tử rất giống bản thân mình năm xưa. Nhớ khi đó hắn cũng như tịch vân tử, là người nhỏ tuổi nhất trong cùng thế hệ, tuổi tác sư huynh còn sắp bằng sư phụ, nhưng hắn cũng là người được cương chiều nhất. Nhưng thương hải tăng điền, Sư phụ không còn, sư huynh cũng mất, người nhỏ tuổi nhất năm xưa lại thành lão quái vật với thân phận cao nhất, cảm giác này chẳng hề tốt đẹp chút nào. Lúc này Tịch Vân Tử chép miệng nói, người của Đại Quang Minh tự cũng tới. Thủ chân tử nhìn qua bên kia, nụ cười hiền lành trên mặt hóa thành khinh thường, đám hóa thượng này đã mấy chục năm rồi vẫn không thay đổi chút nào, vẫn thích phô trương như vậy. Bên thuần dương đạo môn chỉ có mấy lão đạo sĩ với mười mấy tiểu đạo sĩ, còn Đại Quang Minh tự lại đông đúc hơn nhiều đại quang minh tự phái thủ tọa kim cương viện một trong lục đại võ viện hư ngôn tự mình dẫn người tới hắn không đến một mình mà dẫn theo toàn bộ đệ tử kim cương viện trước đây không lâu hư ngôn đã bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần đương nhiên có tư cách tới bắc yên thành lập phân đà thật ra trong đại quang minh tự còn có người có tư cách hơn hư ngôn đó là hư độ xét theo thân hận hư độ là thủ tọa của tam đại thiện đường đương nhiên địa vị cao hơn lục đại võ viện nửa bậc hơn nữa khi hư độ liên thủ với sở hưu xử lý viên thiên phóng Thật ra hắn đã có dấu hiệu đột phá, chẳng qua hắn tu luyện võ đạo đặc thù, không muốn đi theo đường thường nên cố ý áp chế tu vi. Thật ra bây giờ Hư Độ đã bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng hắn không tuyên bố với mọi người mà tự bế quan trong Đại Quang Minh Tự, ổn định tu vi. Đương nhiên điểm quan trọng hơn là với tính cách không đáng tin cậy của Hư Độ, Đại Quang Minh Tự cũng cực kỳ nghi ngờ liệu đối phương đến Yên Kinh Thành thành lập phân đà có làm mọi chuyện rối tung lên không. Cho nên giới cao tầng của Đại Quang Minh Tự bàn bạc cuối cùng thống nhất điều vị thủ tọa tương đối đáng tin cậy là hư ngôn lên đường hơn nữa hư ngôn còn mang theo hai vị lão tăng bối phận chữ tịnh ẩn cư trong đại quang minh tự đều có thực lực chân hỏa luyện thần sách lược của đại quang minh tự luôn là thế hệ nào quản lý thế hệ đó không như đạo môn người quản lý bao gồm cả lão thiên sư mấy trăm tuổi lẫn người thế hệ trẻ như trương thừa trinh sau khi thế hệ chữ hư của đại quang minh tự bắt đầu tiếp nhận đại quang minh tự tất cả võ giả bối phận chữ tịnh đều đã giả hơn nữa đại quang minh tự cũng không có thói quen nhận đệ tử thay sư phụ không có tiểu sư thúc như Trường Vân Tử, cho nên võ giả thế hệ trước đều quy ẩn ở bồ đề lâm phía sau núi, chỉ có lúc rảnh rỗi mới ra mặt dạy bảo một số đệ tử. Thật ra điểm kinh khủng nhất của Đại Quang Minh tự không phải những võ tăng của Tam Đại Thiện Đường và Lục Đại võ viện hiện tại mà là những lão tăng đã quy ẩn không hỏi thế sự. Chỉ khi Đại Quang Minh tự thật sự đối mặt với nguy cơ sinh tử, những lão tăng trong vô cùng già yếu này mới ra tay. Đó cũng là lúc Đại Quang Minh tự phô bày thực lực thật sự của mình lần này đại quang minh tự phái hai vị lão tăng bối phận chữ tịnh để trấn thủ phân đà bắc yên đủ thể hiện mình coi trọng chuyện này tới mức nào người của đại quang minh tự và thuần dương đạo môn đã tới đương nhiên không thể thiếu người của giang sơn các nhưng giang sơn các chỉ có lẻ tẻ vài người là đến nói chuyện với hạng long dù sao giang sơn các dự định tiếp quản ngụy quận trong đó còn có đại kế liên quan tới chuyện phục quốc của giang sơn các bọn họ dù sao bọn họ cũng phải coi trọng một chút trên con tuấn mã ba người sóng vai đều mặc hoa phục khi thế bất phàm. Trong ba người có một võ giả tướng mạo khoảng hơn 30 tuổi, có phần tuấn tú. Hắn nhìn đám người của thuần dương đạo môn và đại quang minh tự nói, đại ca, lần này hoàng đế Bắc Yên nói sẽ giúp Giang Sơn các phục quốc. Xem ra hành động của hắn cũng không nhỏ, ngay cả thuần dương đạo môn và đại quang minh tự cũng bị hắn kích động, không biết rốt cuộc hắn định làm gì. Người được gọi là đại ca dáng vẻ như mới hơn 50 nhưng vẻ tăng thương trên hai hàng lông mày lại không cách nào che giấu, không khác gì những lão nhân nhìn thấu sự đời. Người này là các chủ của Giang Sơn Các hiện tại, Triệu Nguyên Phong. Triệu thị của Giang Sơn Các vốn xuất thân hoàng tộc, thậm chí toàn bộ nòng cốt của Giang Sơn Các đều quay quanh dòng họ Triệu và hậu duệ của những trung thần trung thành với họ Triệu năm xưa. Triệu Nguyên Phong trầm giọng nói, "Nguyên Nghị, ngươi đừng dính tới chuyện nội bộ Bắc Yên, ngươi chỉ cần nhớ một điều là được, từ khi Giang Sơn Các chúng ta thành lập đến giờ, chúng ta luôn muốn đoạt lại Giang Sơn của Triệu gia chúng ta." Triều Đình Bắc Yên, Giang Hồ Bắc Yên không liên quan gì tới Giang Sơn Các chúng ta hôm nay giang sơn các chúng ta đến đây chỉ vì phục quốc lúc này sau lưng triệu nguyên phong lại có một giọng nói già nua đột nhiên vang lên nguyên phong không phải thúc tổ ta nói ngươi nhưng ngươi nghĩ vậy là sai rồi giang sơn các ta muốn phục quốc vậy ba nước đương thời sẽ thành bốn nước bất luận đông tề tây sở hay bắc yên đều là kẻ địch tương lai của giang sơn các chúng ta sao lại không quan tâm được triệu nguyên phong khẽ cao mày lạnh nhạt nói đã hiểu thúc tổ triệu nguyên phong chỉ hơi khó chịu với ông lão sau lưng đệ đệ của hắn triệu nguyên nghị lại là cam ghét đối phương là người của trưởng lão hội trong giang sơn các cái gọi là trưởng lão hội theo triệu nguyên nghị chỉ là nơi tụ tập của mấy lão già không chịu chết không có năng lực mà lại thích khoa chân múa tay tuy giang sơn các là hậu duệ của hoàng thất nhưng thật ra tới giờ đã chẳng còn dáng vẻ của hậu duệ hoàng thất ngược lại giống như thế lực lai giữa tông môn và thế gia giang hồ nếu theo cách làm của hoàng thất ai quan tâm ngươi là trưởng lão hay không trưởng lão chỉ cần không phải hoàng đế thì ngoan ngoãn làm tay chân đi can thiệp tới hoàng quyền là chuyện tối kỵ. Nếu theo cách làm của giang hồ, trong giang sơn các có không ít cao thủ khác họ là hậu duệ của những trung thần năm xưa nên đề bạt lên vị trí cao. Nhưng chính vì những lão già này nói cái gì mà Giang Sơn Các chỉ có thể nằm dưới sự khống chế của bản thân, sao lại giao cho nô tài. Cho nên rất nhiều cao thủ của Giang Sơn Các tâm cho ý lạnh, rời xa hải ngoại hoặc trung nguyên, cắt đứt với Giang Sơn Các. May mà đại ca nhà mình Triệu Nguyên Phong có năng lực xuất chúng, thiên phú kinh thiên, bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, có thể coi là có tư cách khiêu chiến trưởng lão hội. Nhờ đó đại ca mới có thể gạt bỏ ý kiến khác, hơn 10 năm nay tập trung phát triển thế lực ở hải ngoại. Chiếm cứ nhiều hải đảo, lại trắng trợn mời chào thủ hạ, giúp thực lực của Giang Sơn Các tăng thêm một bậc. Nhưng theo triệu nguyên nghị, chắc chắn đại ca nhà mình có thể sánh vai với 10 hạng đầu của phong vân bảng. Nếu mấy lão già này không dở trò, Giang Sơn Các đâu chỉ phát triển thêm một bậc, không khéo còn leo lên hẳn đỉnh cao. Thầy Triệu Nguyên Nghị còn muốn nói gì đó, Triệu Nguyên Phong trực tiếp vung tay lên nói, được rồi, đừng nói nữa, vào thành thôi. Nghe đại ca nhà mình nói vậy, triệu nguyên nghị mới giàu dĩ không vui cùng vào thành. Tại cửa thành, sở hưu đã đứng đó chờ người của đại quang minh tự và thuần dương đạo môn vào thành. Nhìn sở hưu mặc áo đen đứng chắp tay, xung quanh là những binh sĩ thủ thành thận trọng đứng núp một bên, hư ngôn và tịch vân tử cùng nhíu mày. Bọn họ biết lợi ích khi vào Bắc Yên truyền đạo, cũng biết cả hậu quả. Trước đây khu vực trung tâm của Bắc Yên là Yên Kinh Thành luôn là địa bàn của Sở Hưu. Chỉ cần đi vào Yên Kinh Thành, nhúng tay vào sự vụ giang hồ của Bắc Yên, vậy không chỉ là cạnh tranh với đối phương mà còn đắc tội với Sở Hưu, Hạng Long làm vậy là mượn đạo giết người. Bọn họ biết nhưng bọn họ vẫn tới, không phải vì bọn họ coi thường Sở Hưu mà là vì Hạng Long đưa ra điều kiện quá hấp dẫn, hấp dẫn tới mức bọn họ không cách nào từ chối. Hư Ngôn đại sư, đã lâu không gặp, Tịch Vân Tử đạo trưởng, không ngờ lần này lại là ngươi tới. Thuần Dương đạo môn đã xuống dốc tới nước này rồi à? Sở Hưu tươi cười chào hỏi hai người bọn họ, nụ cười đó sán lạn như ánh mặt trời. Sở Hưu đứng ở cổng thành như một công tử trẻ tuổi vô hại nhưng Hư Ngôn và Tịch Vân Tử lại biết rốt cuộc dưới nụ cười nhìn như vô hại của Sở Hưu chôn giấu bao nhiêu máu tươi và giết chóc. Tịch Vân Tử thở dài một tiếng, trầm giọng nói, tại hạ chỉ là một đệ tử thuần dương đạo môn bình thường, xưa nay không cảm thấy mình có chỗ nào đặc biệt. Tông môn đã có yêu cầu, đương nhiên tại hạ phải mặt rồi, có gì lạ ư? Đệ tử thuần dương đạo môn đi cùng Tịch Vân Tử đều ngạc nhiên nhìn sang phía hắn. Trong thuần dương đạo môn, vị tiểu sư thúc này không được ưa thích đại đa số đệ tử thuần dương đạo môn đều cho rằng người này hành động phô trương không giống chân nhân của đạo môn nhưng lúc này một khi làm chính sự tịch vân tử lại biết ra vẻ ít nhất không làm mất mặt của thuần dương đạo môn hư ngôn lại lắc đầu nói sở đại nhân chắc chắn ngươi cũng biết chúng ta tới yên kinh thành làm gì ngươi tới đây làm gì chúng ta cũng biết sở đại nhân là người thông minh chắc ngươi cũng biết trọng tâm của chuyện này không phải chúng ta bây giờ đại quang minh tự không có ý đối địch với ngươi chẳng qua là người trong giang hồ không thể làm theo ý mình Hy vọng ngươi hiểu cho." Sở Hưu lắc đầu nói, người trong giang hồ không thể làm theo ý mình, nói hay lắm, Hư Ngôn đại sư nhìn nhận rất rõ ràng. Giọng nói lại thay đổi, sắc mặt Sở Hưu lập tức trầm xuống, nhưng Sở Hưu ta cũng là người trong giang hồ, ta có thể làm theo ý mình không? Giang hồ Bắc Yên là trấn võ đường ta quản lý đã vài năm, đã thiết lập trật tự, bây giờ hai vị đến đây phá hỏng trật tự này, ta có thể nhịn nhưng toàn bộ trấn võ đường của ta không nhịn được. Hư Ngôn chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu rồi nói, "Sở đại nhân Ta chỉ có thể cam đoan Đại Quang Minh tự ta sẽ không gây chiến." Tịch Vân Tử ở bên cạnh cũng nói, "Trưởng giáo sư huynh đã nói, trận chiến lần trước tạm thời bỏ qua nhân quả giữa hai bên. Lần này Thuần Dương Đạo môn ta tới không phải để đối địch với Sở đại nhân." Lúc này Thủ chân tử vẫn luôn quan sát Sở Hưu. Khi hắn bế quan sinh tử, trên giang hồ còn không có người như Sở Hưu, thậm chí đừng nói Sở Hưu, khi đó ngay cả Trần Thanh Đế còn chưa nổi danh. Kết quả mới mấy chục năm mà phong vân trong thiên hạ đã thay đổi hẳn hôm nay một võ giả tiểu bối mà cũng có năng lực khuấy đảo phong vân trong thiên hạ ngay lúc bầu không khí hai bên cực kỳ nặng nề người của giang sơn các đã đi tới thật ra triệu nguyên phong không muốn có liên hệ gì với sở hưu đương nhiên triệu nguyên phong cũng biết về vị đại đô đốc trấn võ đường biết về nhân vật nổi danh trên giang hồ thời gian gần đây hơn nữa hắn còn biết khá chi tiết dù sao trên giang hồ không mấy ai không nhận ra sở hưu giang sơn các chỉ đặt trọng tâm ở hải ngoại chứ không phải không chú ý tới động tĩnh của võ lâm trung nguyên có điều tuy lần giang sơn các đến tham gia vào bố cục khổng lồ của bắc yên nhưng mục tiêu của giang sơn các chỉ là ngụy quận chỉ cần quản lý tốt ngụy quận bắc yên có ra sao hắn cũng không quan tâm cho nên khi thấy tiếng đấu khẩu của đám người sở hữu ở ngoài cổng thành hắn vốn định khiêm nhượng đi vòng qua cửa nhỏ nhưng vị trưởng lão triệu ra lại cau mày lên tiếng trước chư vị không vào thì đừng chặn trước cửa chính như vậy vừa nói xong câu đó triệu nguyên phong thầm hô không ổn quả nhiên ánh mắt ba bên cùng chuyển sang phía giang sơn các bọn họ ngươi của Giang Sơn Các, Sở Hưu lạnh nhạt nói. Trưởng lão Triệu gia ngạo nghễ nói, đúng vậy, nói chính xác hơn chúng là là hoàng tộc Triệu thị. Đợi tới lúc ta gặp hoàng đế bệ hạ của các ngươi, không bao lâu sau chúng ta sẽ phục quốc. Ngươi và đạo Phật muốn giải quyết ân oán thì sang bên kia giải quyết, đừng có đứng chắn đường. Khi vị trưởng lão Triệu gia này ra đời Triệu gia bọn họ còn chưa bị diệt quốc, cho nên hắn còn dính một chút thói xấu của hoàng tộc, không như đám người Triệu Nguyên Phong hầu như không khác gì người giang hồ, khi làm việc cũng chỉ dùng ánh mắt của người trong giang hồ. Trước đó Triệu Nguyên Phong bảo trưởng lão Triệu gia đừng đắc tội với Hạng Long, chuyện này thì trưởng lão Triệu gia hiểu, cho dù Triệu Nguyên Phong không nói hắn cũng sẽ chú ý, không thể quên lễ nghi hoàng tộc được. Nhưng Triệu Nguyên Phong lại quên không nói với hắn, không chỉ không được đắc tội với Hạng Long, còn không được đắc tội với vị trọng thần Sở Hưu có thế lực cực kỳ cường đại ở Bắc Yên. Năm xưa khi Triệu gia vẫn là hoàng tộc, có thể nói thật sự là nhất ngôn cửu đỉnh. Thực ra trong tiểu quốc của hoàng tộc Triệu thị cũng chẳng thể có thế lực gì lớn. Cho nên trong mắt trưởng lão Triệu gia này, Sở Hưu chỉ là thần tử Bắc Yên, còn Triệu gia của Giang Sơn Các lại xuất thân hoàng tộc, có tư cách ngồi ngang hàng với hoàng tộc Hạng thị, đương nhiên không nói về thực lực, ít nhất về mặt thân phận là vậy. Đối mặt với một thần tử của Bắc Yên, trưởng lão Triệu gia cho rằng thái độ của mình đã rất khách khí, thậm chí hắn làm vậy còn là nể mặt Hạng Long. Sở Hưu nhìn đám người của Giang Sơn Các, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng, chặn đường đám người xa cơ lỡ vận nước mất nhà tan mà cũng dám hô to gọi nhỏ ở đây. Yên Kinh Thành không phải chỗ cho các ngươi lên mặt, kể cả bệ hạ triệu kiến, ta không muốn cho các ngươi vào thì ai dám mở cửa. Nghe vậy trưởng lão triệu gia kia lập tức giận tím mắt, to gan, lớn mật, triều đình Bắc Yên có còn quy củ hay không? Quy củ, bệ hạ ở đây thì lời hắn nói là quy củ, bệ hạ không ở đây thì lời ta nói chính là quy củ. Dứt lời, khi thế quanh người sở hưu sộc thẳng lên trời, trực tiếp xuất quyền đánh về phía vị lão tổ Triệu gia kia. Hư ngôn và Tịch Vân Tử đều rất có kinh nghiệm, trốn ở một bên. Cái tên Sở Hưu này rõ là kẻ điên, trước đó bọn họ đều không muốn trêu chọc Sở Hưu vào lúc này. Bây giờ có người chịu tới giúp Sở Hưu phát tiết lửa giận, bọn họ cũng vui vẻ chứng kiến. Thế gian này có rất nhiều người nghĩ quá tốt về bản thân, vị trưởng lão Giang Sơn các này chính là một trong số đó. Tuy hắn đã nghe danh Sở Hưu, nhưng cách nhìn nhận của hắn và Triệu Nguyên Phong lại hoàn toàn khác biệt. Theo Triệu Nguyên Phong thấy Sở Hưu là người thừa kế của nhánh ẩn ma, cho dù là trấn võ đường của Bắc Yên đã mơ hồ có xu thế đứng độc lập, đối phương cũng tuyệt đối không dễ chọc. Nhưng trong mắt vị trưởng lão Triệu gia, có nói thế nào đi nữa đối phương cũng là thần tử của Bắc Yên, hai chữ quân thần nào phải trò trẻ con. Hắn vốn không nghĩ tới Sở Hưu lại dám xuất thủ ngay trước mặt mình như vậy, không hề cố kỵ, thậm chí còn nói những lời đại nghịch bất đạo như hạng long không có mặt thì lời nói của mình chính là quy củ. Cảm nhận được uy thế của quyền này, trưởng lão Triệu gia âm thầm run rẩy. Hắn cũng là võ giả chân hỏa luyện thần, thậm chí thời gian bước vào chân hỏa luyện thần không ngắn. Năm xưa Triệu gia bọn họ bị nước đối địch truy sát như chó mất chủ, may nhờ những cường giả hoàng tộc bảo vệ một chút hương hỏa cuối cùng của Triệu gia trốn về phía Đông Hải. Vị trưởng lão Triệu gia này chính là một trong những người này. Trên đường bị truy sát, chịu đủ loại áp lực, chỉ cần chống chọi được, hầu như không có kẻ yếu. Nhưng sau này hắn bước vào trưởng lão hội, sống cuộc sống an nhàn sung sướng, đã rất lâu rồi không động thủ với người khác. Lúc này quyền của sở hưu đánh tới lại khiến trưởng lão triệu gia có cảm giác sợ hãi tuyệt vọng như khi bị truy sát vô cùng vô tận năm xưa. Trưởng lão triệu gia nổi giận gầm lên một tiếng, quay người ngưng tụ cương khí màu lam nhạt, xuất trưởng đánh ra. Trưởng lực cường đại như sóng biển mãnh liệt, phát ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng cú đấm của sở hưu lại là lực lượng cực hạn, thân thể được tôi luyện bằng nội lực chân hỏa không gì công phá. Cộng thêm quyền ý từ Sơn Hải Quyền Kinh trong huyền vũ chân công, Uy lực như phá núi thấy trưởng lực của mình sụp đổ dưới nắm đấm của Sở Hưu, trưởng lão Triệu gia cũng biến sắc. Nếu người trẻ tuổi trước mặt sử dụng võ kỹ kinh người gì đó, có lẽ hắn còn tin tưởng mình sẽ ngăn cản được. Nhưng loại áp đảo về mặt lực lượng đơn thuần này lại khiến hắn cảm thấy bất lực. Các loại kỳ công bí pháp đều có sơ hở nhược điểm, chỉ có lực lượng cực hạn là không có nhược điểm. Nhưng lúc này Triệu Nguyên Phong ở bên cạnh đột nhiên xuất thủ. Hắn cũng xuất trưởng đánh xuống, nhưng chỉ trong chốc lát hơi nước trong phương viên mấy trăm trượng ngưng tụ, Từng giọt nước đọng lại giữa không trung, ngăn phía trước cú đấm của Sở Hưu. Mỗi giọt nước nhìn rất yếu ớt lại ẩn chứa lực lượng càn khôn, sức mạnh của Sở Hưu đánh lên giọt nước không ngờ lại bị hấp thu một cách quỷ dị. Tuy đa số giọt nước không chịu nổi lực lượng của y, bị chấn tan thành hơi nước, nhưng vẫn ngăn được sức mạnh từ cú đấm của Sở Hưu. Sở Hưu nhìn triệu Nguyên Phong một hồi, lạnh nhạt nói, nước vốn không có hình dáng bình thường, chí cương trí nhu, các chủ giang sơn các, quả nhiên thực lực bất phàm, có điều người dưới chướng ngươi không hiểu chuyện. Ngươi thân là các chủ còn chưa mở miệng mà kẻ khác dám chỗ mõm vào sủa, còn biết tôn ti trên dưới hay không? Nghe sở hưu nói mình chõ mồm vào sủa, trưởng lão triệu ra giận tới mức sắc mặt đỏ bừng. Nhưng không đợi hắn nói gì, triệu nguyên phong đã ngăn lại, trầm giọng nói, sở đại nhân, giang sơn các ta ở ngoài biển lâu ngày, không hiểu nhiều về võ lâm trưởng lão nên lỡ gây ra chuyện cười như vậy. Đã mạo phạm tới sở đại nhân, mong sở đại nhân thứ lỗi. Trưởng lão nhà mình gây phiền toái, người phải thu dọn vẫn là triệu nguyên phong hắn. Hắn biết địa vị của Sở Hưu tại Bắc Yên, tuy mình và Sở Hưu sẽ không có xung đột và thù hận gì, nhưng nếu bây giờ trưởng lão nhà mình đắc tội với đối phương, vậy đúng là tai bay và gió. Đương nhiên Triệu Nguyên Phong cũng không thể hiện quá yếu thế, hắn liếc qua người của hai nhánh đạo phật, Sở Đại Nhân, Giang Sơn các ta tới đây chỉ để gặp mặt hoàng đế Bắc Yên một lần, sau khi gặp sẽ lập tức lên đường tới Ngụy Quận, sau này chúng ta không tham gia tranh chấp của giang hồ hay triều đình Bắc Yên. Phiền phức đầu tiên mà Sở Đại Nhân phải giải quyết không phải chúng ta thậm chí về sau chúng ta cũng không phải phiền toái của sở đại nhân. Ngược lại, không khéo tương lai chúng ta còn có thể hợp tác. Sở hưu nhìn triệu nguyên phong một hồi, vị các chủ giang sơn các này không nổi danh trên đất Trung Nguyên. Nhưng chỉ dựa vào chiêu thức hắn vừa thể hiện và lời nói vừa rồi của hắn, sở hưu có thể kết luận đây là người có năng lực. Đừng tưởng đất hải ngoại dễ sống hơn võ lâm Trung Nguyên, nơi nào có người thì có giang hồ. Nếu đã là giang hồ đương nhiên không thể thiếu tranh chấp chém giết, hơn nữa tranh chấp chém giết ở hải ngoại còn nhiều hơn trung nguyên đai rộng rãi của cải trù phú đánh không lại còn có cơ hội trốn và nhất trốn được thì tìm chỗ dưỡng thương thôi dù sao quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn nhưng ở khu vực hải ngoại bên ngoài những hòn đảo là biển rộng mênh mông thua trận chỉ có con đường chết giang sơn các có thể chiếm cứ vài hòn đảo ở nơi hải ngoại tàn khốc kia đủ thấy thực lực và thủ đoạn của triệu nguyên phong đúng lúc này không biết hạng sùng nghe đâu biết chuyện vội vàng chạy tới Tuy Hạng Long mời hai nhánh đạo Phật tới là để kiềm chế sở hưu nhưng mới gặp mặt ngày đầu tiên đã đánh nhau ngoài cửa thành cũng không ổn, cho nên hắn lập tức chạy tới ngăn cản. Thậm chí Hạng Sùng mang cả cửu Long ấn tới, chỉ sợ sở hưu đột nhiên nổi điên, mang theo thương thiên lương trực tiếp trở mặt. Đương nhiên đó là suy nghĩ của Hạng Sùng, không đến lúc chân tướng phơi bày, sở hưu cũng không dùng tới sức chiến đấu cấp bậc thương thiên lương. Tuy y rất điên cuồng, nhưng sau khi nổi điên cũng phải được lợi mới được, không thì ủng công nổi điên thấy bầu không khí ở đây tuy nặng nề nhưng hình như còn chưa thật sự động thủ hạng sùng thở dài một tiếng trầm giọng nói chư vị bệ hạ đang chờ mọi người cùng ta vào thành thôi nói xong hạng sùng còn nhìn sở hưu một hồi nhẹ nhàng nói sở đại nhân bệ hạ đang chờ bọn họ đấy có chuyện gì thì nói sau được không sở hưu cười nói chân bắc vương lo lắng quá rồi ta chỉ nên đón bằng hữu năm xưa mà thôi chẳng lẽ như vậy cũng không được hạng sùng hư khẽ một tiếng chỉ mong là thế sau khi người của hai nhánh đạo Phật và Giang Sơn Các đi khỏi, Đường Nha ở bên cạnh mới nói, Giang Sơn Các rất nổi tiếng ở khu vực hải ngoại, bây giờ bọn họ lại có vẻ không tự biết lấy mình, cực kỳ ngu xuẩn. Sở Hưu lạnh nhạt nói, nếu thiên hạ này đều là người thông minh, vậy thì chẳng còn đường sống nữa rồi. Chuyện này rất bình thường, có một số người có sống vài trăm năm vẫn không hiểu chuyện, cái này không liên quan tới tuổi tác. Đừng cười người khác, trong nhánh Ẩn Ma cũng chẳng thiếu mấy lão già không chịu chết như vậy. Đường Nha gật đầu, có vẻ cũng đúng hắn vẫn chưa quên chuyện ngày trước ba vị đại lão của nhánh ẩn ma tới hương sư vấn tội đây là chuyện rất quá đáng sau khi thăm dò ở cửa thành sở hưu đã thấy rất rõ tuy hạng long già yếu sắp chết nhưng vị hùng chủ từng dẫn bắc yên quật khởi quả thật không phải người dễ đối phó hợp tung liên hoành xua hổ nuốt sói những thủ đoạn này được hắn sử dụng hết sức thuần thục thậm chí một đế vương có thể không biết trị vì quốc gia bên dưới sẽ có quan văn quản lý giúp người đế vương cũng có thể không biết đánh trận mấy vị đại tướng quân của trấn quốc ngũ quân còn thông thạo hơn nhưng thân là đế vương lại không thể thiếu cái nhìn và thủ đoạn đối với đại cục. Rất hiển nhiên, điều kiện mà Hạng Long đưa ra khiến cả Đại Quang Minh Tự và Thuần Dương Đạo Môn đều không thể cự tuyệt. Cho dù bọn họ biết hành động lần này sẽ chọc giận sở hưu, cho dù bọn họ biết Hạng Long đang mượn đao giết người, bọn họ vẫn làm. Bởi vì cái giá của việc mượn đao này phong phú tới mức bọn họ không cách nào cự tuyệt. Ngay lúc sở hưu chuẩn bị trở về suy nghĩ đối sách, một người mặc y phục quản gia lại đi tới trước mặt sở hưu, chắp tay thì lễ nói, sở đại nhân, điện hạ nhà ta cho mời. Sở hưu nhíu mày nói, điện hạ nhà ngươi. Người kia nói, đương nhiên là thái tử điện hạ. Hạng sung tìm ta. Thần sắc quản gia kia có vẻ không vui, dừng một chút rồi nói, xin đại nhân chú ý xưng hô một chút, bây giờ điện hạ nhà ta đã trở thành thái tử, ngươi gọi thẳng tục danh có vẻ không ổn. Sở hưu có thể vì lời nói mà trở mặt với loại cường giả chân hỏa luyện thần không tự biết mình như trưởng lão triệu gia, nhưng y sẽ không chấp nhặt với một người hầu, vì như vậy quá mất giá. Lúc này y chỉ đang nghĩ, Hạng Sung tìm mình làm gì? Đối phương và Sở Hưu từng quen biết, nhưng quan hệ không sâu. Lần trước khi Hạng Long chèn ép Sở Hưu, Sở Hưu còn định nhờ Hạng Sung giúp đỡ, nhưng khi thăm dò đối phương lại trực tiếp cự tuyệt. Từ lúc đó trở đi, Sở Hưu đã nhìn ra rốt cuộc lập trường của Hạng Sung ra sao, cũng từ đó, hai bên không có liên hệ gì. Bây giờ đối phương lên làm thái tử, chẳng lẽ lại định mời chào bản thân. Trong lúc suy nghĩ, Sở Hưu trực tiếp nói với người hầu kia, "Dẫn đường đi." người hầu kia dẫn sở hưu tới cung thái tử. mấy năm gần đây cung thái tử vẫn luôn để chống. bên trong tuy được quét dọn nhưng vẫn khá lộn xộn, chưa thể vào ở được. nhưng hạng sung như sợ mất đi địa vị, không kịp chờ đợi đã chuyển luôn vào trong cung thái tử, cũng chẳng quan tâm nơi này đã ở được hay chưa. sở hưu đợi nửa khắc trong phòng khách đơn sơ mới thấy hạng sung đi ra, gương mặt tươi cười nói: sở đại nhân, ta đến hơi chậm, không thể tiếp đón từ xa. liếc hạng sung một cái, với nhãn lực của sở hưu, y đã đoán được gần hết suy nghĩ của hạng sung đắc ý, kiêu ngạo nhưng lại cố gắng che giấu, không muốn để người khác nhận ra. Thậm chí giọng điệu hắn nói chuyện với sở hưu cũng khác với lúc trước, có vẻ trịnh thượng. Trước đây Hạng Sung tuy là hoàng tử nhưng rất muốn chiêu hiền đại sĩ, mời chào Tuấn Kiệt trẻ tuổi nổi danh giang hồ như sở hưu. Còn sau này sở hưu trở thành đại đô đốc Trấn võ đường, Hạng Sung thậm chí không có cả tư cách mời chào hắn, chỉ có thể nịnh bợ lấy lòng. Nhưng bây giờ thì sao, Hạng Sung hắn đã trở thành thái tử, không bao lâu sau sẽ trở thành hoàng đế Bắc Yên còn sở hưu ngươi bị phụ thân chèn ép cả trong sáng lẫn ngoài tối ngươi có thấy hối hận vì trước đây không gia nhập dưới trướng bản cung không sở hưu cũng chẳng muốn nói gì về tâm trạng đắc thế rồi lên mặt của hạng sung người trẻ tuổi kiến thức còn ít rất bình thường sau này lên lên xuống xuống nhiều lần rồi sẽ quen cho nên sở hưu chỉ lạnh nhạt nói chẳng hay điện hạ gọi ta tới là có chuyện gì hạng sung thoải mái ngồi bên trên sở hưu không hề có vẻ chiêu hiền đãi sĩ và thận trọng lúc trước hắn vung tay lên nói sở đại nhân người nổi tiếng không nói mấy lời mờ ám. Hôm nay hai nhánh đạo Phật đã vào thành, e là tương lai chấn võ đường sẽ không dễ sống. Bản cung và sở đại nhân quen biết đã nhiều năm, đương nhiên cũng muốn giúp đỡ sở đại nhân. Nhưng đây là quyết định của phụ hoàng, ta cũng không có cách nào khác. Nhưng sở đại nhân yên tâm, chỉ cần ngươi chịu phò tá bản cung, tạm thời giải thể chấn võ đường, gia nhập dưới chướng cung thái tử của ta. Chờ tương lai bản cung kế thừa đại thống, bản cung sẽ nghĩ cách giúp ngươi xây dựng lại chấn võ đường. Hơn nữa bản cung tin thời gian này sẽ không quá dài. Sở đại nhân, nhớ lại nhiều năm trước ngươi còn trên Long Hồ bảng, chưa nổi danh giang hồ, bản cung đã muốn mời chào Sở đại nhân, nhưng Sở đại nhân lại cự tuyệt. Bây giờ Sở đại nhân đã nổi danh giang hồ nhưng bản cung cũng từ một hoàng tử thất thế biến thành người thừa kế Đại Yên, chẳng hay tới giờ bản cung đã có tư cách mời chào Sở đại nhân chưa. Khi Hạng Sung nói câu này, trong lòng đã cực kỳ khoan khoái. Khi hắn chưa trở thành thái tử, Sở Hưu còn cảm thấy Hạng Sung không tệ vị hoàng tử này bị hạng lê chèn ép nên không dính phải tính kiêu căng của hoàng thất ngược lại có vẻ hào sảng phóng khoáng của giang hồ bởi vì khi đó hạng sung rất ưa thích giang hồ ở bắc yên hắn bị hạng lê chèn ép bản thân không thấy được hy vọng hắn chỉ hận mình không thể làm một du hiệp trên giang hồ chứ không phải sinh trong gia đình đế vương ngay ngay phải nơm nớp lo sợ không thấy được tự do và hy vọng nhưng bây giờ câu nói của hạng long đã khiến hắn lật mình trở thành người thừa kế người khống chế đế quốc trong tương lai trên lệch này lớn tới mức tâm trạng hạng sung thay đổi thậm chí cả hạng long cũng không ngờ lại có biến hóa như vậy bởi vì theo kế hoạch của hạng long hạng sung chỉ cần đứng nhìn ba bên đạo phật ma hỗn chiến tổn thương nguyên khí giang sơn các phục quốc trở thành tấm bình phong ngăn cản đông tề còn hạng sung chỉ cần yên ổn kế thừa hoàng vị là được ai ngờ bây giờ tâm trạng hạng sung đã bành trướng tới mức mời chào sở hưu thậm chí còn đưa ra lời hứa như vậy tâm trạng hạng sung đã vặn vẹo trong suy nghĩ của hắn những kẻ coi thường hắn gia nhập dưới trướng hoàng huynh hạng lê đều là loại đáng ghê tởm chờ tới ngày hắn đăng cơ chắc chắn phải thanh toán với đối phương sở hưu à chưa tính là ghê tởm nhưng trước đây hắn mời chào sở hưu nhưng bị từ chối nó như cây gai đâm vào ngực của hắn chuyện đó khiến hắn cảm thấy sở hưu đang coi thường hắn bây giờ hắn đã trở thành thái tử còn sở hưu lại gặp nguy cơ từ phía lần này mình mời chào y có từ chối nữa không có dám từ chối không nhìn sở hưu ở bên dưới gương mặt sở hưu nở một nụ cười đó là nụ cười học từ phụ thân Hạng Long của hắn, như đã tính toán kỹ càng mọi chuyện, chỉ có điều nụ cười này đặt lên mặt Hạng Sung có vẻ không được tự nhiên. Sở Hưu không tức giận, y chỉ lạnh nhạt nói, mấy ngày trước điện hạ được lựa chọn làm thái tử nên hưng phấn quá mức, ngủ mơ quá nhiều rồi à? Chuyện này không hay đâu, sau này Bắc Yên còn cần điện hạ chống đỡ, phải chú ý chăm sóc thân thể. Nghe Sở Hưu nói vậy, nụ cười trên mặt Hạng Sung cứng đờ. Hắn biết Sở Hưu nói vậy là có ý gì, y đang ám chỉ hắn nằm mơ giữa ban ngày hạng sung cạch một tiếng đứng bật dậy sắc mặt âm trầm nhưng lời đã ra đến miệng mà hắn vẫn nuốt về tuy niềm vui được lên làm thái tử khiến hắn hưng phấn quá mức nhưng hắn còn chưa tới mức choáng váng hắn không biết tính toán của phụ thân hắn nhưng sau đó có trưởng bối trong hoàng học hạng thị nói cho hắn thế lực của sở hưu đã đáng ngại tới mức hạng long không dám trở mặt cần dẫn hai nhánh đạo phật vào liên thủ kiềm chế đương nhiên hạng sung cũng không có tư cách trở mặt với y bằng không người mất mặt chính là hạng sung cho nên hắn chỉ cố gắng nén cơn thịnh nộ xuống Cười ha hả nói, "Được được được, Sở đại nhân không hổ là Sở đại nhân, chẳng khác nào Sở đại nhân mấy năm trước, không hề thay đổi chút nào." Nhưng Sở đại nhân không thay đổi chứ bản cung đã không phải bản cung của mấy năm trước. Lúc đó bản cung có muốn cầu cạnh một vị tông sư võ đạo cảnh giới chân đan cũng tốn bao nhiêu công sức, còn hôm nay đã có thiên hạ đệ nhất kiếm thánh tới làm sư phụ cho bản cung, thậm chí còn có cường giả cảnh giới chân hỏa luyện thần chủ động tới gia nhập. Nghe nói vị này còn là người quen cũ của Sở đại nhân, vừa hay hôm nay mời ra gặp mặt. Lý tiền bối, mời ngài ra đây. Hạng sung vừa dứt lời, một bóng người từ bên trong đi ra, không phải ai khác mà chính là Lý Thu Dịch vừa mới trốn khỏi tay sở hưu. Gặp lại Lý Thu Dịch, sở hưu cũng sửng sốt. Nữ nhân này ba lần bảy lượt trêu chọc sở hưu, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt y, rốt cuộc là mụ không sợ chết hay có chỗ dựa nào. Ánh mắt của sở hưu lập tức lạnh đi, Lý Thu Dịch, lần trước ta để ngươi chạy thoát, ta lười đuổi giết ngươi là mộ tổ nhà ngươi tỏa khói xanh rồi. Bây giờ ngươi còn dám xuất hiện ở Bắc Yên, ai cho ngươi cái gan này ai cho ngươi dũng khí này ai sau trận chiến ở đại hắc thiên ma giáo lần trước có thể nói lý thu dịch đã bị sở hưu đánh cho phát sợ loại áp đảo hoàn toàn về mặt lực lượng đó khiến mụ cảm thấy bất lực cuối cùng phải vận dụng bí pháp mới trốn thoát được thậm chí thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma nếu không được người khác cứu lại tình cờ hóa giải tâm ma không chừng tu vi của mụ đã bị phế bỏ cho nên lúc này lý thu dịch đối mặt với sở hưu tuy dũng khí trước đó vẫn còn như nghe tiếng quát của sở hưu sắc mặt mụ vẫn không khỏi tái đi. Lúc này Hạng Sung lại nói, sở đại nhân, bây giờ Lý Tiền Bối là cung phụng của cung thái tử ta. Bản cung không quan tâm tới ân toán năm xưa của các ngươi, bây giờ nếu ngươi định ra tay với Lý Tiền Bối ở đây là không để bản cung trong mắt, sư phụ. Sau tiếng gọi của Hạng Sung, vị đông hải kiếm thánh, Khang Động Minh xuất hiện sau lưng y từ lúc nào không hay, vẫn ôm kiếm, vẫn bộ dạng đời đẫn đó. Hắn không có sát ý với sở hưu, thậm chí không có cả địch ý, nhưng Sở Hưu dám cam đoan nếu mình ra tay ở đây, vị Đông Hải kiếm thánh này cũng sẽ xuất kiếm. Sở Hưu nhìn về phía Hạng Sung, nheo mắt. Những người ở với Sở Hưu lâu năm đều biết, một khi Sở Hưu có biểu cảm như vậy là lúc y định tính kế bẫy người hay giết người. Những kẻ mắt híp thường rất đáng sợ. Tốt lắm, xem ra thái tử điện hạ đã tính trước, nhưng ta vẫn muốn khuyên thái tử điện hạ một câu, có một số kẻ không thể dùng được, loại người gây hại đến chủ, dùng xong sẽ rất thê thảm. Nói xong, sở hưu trực tiếp quay người bỏ đi có khang động minh sở hưu không giết được lý thu dịch danh hiệu đông hải kiếm thánh của khang động minh không phải khoác loác mà là đánh ra thẩm bão trần của tọa vong kiếm lư thẩm thiên vương của kiếm vương thành liên tục thua dưới tay hắn có thể thấy tu vi kiếm đạo của đối phương cao tới mức nào tuy đối phương không thể sánh bằng kiếm thánh cố khuynh thành 500 năm trước nhưng ít nhất trong võ lâm đương thời không mấy người có thể thắng hắn về mặt kiếm đạo e là người như khang động minh cả đời trừ kiếm đạo ra trong đầu không có thứ gì khác có trời mới biết rốt cuộc Hạng Long ra điều kiện gì mà khiến hắn chịu ở Bắc Yên, kè kè bên người Hạng Sung làm sư phụ. Chỉ có điều, Sở Hưu muốn giết người, đừng nói một Đông Hải kiếm thánh không cản được, cho dù là kiếm thánh cố khuynh thành 500 năm trước xuất hiện cũng không cản được. Nhưng lúc này trong cung thái tử, Hạng Sung lại chẳng buồn để ý tới lời uy hiếp của Sở Hưu, chỉ cho là đối phương muốn tìm lại thể diện mà thôi. Hạng Sung nói với Lý Thu Dịch, "Lý Tiền Bối cứ yên tâm, chỉ cần ngươi phụ tá bản cung, tên Sở Hưu kia không động được vào ngươi đâu." Lý Thu Dịch gật đầu cứng nhắc, mụ là người giang hồ thảo mãng, cho dù gia nhập nhánh ẩn ma cũng luôn hành động lẻ loi, vẫn chưa thích ứng với chuyện lễ tiết. Nhưng lúc này một công tử áo trắng mặt mày như ngọc tướng mạo tuấn tú lại từ bên trong đi ra, hết sức tự nhiên ôm eo Lý Thu Dịch cười nói với Hạng Sung, xin điện hạ yên tâm, bây giờ ngài là người được thiên mệnh lựa chọn, chắc chắn vợ chồng chúng ta sẽ đứng về phía ngài. Sau khi trở lại trấn Võ Đường, Sở Hưu gọi Mai Khinh Liên tới thuật lại mọi chuyện rồi hỏi, sao con mụ Lý Thu Dịch kia lại dính líu tới tên Hạng Sung? Mai Khinh Liên cũng sửng sốt, nàng cũng biết nữ nhân Lý Thu Dịch kia, nhưng có lẽ là cùng giấu đẩy nhau, Mai Khinh Liên chỉ tiếp xúc với Lý Thu Dịch vài lần nhưng không để ý tới đối phương. Bây giờ nghe tin Lý Thu Dịch gia nhập dưới trướng Hạng Sung, Mai Khinh Liên lập tức phái người đi điều tra. Trấn Võ Đường ngày nay đã không phải chấn Võ Đường năm xưa, có không ít người gia nhập, tuy năng lực thu thập tin tức vẫn kém phong mãn lâu, nhưng ít nhất vẫn rất có tác dụng trong phạm vi Yên Kinh thành. Nửa ngày sau, Mai Khinh Liên đã thu được tình báo từ chỗ người hầu của cung thái tử sắc mặt mai khinh liên khá kỳ quái nói lý thu dịch gia nhập làm thuộc hạ của hạng sung là vì nam nhân của mụ sở hưu nghe vậy càng ngạc nhiên lý thu dịch có nam nhân tuy lý thu dịch này trông vẫn còn phong vận nhưng hình như tuổi tác đã không nhỏ mai khinh liên gật đầu nói ngươi còn nhớ xuất thân của lý thu dịch không khi còn trẻ mụ từng bị nam nhân bội tình bạc nghĩa cho nên sau này thái độ của mụ với đàn ông con trai luôn không được tốt nhưng lần trước mụ bị ngươi đánh trọng thương lại tình cờ gặp được đời sau của người từng làm mụ tổn thương hắn là khách khanh của hạng sung tên là lâm phong ngọc tướng mạo giống hệt tổ tiên chính lâm phong ngọc đã cứu lý thu dịch hơn nữa do tướng mạo của lâm phong ngọc nên tâm ma của lý thu dịch đã được giải thoát còn nảy sinh tình ý với đối phương lâm phong ngọc còn hứa hẹn mình sẽ trả món nợ tình của tổ tiên từ đó trở đi lý thu dịch rất nghe lời lâm phong ngọc mụ chạy tới gia nhập dưới trướng hạng sung cũng là vì lâm phong ngọc sau khi nghe tình báo của mai khinh liên sắc mặt sở hưu không thể tin nổi trước đó y đã có vô số phỏng đoán Ví dụ như lần trước Lý Thu Dịch chịu thiệt cho nên nhân lúc y đang bị hạng long chèn ép tới gây chuyện với y. Hoặc những đại lão khác trong nhánh ẩn ma bất mãn với y nên liên thủ tạo áp lực ở đằng sau chống lưng cho Lý Thu Dịch. Nhưng có thế nào y cũng không ngờ Lý Thu Dịch xuất hiện bên cạnh hạng sung là vì một nam nhân. Sở hưu sắc mặt kỳ quái nói, nếu ta đoán không sai, chắc tuổi tác Lý Thu Dịch đã không nhỏ. Nam nhân kia mới bao nhiêu tuổi, trâu già gặm cỏ non à. Mai Kinh Liên tùy ý xua tay nói, đương nhiên không nhỏ rồi, dù sao cũng lớn hơn ta nhiều. Lâm Phong Ngọc kia là loại rác rưởi, hơn 20 tuổi mới dựa vào đan dược mà tổ tiên để lại xung kích lên cảnh giới tiên thiên. Tổ tiên Lâm gia bọn họ còn khá uy phong chứ đến thế hệ hắn đã xuống dốc triệt để rồi, cả gia tộc chỉ còn lại mình hắn, cho nên hắn gia nhập làm muôn khách của một hoàng tử thất thế như hạng sung. Hơn nữa không phải ta coi thường Lý Thu Dịch, trước đây mụ bị nam nhân đá, kết quả bây giờ mụ lại dây dưa với đời sau của người đó, đúng là chỉ nhớ lúc ăn chứ không nhớ lúc chịu đòn. Nam nhân kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, sớm muộn gì cũng lừa mụ thêm một lần nữa. Bây giờ Lý Thu Dịch có làm chuyện gì ta cũng không thấy lạ, chữ tình này đúng là hại người, có thể khiến người ta mất cả lý trí. Nữ nhân Lý Thu Dịch kia vốn đã cực kỳ cố chấp, cũng chẳng thông minh mấy, giờ thì thành ngu ngốc rồi. Sở Hưu nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết Lâm Phong Ngọc không phải người tốt? Mai Khinh Liên cười lạnh nói, ngươi nghĩ ta tìm hiểu được tin tức ra sao? Những tình tiết chi tiết này đều là Lâm Phong Ngọc nói với Hạng Sung, bị thủ hạ của phủ thái tử nghe thấy rồi bán cho do thám của Trấn Võ Đường. Bây giờ Lý Thu Dịch cực kỳ nặng tình với hắn, kết quả ngoảnh đi ngoảnh lại hắn đã bán luôn Lý Thu Dịch, nam nhân không có ai là người tốt cả. Sở Hưu vuốt mũi nói, đừng đánh cả người vô tội, trước mặt ngươi vẫn còn một nam nhân đấy. Mai Khinh Liên nhớn mày, liếc hắn một cái nói, ý ngươi là gì? Ngươi là người tốt chắc, chắc chắn những người chết trong tay ngươi không nghĩ vậy đâu. Ánh mắt Mai Khinh Liên nhìn sang đầy phong tình, thậm chí sở hưu cũng bị ảnh hưởng. Y kinh ngạc hỏi, xa nữ đại pháp của ngươi đã đột phá. Mai khinh Liên nhớn mày nói, dung mạo bà đây tuyệt thế vô song, liên quan quái gì tới công pháp. Sở hưu lại vuốt cằm, rất sáng suốt không tranh luận với Mai khinh Liên về vấn đề này. Chỉ cần là nữ nhân, không ai không tự tin về dung mạo của bản thân. Trên phương diện này cái nhìn của nam nhân rất thoáng, dù sao trên giang hồ không mấy ai sống bằng cái mặt. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như phương thất thiếu. Hắn cho rằng mình Tuấn Tú ngang với Lã Phụng Tiên, luôn cảm thấy mình rất đẹp. Sở Hưu gõ bàn nói, đã nhiều phiền phức lắm rồi, có thêm một Lý Thu Dịch cũng chẳng quan trọng, thậm chí Lý Thu Dịch không thể coi là phiền toái. Ta rất ít khi nhìn sai người, nhưng không thể không nói ta đã nhìn lầm tên hạng sung này, dục vọng của hắn đối với quyền thế đã tới mức vặn vẹo rồi. Mai Khinh Liên nói, từ một hoàng tử có ít hy vọng kế vị nhất nhảy lên thành thái tử, hơn nữa không bao lâu sau sẽ được kế thừa hoàng vị, cái bánh lớn như vậy rơi xuống đầu nếu tính cách hạng sung không vặn vẹo thì tâm cơ của hắn còn sâu hơn cả hạng long ngay lúc sở hưu đang định nói gì đó bên ngoài bỗng có người tới báo cáo nói là hạng lê tới chơi mai khinh liên kinh ngạc nói hắn tới làm gì chẳng lẽ hắn còn hy vọng chúng ta giúp hắn leo lên ngai vàng sở hưu nhíu mày nói ngoài chuyện đó ra thì hắn còn tới tìm chúng ta làm gì hơn nữa vì sao chúng ta không thể nâng hắn lên ngai vàng gương mặt mai khinh liên lập tức ngạc nhiên nói thật cô nàng cũng không ngờ sở hưu lại to gan như vậy Tới giờ Mai Kinh Liên vẫn cho rằng thật ra sở hưu chỉ muốn tự về mà thôi, bảo vệ quyền thế và cơ nghiệp chấn võ đường ở Bắc Yên. Ai ngờ suy nghĩ của sở hưu còn khoa trương hơn, y định nhúng tay vào tranh chấp hoàng vị của Bắc Yên. Phải biết nếu sở hưu làm như vậy, đối thủ của y không chỉ là hạng long mà là toàn bộ hoàng tộc Bắc Yên, triều đình Bắc Yên. Mai Kinh Liên còn định nói gì đó, nhưng sở hưu đã trực tiếp xoay người rời khỏi. Mai Kinh Liên ở sau lưng lắc đầu, không định khuyên nhủ sở hưu. Sở hưu đã làm quá nhiều chuyện to gan rồi, thêm một chuyện nữa cũng vậy thôi. Trong phòng nghị sự, hạng lê vừa thấy sở hưu đã chạy thẳng tới, không ngờ hắn lại nắm tay sở hưu hô lớn, sở đại nhân, cứu ta, cứu ta. Sở hưu nhíu mày, chân khí chậm rãi tỏa ra cố định thân hình hạng lê, tách hắn ra. Y không quen để một nam nhân nắm tay mình. Điện hạ đừng kích động, trời còn chưa sụp đâu, ngươi cũng chưa chết, vội cái gì. Sau khi để hạng lê ngồi xuống ghế bình tĩnh lại, sở hưu mới quan sát hạng lê lúc này mới mấy ngắn ngủi nhưng y suýt nữa không nhận ra hạng lê trước đó tuy hạng lê khá kiêu căng nhưng vẫn có vẻ phóng khoáng của hoàng thất nhưng bây giờ thân thể hạng lê như gù đi râu tóc không được cắt tỉa rối tung như ổ quạ lại thêm thường xuyên mất ngủ nên hai mắt hắn đầy tơ máu hốc mắt lõm sâu dáng vẻ cực kỳ thê thảm thời gian vừa qua đúng là hạng lê đã bị ép tới mức muốn phát điên hoàng vị trong ngóng bao năm lại bị hạng sung đoạt mất hắn cũng biết một khi hạng sung ngồi vũng trên vị trí này Chắc chắn người đầu tiên hắn đem ra khai đao chính là mình. Bao năm qua, hắn chèn ép Hạng Sung đâu phải một hai lần, đương nhiên hắn biết vị thập tam đệ này thù hận mình tới mức nào, một khi Hạng Sung leo lên hoàng vị, mình làm gì còn đường sống. Hơn nữa, xưa này chuyện chém giết tranh đoạt hoàng vị không thể giữ thể diện được. Phụ hoàng của hắn còn giết chết cả ca ca ruột thịt cùng cha cùng mẹ, đừng nói tới Hạng Sung. Mấy ngày qua, Hạng Lê cũng đã chứng kiến thói đời ấm lạnh ra sao. Những thế lực, quân đội quan văn rồi hoàng tộc quyền quý đáp ứng sẽ quy thuận hắn ngay khi hắn thất thế tất cả đều quả quyết bỏ rơi hắn quay sang gia nhập dưới trướng hạng sung còn hắn lại không có cách nào vốn dĩ hạng lê còn định mượn rượu giải sầu trong phủ của mình kết quả hắn tình cờ nghe tin sở hưu và hạng sung nảy sinh xung đột hắn đột nhiên nhớ ra một việc mình đã từng hợp tác với sở hưu cho dù bây giờ sở hưu cũng bị hạng long chèn ép nhưng trước mắt người duy nhất có thể cứu mình cũng dám tới cứu mình chỉ có sở hưu cho nên hạng lê không kịp chờ đợi trực tiếp chạy tới cửa, bỏ qua Tôn Nghiêm, bỏ qua hết thảy, vừa thấy Sở Hưu đã như bắt được cỏ cỏ cứu mạng, tóm chặt lấy không chịu buông tay. Hạng Lê hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Sở đại nhân, tuy bây giờ ta còn chưa chết, nhưng tương lai sống hay chết còn chưa biết được. Hôm nay ta tới là đã dự tính trường hợp xấu nhất, chỉ cần Sở đại nhân cứu ta một mạng, ta có thể giao tất cả những gì ta tích lũy được cho Sở đại nhân." Trước mặt Sở Hưu, thậm chí Hạng Sung đã không tự xưng là bản vương. Bây giờ đối với hắn không gì quan trọng hơn giữ được mạng. Sở hưu lạnh nhạt nói, điện hạ không cần buồn lo vô cớ như vậy. Ta đã nói rồi, trời còn chưa sập, hạng sung cũng chưa kế vị đâu. Ngươi ngóng tổng vị trí thái tử đã hơn 10 năm, bây giờ đánh mất như vậy, chẳng lẽ ngươi lại cam tâm. Chỉ muốn giữ mạng thôi, đúng là quá yếu đuối. Nói đến đây, giọng nói của sở hưu như ẩn chứa ma lực gì đó, khiến hạng lê nghe được hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Điện hạ, ngươi có muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, leo lên hoàng vị của Bắc Yên không? Hạng Lê sừng sốt nửa ngày rồi run rẩy nói, "Leo lên hoàng vị của Bắc Yên, ta có còn cơ hội không? Đây là mệnh lệnh của phụ hoàng. Tất cả mọi người đã gia nhập dưới trướng Hạng Sung, hắn còn có Đông Hải Kiếm Thánh Khang động minh làm sư phụ, hắn còn được Cửu Long ấn gia trì. Chỉ trong một đêm hắn đã có mọi thứ của thái tử, ta lấy gì ra đấu với hắn, lấy gì ra tranh với hắn?" Sở Hưu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Hạng Lê nói, "Ta không cần ngươi đấu với hắn, cũng không cần ngươi tranh với hắn." những thứ đó cứ giao cho ta là được. Ngươi chỉ cần làm theo lời dặn của ta, ta cam đoan sẽ đưa ngươi lên hoàng vị. Đương nhiên điều kiện bắt buộc là ngươi phải nghe lời. Nếu ngươi chỉ là một đống bùn nhão thì ta có cố đến đâu cũng không dán được lên tường đâu. Lời nói của sở hưu như mang theo ma lực nào đó, khiến cho tâm trạng hoảng loạn của hạng lê bỗng ổn định lại. Hạng lê nhìn sở hưu, giọng nói vãn hơi run rẩy. sở đại nhân, có thật là ngài có thể giúp ta lấy lại hoàng vị. Ngươi tin ta là được. Hạng lê vẫn còn nghi ngờ nói, nhưng sở đại nhân, vì sao ngài lại làm vậy, ngài sẽ nhận được cái gì? Sở hưu lạnh nhạt nói, Bắc Yên không phải Bắc Yên của một mình phụ hoàng ngươi, cũng không phải Bắc Yên của mình hoàng tộc hạng thị. Hạng dung được tất cả mọi thứ của phụ hoàng ngươi, đương nhiên cũng phải kiên quyết chấp hành chính sách của phụ hoàng ngươi. Cho nên hắn làm hoàng đế sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của ta, ta rất không vui. Nâng đỡ ngươi lên hoàng vị, ta cũng sẽ giúp ngươi chấn giữ Bắc Yên. Giang Sơn là của ngươi. Giang Hồ là của ta. Những lời tuyên ngôn bừng bừng dã tâm, thậm chí có thể nói là trắng trợn bộc lộ dục vọng như vậy lại khiến Hạng Lê càng an tâm. Bây giờ, đừng nói Sở Hưu chỉ muốn hắn chia sẻ Giang Sơn Bắc Yên không thuộc về hắn, cho dù Sở Hưu muốn lên làm hoàng đế, chỉ cần cho hắn cuộc sống phú quý cả đời, Hạng Lê cũng sẽ đồng ý. Không ai muốn chết cả, Hạng Lê không muốn chết cho nên cho dù bán rẻ mọi thứ, chỉ cần sống được, hắn cũng chịu. Cho nên Hạng Lê không cần suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp ứng, chỉ cần sở đại nhân giúp ta đoạt được đế vị, ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Giang Sơn Bắc Yên này, bình thường họ hạng, một nửa họ sở. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng sở hưu nhếch lên thành nụ cười. Mai Kinh Liên còn ở bên ngoài nghe động tĩnh, đương nhiên không phải nghe lén mà là quang minh chính đại đứng nghe. Lúc này nghe hạng lê nói vậy, bán nước lưu loát như thế, cô nàng không khỏi lắc đầu. Thủ đoạn của sở hưu còn quá đáng hơn người của đệ lục thiên ma tông. Người ta chỉ dẫn dắt tâm ma, còn sở hưu thì hay rồi, cho dù người ta không có tâm ma, y cũng có thể kéo người ta vào trong ma đạo. Thật ra hạng lê tới rất đúng lúc, vì cho dù hắn không tới, sở hưu cũng sẽ tới tìm hắn. Kế hoạch của hạng long là chèn ép chấn võ đường, còn hạng sung là người thừa kế của hắn, bây giờ quan hệ giữa hai bên đã dạn nứt, chắc chắn sẽ kiên quyết thực hiện chính sách của hạng long. Chuyện sở hưu tự lật đổ hoàng tộc hạng thị lên làm hoàng đế rất không thực tế, cho nên vị trí phá cục chính là ở chỗ hạng lê. Sở hưu gõ bàn một cái rồi trầm giọng nói, chắc điện hạ vẫn nhớ ngày trước ta từng thu xếp một số người trong nhánh ẩn ma vào trong nội bộ của Bắc Yên. Có thể coi là sở hưu khá cảnh giác, năm xưa khi y và Hạng Long trở mặt lần đầu, Hạng Sung không chịu giúp y. Y đã liên hệ với Hạng Lê, nhờ Hạng Lê bố trí một số người của nhánh ẩn ma tiến vào triều đình Bắc Yên. Đến lúc lật bàn, những người này sẽ có tác dụng rất lớn. Hạng Lê gật đầu liên liện nói, ta vẫn luôn bố trí chuyện này, tới nay đã sắp xếp không ít người. Nhưng trước mắt ta đang thất thế, đám khốn kiếp kia đều quay sang phía hạng sung bây giờ thế lực thủ hạ của ta ít tới mức đáng thương đã không thể sắp xếp người của nhánh ẩn ma vào những vị trí khác trong bắc yên sở hưu khoát tay áo nói không sao cả những người đó có nguy cơ bị phát hiện không hạng lê lắc đầu nói tuyệt đối không những kẻ tự mình hạ lệnh bố trí cũng không biết người ta sắp xếp vào là ai khi đó bọn chúng vẫn khá nghe lời cũng không hỏi hay tìm hiểu bây giờ ta đã thất thế e là bọn chúng đã quên sạch chuyện này rồi sở hưu gật đầu nói nếu vậy không còn vấn đề gì nữa bây giờ điện hạ cứ trở về là được. Hạng Lê ngạc nhiên nói, không còn gì nữa à. Sở hưu hỏi ngược lại, không thì điện hạ định làm gì. Ẩn nấp ám sát, bây giờ ngươi làm được không? Tới liều mạng với thế lực dưới trướng hạng sung, ngươi làm được không? Hạng Lê cười ngượng ngùng rồi nói, đương nhiên không làm được. Bây giờ lực lượng trên tay hắn chỉ còn một chút xíu, hầu như không làm được gì, không thì hắn đã không tới xin sở hưu giúp đỡ. Sở hưu nhún vai, nếu đã không làm được, vậy ngoài ngồi yên tại chỗ ra, điện hạ còn làm được gì? Điện hạ, ngươi chỉ cần trở về diễn kịch là được, cứ tiếp tục ra vẻ thất thế, tâm cho ý lạnh là được, đừng làm người khác nghi ngờ. Ta tin rằng với năng lực diễn kịch của điện hạ sẽ không có vấn đề gì. Nghe Sở Hưu nói vậy, Hạng Lê đành lén lút trở về, mặc dù trong lòng hắn vẫn hơi thấp thỏm nhưng trước mắt ngoài tin tưởng Sở Hưu ra, hắn cũng không còn cách nào. Đợi sau khi Hạng Lê đi khỏi, Mai Khinh Liên mới bước tới nói, ngươi nghiêm túc đấy hà, định đẩy Hạng Lê lên hoàng vị. Đương nhiên, không thì ta nói với hắn nhiều lời như vậy làm gì. Sở hưu vung tay, ánh mắt lóe lên sắc lạnh, nên hành động thôi, hạng long đã xuất chiêu, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Làm gì đây? Mai Kinh Liên cũng cực kỳ dứt khoát, nếu sở hưu đã có tính toán những người khác trong chấn võ đường chỉ có thể phối hợp. Dù sao sở hưu mới là nòng cốt của toàn bộ Trấn võ đường. Rất đơn giản, giúp ta điều tra xem gần đây ngũ ương đạo nhân đang làm gì. Lúc này ngũ ương đạo nhân đang chuẩn bị chạy trốn, không sai, đúng là chạy trốn. Thời gian gần đây Ngũ Ương đạo nhân rất khiêm nhường, nói chính xác hơn không phải hắn không muốn ngông nghênh mà là hiện thực không cho phép. Gần nhất Bắc Yên rối loạn, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, với chút căn cơ của Ngũ Ương đạo nhân và Âm Sơn phái, hắn cũng chẳng thể ngông nghênh nổi. Thật ra Ngũ Ương đạo nhân gia nhập Bắc Yên từ rất sớm, thậm chí khi triều đình Bắc Yên liên thủ với giang hồ Bắc Yên, Ngũ Ương đạo nhân đã gia nhập trong Bắc Yên. Vì Bắc Yên là một trong tam đại đế quốc đương thời, cũng là đất nước duy nhất chịu hợp tác giang hồ, hơn nữa bất luận chính ma dân dã gì, ai tới cũng không cự tuyệt về sau hạng long trở mặt với giang hồ bắc yên ngũ ương đạo nhân vẫn chọn đi theo hạng long nguyên nhân chỉ có một hắn không còn đường nào để đi âm sơn phái đắc tội với cô luân ma giáo tương đương đắc tội với nhánh ẩn ma hơn nữa do vấn đề đạo thống bọn họ còn bị đạo môn chán ghét chĩa mũi kiếm vào giang hồ rộng lớn nhưng nếu âm sơn phái to gan khai sơn lập phái không biết lúc nào đạo môn và nhánh ẩn ma sẽ tới gây chuyện cho nên khi hạng long hứa hẹn âm sơn phái có thể trở thành quốc giáo của bắc yên hắn vẫn luôn theo sát bên cạnh hạng long nhưng đáng tiếc đừng nhìn ngũ ương đạo nhân tuổi tác không nhỏ hắn lại bị hạng long bày mưu xoay như trong chóng bị cái bánh vẽ của hạng long câu tới mười mấy năm từ đầu thái độ của hạng long đối với những tông môn võ lâm là lợi dụng xưa nay hắn không coi đối phương là người mình cho dù ngũ ương đạo nhân đợi cả đời cũng chẳng thể nhận được vị trí quốc giáo mà mình mong muốn cũng may sở hưu giúp hắn thấy suy nghĩ thật sự của hạng long sau lần trước vào chiều ngũ ương đạo nhân chứng kiến thủ đoạn của hạng long phản ứng đầu tiên là bỏ trốn. Vũng nước Bắc Yên càng ngày càng đục, đã không còn đất dung thân cho âm sơn phái. Ba nhánh đạo Phật Ma, âm sơn phái có thủ với hai nhánh, nơi này có khác gì vùng đất Tu La. Huống chi Hạng Long đã sắp chết, thái độ của Tân Hoàng sau khi đăng cơ ra sao cũng là một ẩn số. Lúc này còn không đi thì đợi đến lúc này. Khi đệ tử kia thông báo sở hưu tới chơi, ngũ ương đạo nhân còn sừng sốt, hắn vô thức tưởng sở hưu tới gây chuyện với mình. Tuy hắn tự thấy thời gian vừa qua mình không đắc tội với sở hưu, thậm chí ngày trước khi những người khác đều bỏ đá xuống giếng với sở hưu âm sơn phái của hắn vẫn giữ trung lập nhưng với tiếng tăm của sở hưu đúng là y đột nhiên tìm tới cửa sẽ khiến người ta cảm thấy đây không phải chuyện tốt lành gì nhưng sở hưu đích thân tới hắn không thể không gặp đành phải cho người dẫn sở hưu vào minh tiếp thấy mấy đệ tử âm sơn phái bận rộn dọn dẹp đồ đạc ở đây sở hưu kinh ngạc nói ngũ ương đạo trưởng định rời khỏi đây à ngũ ương đạo nhân cười khổ nói không đi thì làm gì được nào chẳng lẽ ở đây cho người ta ghét thêm tự đi vẫn tốt hơn là bị người khác đuổi đi. Sở Hưu lạnh nhạt đáp, chẳng lẽ đạo trưởng bỏ được cơ nghiệp mà mình gây dựng ở Bắc Yên suốt mấy năm qua? Thật ra Âm Sơn phái cũng chẳng có cơ nghiệp gì ra dáng trên đất Bắc Yên này. Dù sao khi Âm Sơn phái quy thuận triều đình Bắc Yên, bọn họ chỉ âm thầm đi tới, không giống chấn võ đường của Sở Hưu, trực tiếp xuất hiện trước ánh sáng. Nhưng bao năm qua, đệ tử Âm Sơn phái đã quen với Bắc Yên, bảo bọn họ đi khỏi, thậm chí ngay cả Ngũ Ương đạo nhân cũng không biết nên đi đâu. Ngũ ương đạo nhân lạnh nhạt nói, không nỡ thì thế nào đây? Chẳng lẽ sở đại nhân không cảm giác được hoàn cảnh của Bắc Yên hiện giờ? Phải nói là bây giờ phiền toái của sở đại nhân mới là lớn nhất, chẳng lẽ sở đại nhân không lo lắng ư? Sở hưu lạnh nhạt nói, có phiền toái gì thì giải quyết phiền toái đó, chẳng lẽ người sống mà còn phải nhịn tiểu đến chết? Ngũ ương đạo nhân, bây giờ ngươi mà đi thì trên giang hồ không có đất cho ngươi dung thân đâu. Có lẽ có, nhưng rất phiền phức, chẳng bằng ngươi ở lại Bắc Yên đi. Hoàng vị thuộc về ai, kẻ thắng người bại ra sao, tất cả vẫn là ẩn số cơ mà. Ngũ ương đạo nhân không phải kẻ ngốc, vừa nghe sở hưu nói xong câu này, hắn lập tức cả kinh, ngươi định nhúng tay vào tranh chấp hoàng vị. Sở hưu trực tiếp gật đầu nói, không thì sao, mùi chờ chết không phải phong cách của ta. Ngũ ương đạo nhân há miệng định nói gì đó nhưng không thốt lên được một chữ. Tuy hắn rất muốn nói sở hưu thật to gan, nhưng chuyện to gan như thế sở hưu cũng đã làm, mà không chỉ một hai lần, hơn nữa lần nào y cũng thành công. Một lần là lỗ mãng, hai lần là to gan, đến lần thứ ba thì rõ ràng là đã tính toán từ trước. Sở hưu trực tiếp vung tay nói, ngũ ương đạo nhân, ta không lừa người. Ta định nhúng tay vào tranh chấp hoàng vị của Bắc Yên, bây giờ ta cần ngươi giúp đỡ. Đương nhiên ta không cưỡng ép, nếu ngươi tin ta, ngươi cứ ở lại Bắc Yên. Chúng ta liên thủ, tương lai trong triều đình Bắc Yên cũng có chỗ cho ngươi. Nếu ngươi sợ không đánh nổi, ta cũng có thể hiểu. Nhưng sau khi rời khỏi Bắc Yên, e là cuộc sống của âm sơn phái sẽ không được tốt lắm đâu. Ngũ ương đạo nhân cắn răng suy nghĩ, thật ra hắn cũng đang đắn đo. Trước đây khi đối địch với sở hưu, có thể nói hắn đã bị sở hưu đánh tới mức phát sợ, cho dù có tin sở hưu đã chết, hắn cũng không dám bỏ đá xuống giếng với chấn võ đường. Chính vì e ngại một người, ngươi cũng nảy sinh lòng tin khó hiểu đối với hắn. Nếu người khác nhắc tới chuyện này, chắc chắn ngũ ương đạo nhân sẽ từ chối ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng sở hưu đề cập tới, chuyện này rất đáng suy nghĩ. Lúc này sở hưu lại nói, nếu ngũ ương đạo nhân đáp ứng liên thủ với ta, Vậy chúng ta là người cùng phe, ta có thể cho ngươi một lời hứa. Ân oán năm xưa giữa âm sơn phái các ngươi và côn luân ma giáo, trực tiếp xóa bỏ. Ngũ ương đạo nhân lập tức ngẩng đầu lên nhìn sở hưu nói, ngươi nói thật chứ, ngươi có thể đại diện cho toàn bộ nhánh ẩn ma. Năm xưa âm sơn phái đắc tội với độc cô duy ngã, cũng là đắc tội với côn luân ma giáo. Lúc trước âm sơn phái không bị hủy diệt hoàn toàn đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi, nhưng ân oán năm xưa vẫn còn, nhánh ẩn ma vẫn không chịu buông tha cho âm sơn phái. Nếu lần này thù hận được giải quyết, thậm chí có thể nói âm sơn phái đã bỏ qua được một nửa nhân quả. Sở hưu lạnh nhạt nói, bây giờ ta là người thừa kế của toàn bộ nhánh ẩn ma, ngươi nói xem lời ta nói có thể đại biểu cho nhánh ẩn ma không. Hơn nữa cho dù có người phản đối cũng không sao, ở đây phải xem thực lực, bây giờ trong nhánh ẩn ma, sau lưng ta chính là ngụy lão, thực lực của chúng ta là mạnh nhất, cho nên ta nói thế nào là thế đấy. Nhận được câu trả lời khẳng định của sở hưu, ngũ ương đạo nhân cắn răng nói, vậy thì được, Bần đạo đánh cược ván này, hy vọng sở đại nhân đừng khiến ta thất vọng. Sở hưu cười nhạt nói, xin đạo trưởng cứ yên tâm, những người hợp tác với ta chưa một ai thất vọng. Ngũ ương đạo nhân không nói nhảm, hắn đi thẳng vào vấn đề, bây giờ ngươi có kế hoạch gì, bước đầu tiên của chúng ta ra sao? Sở hưu giơ một ngón tay ra nói, đương nhiên phải có kế hoạch rồi, nhưng phải thực hiện từng bước một. Bước đầu tiên là ngươi phải gia nhập vào bên hạng sung. Ai cũng biết thù hận giữa ngươi và ta, ngược lại không mấy người biết hiệp nghị ngầm giữa chúng ta bây giờ ngươi tới nương tựa chỗ hạng sung là hợp tình hợp lý không ai tìm được điều gì đáng ngờ rất nhiều người biết quan hệ giữa sở hưu và ngũ ương đạo nhân ban đầu hạng long bảo ngũ ương đạo nhân tới chấn võ đường kiềm chế sở hưu kết quả là ngũ ương đạo nhân bất lực không thắng được sở hưu chấn võ đường cũng thành thế lực riêng của sở hưu hai bên coi như kết thù kết oán bất cứ ai cũng không ngờ ngũ ương đạo nhân lại bị sở hưu đánh sợ thậm chí hai bên âm thầm hợp tác một lần thù hận kia cũng chẳng còn cho nên khi ngũ ương đạo nhân tới cửa gia nhập Hạng Sung hết sức hưng phấn, trực tiếp kéo tay Ngũ Ương đạo nhân vào trong phòng nói, "Đạo trưởng chịu tới giúp bản cung, quả là may mắn của bản cung. Trước đây bản cung đã rất ngưỡng mộ đại danh của đạo trưởng. Tuy bây giờ đã có không ít người hướng vào Hạng Sung, nhưng đây chỉ là số ít người trong triều đình Bắc Yên. Thật ra những người kia không thật sự quy thuận, chỉ có thể nói là bọn họ tán thành vị trí thái tử Bắc Yên của Hạng Sung, tới lấy lòng hắn mà thôi. Nếu ngày hôm sau Hạng Long đổi người khác lên làm thái tử, những người đó cũng sẽ bỏ đi ngay lập tức, chẳng khác nào hạng lê bây giờ còn lần này ngũ ương đạo nhân tới nương tựa theo cách của môn khách đây là người mình thái độ của hạng sung với hắn cũng hết sức nhiệt tình gương mặt già nua âm trầm của ngũ ương đạo nhân ra vẻ tươi cười điện hạ khách khí vốn dĩ bần đạo luôn làm việc cùng bệ hạ bây giờ bệ hạ đã giao chức vị thái tử cho điện hạ đương nhiên bần đạo cũng sẽ đế phò tá cho điện hạ e là bên phía bệ hạ đã không cần tới bần đạo rồi ngũ ương đạo nhân nói câu này mang ý là bây giờ hạng long đã sắp chết đương nhiên mình phải thay đổi chỗ dựa mà hạng sung là lựa chọn rất tốt phương thức biểu lộ trung thành trắng trợn như vậy lại khiến hạng sung rất hài lòng hắn thích loại người thành thật như vậy đạo trưởng cứ nghỉ ngơi cho khỏe buổi tối ta sẽ mở tiệc thiết đãi đạo trưởng sau khi tiễn ngũ ương đạo nhân đi lại có khách khanh của hạng sung tới chính là tên lâm phong ngọc bị sở hưu đánh giá là cỏ non trong châu già gặp cỏ non hắn bước đến hạ giọng nói điện hạ âm sơn phái và lão đạo sĩ này không phải hạng dễ đối phó ngài phải cẩn thận đương nhiên lâm phong ngọc không nhìn ra sơ hở của ngũ ương đạo nhân hắn chỉ đang lo lắng địa vị của mình sẽ bị ngũ ương đạo nhân kia ảnh hưởng mà thôi hắn là muôn khách của hạng sung thực tế từ khi hạng sung còn là thập tam hoàng tử hắn đã là muôn khách của hạng sung đương nhiên điều này cũng chứng minh trong quá khứ hắn thê thảm tới mức nào chỉ có thể tới làm muôn khách cho một vị hoàng tử thất thế tuy bây giờ thập tam hoàng tử trở thành thái tử nhưng hắn vẫn có cảm giác nguy cơ hắn thấy mình mới là thống lĩnh khách khánh của điện hạ dù sao mình là người mắt sáng thức thời hơn hết gia nhập với điện hạ đầu tiên. Đương nhiên, nếu không có Lý Thu Dịch, thậm chí hắn đã chẳng có chức vị như hiện giờ, một võ giả tiên thiên mà thôi, e là đã bị Hạng Sung đá đi từ lâu. Mà thực tế cũng vậy, bây giờ Hạng Sung giữ hắn lại, còn cho hắn chức vị không thấp, cũng là nể mặt Lý Thu Dịch. Lâm Phong Ngọc lại chẳng cảm thấy mình đang ăn bám, hắn thấy mình đang trả nợ tình cho tổ tiên. Tuy tính theo tuổi tác, Lý Thu Dịch có làm bà của hắn cũng được, nhưng người ta là cường giả chân hỏa luyện thần tính theo tuổi thọ của cường giả chân hỏa luyện thần thì tuy không còn trẻ nhưng cũng có già quá đâu dù sao đáp chăn lên thì như nhau cả lâm phong ngọc cũng không thấy mất mát gì hạng dung vung tay lên nói đừng lo phụ hoàng sử dụng ngũ ương đạo nhân nhiều năm như vậy sao ta lại không dùng được ngươi không biết rõ về âm sơn phái đó thôi tổ tiên bọn họ từng đắc tội với côn luân ma giáo hơn nữa còn bị nhánh đạo môn căm ghét đuổi đánh trên giang hồ có thể nói bọn họ bị người người hô đánh chỉ có bắc yên ta mới có thể che chở cho bọn họ bây giờ phụ hoàng chuẩn bị truyền hoàng vị cho ta đương nhiên hắn phải tới nương tựa vào ta nói đến đây hạng sung hừ lạnh một tiếng tên sở hưu kia không thức thời kẻ đối đầu với hắn lại vô cùng thức thời người giang hồ cũng có chỗ tốt của người giang hồ bọn họ sẽ không tham gia vào chuyện tranh danh đoạt lợi trong triều đình còn dễ khống chế hơn đám võ tướng quyền quý kia nhiều ngay trước phụ hoàng hợp tác với giang hồ bắc yên theo bản cung thấy đây đúng là chiêu cờ tốt sau này bản cung cũng phải xem xét hợp tác nhiều hơn với người giang hồ không nên thu nhận một số người giang hồ. Trước đó Hạng Sung từng hướng tới giang hồ, hơn nữa năm xưa hoàng tộc quyền quý hay võ tướng văn thần, không ai tham gia phe của hắn, chuyện này khiến Hạng Sung cảm thấy chán ghét đối phương, cho dù bây giờ bọn họ đã nghiêng về phía mình nhưng Hạng Sung vẫn không ưa bọn họ, ngược lại hắn thích mời chào người giang hồ làm muôn khách hơn. Nhưng Hạng Sung lại quên mất một điều, thứ gây dựng nên triều đình Bắc Yên không phải những người giang hồ đó mà là quân đội, hoàng tộc hạng thị và những văn thần quyền quý. Trong buổi tiệc tối ngũ ương đạo nhân bắt đầu nịnh bợ hạng sung biên cuồng tuy kỹ xảo của hắn chẳng ra sao nhưng gương mặt của hắn lúc nào cũng âm u ngược lại khiến người ta không thấy được vẻ xấu hổ hạng sung ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý trước mắt trong cung thái tử thủ hạ của hắn chỉ có những kẻ nương tựa vào hắn từ đầu như lâm phong ngọc thực lực có hạn có nịnh bợ thì hắn cũng không thấy thoải mái ngoài ra còn có lý thu dịch tuy mụ gia nhập cung thái tử vì lâm phong ngọc nhưng với tính cách của mụ không ác miệng đắc tội với hạng sung đã là không tệ rồi lấy đâu ra chuyện nịnh bợ còn khang động minh vị này chỉ là chiêu bài hù dọa tuy trên danh nghĩa hắn là sư phụ của hạng sung nhưng chưa từng nói với hạng sung một câu cho nên bây giờ được một người vừa có thực lực vừa có địa vị như ngũ ương đạo nhân khen ngợi hạng sung vô cùng thỏa mãn qua ba lần rượu ngũ ương đạo nhân lau miệng nói điện hạ không quan tâm tới thân phận dân dã của chúng ta đồng ý tiếp nhận chúng ta lão đạo vô cùng cảm kích âm sơn phái chúng ta đã nếm trải thói đời ấm lạnh chỉ có hai cha con bệ hạ và điện hạ chịu tiếp nhận chúng ta ân tình này âm sơn phái đời đời khắc cốt ghi tâm hạng dung phóng khoáng vung tay lên nói đạo trưởng chớ nói vậy tuy bản cung sinh trong nhà của đế vương nhưng lại luôn hướng về giang hồ hơn nữa xưa nay bản cung không để ý tới chuyện phân chia phe phái trên giang hồ chỉ cần gia nhập dưới trướng bản cung thì là người mình trước đó làm gì bản cung không hỏi cũng không quan tâm ngũ ương đạo nhân trong lòng hơi động lập tức nói điện hạ thật quá phóng khoáng thật ra trong giang hồ còn rất nhiều người không có chỗ dung thân như âm sơn phái chúng ta những người đó tuy có thực lực không tệ nhưng sống trên giang hồ lại vô cùng thê thảm nếu điện hạ không chê bần đạo có thể giúp điện hạ xe chỉ luồn kim để bọn họ cũng gia nhập dưới trướng thái tử chỉ xin điện hạ che chở hai mắt hạng sung lập tức sáng lên đạo trưởng yên tâm bất luận đạo phật ma hãy đồng ý quy thuận bản cung bản cung sẽ đối xử như nhau hạng sung không ngờ mình thu nhận ngũ ương đạo nhân mà còn có tác dụng móc nối như vậy cho dù những người này trước đây là hung đồ ác tặc hay đệ tử bị dùng bỏ của tông môn nào đó, hắn cũng không để ý, chỉ cần mình sử dụng được. Ánh mắt ngũ ương đạo nhân lóe lên sắc thái lạ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn lập tức phái đệ tử âm sơn phái đưa tin đến chấn võ đường. Lúc này trong chấn võ đường, sở hưu nhận được tin của ngũ ương đạo nhân, ánh mắt cũng lóe lên vẻ sắc bén. Mọi chuyện cực kỳ thuận lợi, sở hưu bảo ngũ ương đạo nhân lẻn vào hàng ngũ của hạng sung không phải để hắn gây chuyện trong thời khắc mấu chốt mà là để đưa thêm người vào bên cạnh hạng sung. Hạng sung, ngươi muốn thế lực dưới trướng mình lớn mạnh thêm đúng không? Muốn cường giả trong giang hồ quy thuận ngươi à? Bây giờ sở hưu cho ngươi được thỏa mãn. Xưa nay triều đình Bắc Yên không phải của một mình Hạng Long hay Hạng Sung. Nếu Hạng Sung làm việc theo kế hoạch của Hạng Long, ngoan ngoãn chờ một thời gian, đương nhiên sẽ thuận lợi kế thừa hoàng vị. Nhưng rất đáng tiếc, quyền thế che mờ mắt người, khiến cho một người thay đổi cực lớn. Hạng Sung từ một hoàng tử thất thế lên làm thái tử, hắn không thể chờ nổi chỉ muốn thể hiện bản thân cho nên bước đầu tiên của sở hưu chính là làm cho hạng sung triều đình bắc yên và tất cả các thế lực bắc yên nảy sinh mâu thuẫn nội bộ hạng long còn sống thì hạng sung có làm quá đáng đến đâu đi nữa cũng không ai nói gì nhưng một khi hạng long vừa chết một vị thái tử không được bất cứ ai thừa nhận liệu có thể kế vị hay không cái này khó mà nói chắc được mai khinh liên luôn đi theo sở hưu cô nàng cũng hiểu đại khái kế hoạch của y nhưng mai khinh liên vẫn nghi ngờ nói ngươi định bố trí ai tới bên cạnh hạng sung không thể là người của nhánh ẩn ma Lý Thu Dịch đang ở bên cạnh Hạng Sung, người xếp người của nhánh Ẩn Ma tới bên cạnh Hạng Sung rất có thể mụ sẽ nhận ra. Bố trí người của Thanh Long hội cũng không được, sát thủ bình thường của Thanh Long hội cũng được nhưng thực lực quá yếu, còn cỡ thất đại long thủ thì không ai là hạng vô danh, rất dễ bị tra ra. Sở Hưu cười nói, ngươi quên một chỗ, trong Lục Đô cũng có không ít cường giả, ai có thể nhận ra bọn họ. Con mắt Mai Khinh Liên lập tức sáng rực lên, đúng là cô nàng quên mất điều này. Võ giả trong Lục Đô sống ở nơi đó cả đời chắc chắn thực lực không thể bằng võ giả cung cấp ở thế giới bên ngoài nhưng chân đan yếu nữa cũng vẫn là chân đan chân hỏa luyện thần yếu nữa cũng là chân hỏa luyện thần cảnh giới vẫn bày ra đó nhưng sau đó mai khinh liên lại cau mày nói thân phận thì sao nếu ngươi chỉ bố trí một người bên cạnh hãng sung thì còn dễ nói chỉ cần bảo đối phương là cao thủ ẩn cư tu luyện nhưng nếu ngươi bố trí nhiều người bên cạnh hạng sung lại không ai có thân phận cứ như chui từ trong khe đá ra ai cũng sẽ nghi ngờ sở hưu vung tay nói thân phận thì đơn giản có Phong Mãn Lâu đấy thôi, sao phải lo chuyện thân phận, bảo Phong Mãn Lâu bịa bừa ra là được. Nhưng Phong Mãn Lâu sẽ không nghe lời ngươi, bọn họ vẫn phải có chút uy tín, chuyện giả tạo thân phận là tối kỵ đối với Phong Mãn Lâu, cho dù ngươi lấy nhiều tiền của hơn, Phong Mãn Lâu cũng không đi quá giới hạn của mình. Sở Hưu lạnh nhạt nói, giới hạn, trên đời này vốn không có giới hạn, không làm chẳng qua là lợi ích còn chưa đủ. Chỉ cần có đủ lợi ích ta có bảo phong mãn lâu nói heo bay phong mãn lâu cũng sẽ ghi vào tin tức tình báo của mình là có phi thiên thần chư xuất hiện khi thương thiên lương nghe sở hưu nói mình đồng ý dẫn một số người của thương thành ra đương nhiên thương thiên lương cực kỳ vui vẻ chỉ có điều lần này số người sở hưu cần mang ra không nhiều là những người có thực lực từ cảnh giới chân đan trở lên ở lục đô tu vi thực lực của bản thân không phải để chém giết mà là để giữ mạng không có thực lực chỉ có đường chết ở thế giới bên ngoài có lẽ sẽ có người khen ngợi ngươi tu luyện khắc khổ nhưng ở lục đô vốn không có khắc khổ hay không khắc khổ vì nếu ngươi không khắc khổ ngươi sẽ chết cho nên trong thương thành số võ giả có thực lực từ cảnh giới chân đan trở lên quả thật không ít ngay cả cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng có vài người đương nhiên lên tới cảnh giới thiên địa thông huyền thì toàn bộ thương thành hay nói đúng hơn là toàn bộ lịch sự vạn năm của thương gia chỉ có một mình thương thiên lương mà thôi ở nơi như lục đô không cách nào cảm ngộ thiên địa thậm chí thiên địa nguyên khí đã mỏng manh tới cực hạn cho nên bình cảnh của thiên địa thông huyền cao hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Thương Thiên Lương có thể bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền ở nơi như vậy, một là vì thiên phú của hắn, hai là vì chấp niệm trong lòng hắn, nhất định phải bảo vệ thương thành. Lần này sở hưu trực tiếp mang hai võ giả chân hỏa luyện thần và sáu võ giả cảnh giới chân đan ra, còn tiện đường đem cho thương thành một chút vật tư, bảo đảm họ có thể sống tương đối thoải mái trong hoàn cảnh lục đô. Bố trí những người này bên cạnh hãng sung đã đủ rồi, huống chi nếu nhiều người hơn nữa, cho dù có thân phận chi tiết cũng khiến người khác nghi ngờ khi về bắc yên sở hưu bảo thương thiên lương đưa người đi trước còn y tới phong mãn lâu tìm tề nguyên lễ khi tề nguyên lễ biết sở hưu tới tìm mình hắn cũng khá ngạc nhiên triều đình bắc yên và giang hồ đang dậy sóng người khác có lẽ còn không biết chứ phong mãn lâu chẳng lạ gì sở hưu này chính là một trong những nhân vật chính khiến sóng gió nổi lên đáng lẽ bây giờ sở hưu phải ở bắc yên lục đục với hai nhánh đạo phật và hoàng tộc bắc yên mới đúng sao đột nhiên lại tới phong mãn lâu của mình Tuy trong lòng khá nghi hoặc nhưng Tề Nguyên Lễ vẫn khách khí đón Sở Hưu vào, cười nói: "Chẳng hay Sở đại nhân tới Phong Mãn lâu chúng ta có chuyện gì?" Sở Hưu không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng: "Nguyên nhân ta tới tìm Tề lâu chủ rất đơn giản, chỉ là mua vài thứ mà thôi, tin tức, thân phận." Sở Hưu gõ bàn nói: "Ta có vài người cần Phong Mãn lâu giúp đỡ, sắp xếp cho bọn họ một thân phận mới, khiến bọn họ từ không biến thành có. Tin là Phong Mãn lâu làm chuyện này chỉ dễ như trở bàn tay." Tề Nguyên Lễ vừa nghe vậy đã lập tức cự tuyệt. Sở Đại Nhân, không phải ta không muốn giúp ngươi trong chuyện này, mà là giả tạo tin tức thân phận đã vi phạm giới hạn cuối cùng của Phong Mãn Lâu chúng ta. Trên giang hồ này, có thể có những tin tức tư liệu mà Phong Mãn Lâu ta không biết. Dù sao người buôn tin giang hồ không phải là thần, nhưng cho dù là những tư liệu mà mình không biết, Phong Mãn Lâu ta cũng không dám viết linh tinh, chứ đừng nói tới chuyện giả tạo tin tức thân phận." Sở Hưu lạnh nhạt nói, "Ta biết chuyện này khiến Phong Mãn Lâu rất khó xử, cho nên ta không lấy không của Phong Mãn Lâu." bên phía ta cũng có một tin tức muốn tặng cho phong mãn lâu để trao đổi tề nguyên lễ từ chối sở đại nhân đây là vấn đề về giới hạn cuối cùng tin tức gì cũng không đổi hắn còn chưa dứt lời sở hưu đã nói nếu tin tức này liên quan tới hướng đi của các tông môn thượng cổ khi xảy ra đại kiếp nạn thượng cổ thì sao vừa nói xong câu này tề nguyên lễ lập tức nuốt lại lời từ chối nhanh chóng đứng lên nói xin sở đại nhân chờ một chút chuyện này ta không làm chủ được cần phải xin phép lâu chủ một chút sau khi nói xong Tề Nguyên lễ trực tiếp đứng lên đi khỏi, Sở Hưu lại không nhanh không chậm ngồi đó xuống trà. Đúng như suy nghĩ của y, Phong Mãn Lâu làm quái gì có danh giới cuối cùng, con người ai cũng như nhau thôi, cái gọi là giới hạn cuối cùng chỉ là trò cười, chẳng qua là lợi ích không đủ khiến họ động lòng mà thôi. Một lát sau, Phương Phi Phàm đã đi vào trong phòng, chắp tay thi lễ với Sở Hưu rồi trầm giọng nói: "Sở đại nhân, ngài thật sự biết hướng đi của những tông môn khi xảy ra đại kiếp nạn thượng cổ. Phong Mãn Lâu là một trong những thế lực buôn tin giang hồ cao cấp nhất thiên hạ." vũ lực không phải thứ họ theo đuổi ngược lại họ muốn thu thập tình báo và tin tức trong thiên hạ thậm chí có thể nói người buôn tin giang hồ của phong mãn lâu hưởng thụ cảm giác khoan khoái mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh phong mãn lâu cũng giống với những tông môn khác trên giang hồ tuy biết khá nhiều về tin tức liên quan tới đại kiếp nạn thượng cổ nhưng không nhiều tuy rất nhiều tin tức manh mối ghép lại giúp bọn họ suy đoán được vài thứ nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp những lời mà sở hưu vừa nói cực kỳ hấp dẫn đối với phong mãn lâu Sở Hưu cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp thuật lại tin tức cho lâu chủ Phong Mãn Lâu. Những thứ này có rất nhiều người thấy được, Tu Bồ Đề Thiền Viện và Đại Quang Minh Tự cũng biết, không đáng để giấu giếm. Sở Hưu cũng không sợ Phong Mãn Lâu nhận tin rồi chơi trò lá mặt lá trái, không giúp y làm việc. Phong Mãn Lâu có thể sinh sống đến tận bây giờ là vì bọn họ rất coi trọng chữ tín, gần như không đắc tội với ai. Giang hồ cần một tổ chức cung cấp tình báo mọi lúc mọi nơi như Phong Mãn Lâu, cho nên không ai ra tay với thế lực như Phong Mãn Lâu đương nhiên điều kiện bắt buộc là phong mãn lâu phải thức thời cái giá khi chơi chọc sở hưu phong mãn lâu cũng không chịu nổi nghe sở hưu nói xong phương phi phàm thở dài một tiếng đại la thiên tông môn thượng cổ tồn tại tới tận bây giờ những tin tức này có thể nói là kinh thế hãi tục ít nhất sau khi phương phi phàm biết chuyện hắn cũng không dám tùy tiện nói ra bên ngoài cũng như bọn hư tĩnh lúc trước sau khi biết tin cũng không ai nói ra phương phi phàm không nghi ngờ chuyện tin tức này là thật hay giả vì dựa theo lời sở hưu vừa nổi lúc trước số người biết chuyện rất nhiều phương phi phàm có thể dễ dàng tìm được người đối chứng sở hưu lạnh nhạt nói phương lâu chủ chẳng hay những tin tức này đã đủ để nhờ phong mãn lâu chế tạo vài thân phận giả cho ta chưa phương phi phàm cười khổ đủ rồi đương nhiên đủ bây giờ phương phi phàm thà rằng sở hưu chưa từng xuất hiện thà rằng mình chưa biết tin tức này với tiếng tăm của sở hưu trên giang hồ và cách hành xử nhất quán của y có trời mới biết rốt cuộc y muốn mấy thân phận này là định làm gì phương phi phàm không dám nghe ngóng cũng không thể nghe ngóng. Nhưng bây giờ Sở Hưu đã thuật lại tin tức, hơn nữa tin tức này cũng cực kỳ kinh người. Nghe tin xong đổi ý, Phương Phi Phàm cũng chẳng thể gánh được hậu quả này. Cho nên Phương Phi Phàm đành ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Sở Hưu, giả tạo thân phận của những người từ Lục Đô, sau đó vận dụng trận pháp của Phong Mãn Lâu, trong vòng một canh giờ đã đưa những tin tức này tới các phân đà của Phong Mãn Lâu trên khắp giang hồ. Không thể không nói, hiệu suất của Phong Mãn Lâu trên phương diện này rất đáng tán thưởng. Dù sao giang hồ rộng lớn là vậy, nếu chỉ dùng sức người đưa tin thì khi tin này tới chỗ ngươi đã mất bao lâu, e là tin tức đã nguội rồi. Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất của người buôn tin của Phong Mãn Lâu trên giang hồ đó là phân biệt mức độ quan trọng của tin tức, trong đó một số tin tình báo quan trọng cần ưu tiên đưa về tổng bộ. Sau khi trở lại Bắc Yên, Sở Hưu không bảo Ngũ Ương lập tức bố trí người bên cạnh Hãng Sung mà gọi người tới dạy cho bọn họ một số kiến thức cơ bản về thế giới bên ngoài, đồng thời thay đổi khẩu âm của bọn họ. Khẩu âm thời thượng cổ khác với hiện tại, thật ra chuyện này cũng không có gì lạ giang hồ rộng lớn bắc yên tây sở đông tề khẩu âm đều có khác biệt đặc biệt là bên phía tây sở thậm chí có thể mỗi thôn một kiểu khẩu âm nhưng nhiều cường giả như vậy lại có cách nói chuyện giống nhau chẳng lẽ bọn họ đến từ cùng một thôn như vậy quá giả cho nên nhất định phải giúp bọn họ thay đổi khẩu âm một chút nửa tháng sau trong cung thái tử của hạng sung ngũ ương đạo nhân đưa những người của thương thành tới trước mặt hạng sung đắc ý nói điện hạ đây là những người bần đạo tìm tới cho ngài trong thời gian qua bọn họ đều là bằng hữu cũ từng có giao tình với Bần đạo, nhưng cuộc sống trải qua bao gập ghềnh. Nghe Bần đạo nói điện hạ rộng lượng bao dung, không quan tâm tới quá khứ của bọn họ, đồng ý thu nhận, bọn họ cũng hết sức cảm động, đến tìm nơi nương tựa chỗ bệ hạ. Đương nhiên còn một số người tâm cho ý lạnh, tha ẩn mình trong núi hoang cũng không chịu ra ngoài giang hồ, e là Bần đạo không thể thuyết phục những người này. Nói xong, Ngũ Ương đạo nhân còn ra vẻ tiếc núi. Có lẽ nói dối quen miệng, nên bây giờ Ngũ Ương đạo nhân hết sức tự nhiên chẳng khác nào bản thân thật sự quen biết nhiều cường giả như vậy. Lúc này Hạng Sung đã đờ đẫn. Lúc trước, Lý Thu Dịch có quan hệ với Lâm Phong Ngọc nên mới chịu gia nhập dưới trướng hắn, chuyện này đã khiến Hạng Sung vô cùng vui mừng. Tiếp đó lại có Ngũ Ương đạo nhân dẫn theo toàn bộ Âm Sơn phái tới, chuyện này cũng khiến Hạng Sung mừng quính lên. Kết quả bây giờ Ngũ Ương đạo nhân lại kéo hai võ giả chân hỏa luyện thần và sáu võ giả cảnh giới chân đan đến, lần này Hạng Sung thật sự có ảo giác, dường như mình có thể đối kháng chính diện với Đại Quang Minh tự. Hàng sông ngây ngốc cả nửa ngày rồi mới nói, mau mau, đạo trưởng mau giới thiệu chư vị tiền bối cho bản cung. Trước đó ngũ ương đạo nhân đã học thuộc, lúc này nghe vậy lập tức chỉ một người nói, vị này là người sống sót duy nhất của càn nguyên phái, một trong bát phái đời trước. Càn nguyên thần trưởng, tưởng cô nhất, trăm năm trước càn nguyên phái bị hủy diệt, tưởng huynh bị người ta đuổi giết hơn 10 năm, ẩn nấp trong thập vạn đại sơn, chịu mọi nhục nhã. Bây giờ tưởng huynh định ra ngoài báo thù, ai ngờ kẻ thù cũng bị diệt môn, đúng là vô cùng thê thảm còn vị này là đệ tử của cường giả tán tu của đạo môn năm xưa môn đồ duy nhất của quảng lang đạo nhân trần ngọc sinh nhưng quảng lang đạo nhân bị đại lão của nhánh ẩn ma thập phương lão ma viên thiên phóng giết chết vì trốn tránh truy sát hắn chỉ có thể thay hình đổi dạng ẩn nấp trong nam hải còn vị này vị này ngũ ương đạo nhân hết sức thuần thục thuật lại cho hạng sung bối cảnh mà sở hưu đã giao cho mình những bối cảnh này đều cực kỳ chi tiết nhưng có một điểm chung đó là tuy xuất thân và lai lịch đều có dấu vết để tra xét nhưng đều không có chứng cứ ví dụ như viên thiên phóng quảng lăng đạo nhân đúng là có người như vậy nhưng tính cách người này rất kỳ quái ai biết hắn có đệ tử hay không hơn nữa đúng là viên thiên phóng có thủ với nhánh đạo môn từng giết không ít người của đạo môn quảng lăng chân nhân cũng chết trên tay hắn nhưng vấn đề là bây giờ viên thiên phóng đã chết dưới tay sở hưu đương nhiên không còn chứng cứ đột nhiên được nhiều cường giả giang hồ tới quy phục như vậy hạng sung kích động tới mức thiếu chút nữa thất thố đây là cường giả chân hỏa luyện thần là tông sư võ đạo cảnh giới chân đan hàng thật giá thật hơn nữa mỗi người đều có lai lịch bất phàm lúc này lâm phong ngọc luôn đứng sau lưng hạng sung lại nói điện hạ nhiều người gia nhập với chúng ta như vậy tuy là chuyện tốt nhưng lại có quá nhiều người trong cùng một lúc liệu có đáng nghi ngờ không lâm phong ngọc nhắm vào ngũ ương đạo nhân như vậy không phải vì hắn nhìn ra ngũ ương đạo nhân có gì không đúng chẳng qua chỉ là tranh giành sủng ái mà thôi. Ngũ ương đạo nhân hừ lạnh nói, đáng nghi ngờ, loại rác rưởi như ngươi thì hiểu cái gì. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ tình bạn giữa bần đạo và chư vị ở đây? Cùng là người lưu lạc thiên nhai, bần đạo từng có liên hệ với nhiều cường giả thân thế gặp gành. Bây giờ điện hạ là người bao dung, bần đạo mời bọn họ đến, giúp bọn họ có chỗ ở, cũng là tăng cường lực lượng cho điện hạ, có gì đáng nghi. Loại người tu vi kém cỏi như ngươi cũng dám đứng đây lải nhải, muốn chết à? Dứt lời, một luồng khí lạnh âm tà bùng lên quanh người ngũ ương đạo nhân khiến lâm phong ngọc run lên lẩy bẩy ngũ ương đạo nhân là tông sư võ đạo cảnh giới chân đan hơn nữa còn là loại có thực lực khá mạnh lâm phong ngọc mới là một võ giả cấp thấp cảnh giới tiên thiên thậm chí chẳng thể ngăn cản khí thế của đối phương nhưng lúc này lý thu dịch thấy người người mắng nam nhân của mình lông mày lập tức dựng ngược vung tay khí thế mạnh mẽ lập tức ép ngược lại ngũ ương đạo nhân muốn chết ta xem rốt cuộc là ai muốn chết ngũ ương đạo nhân năm xưa ngươi bị nhánh ẩn ma và đạo môn truy sát như chó mất chủ sao không khoe khoang uy phong với bọn chúng thấy hai phụ tá đắc lực dưới tay mình cãi vã hạng sung vội vàng lên tiếng khuyên can không sai bây giờ hạng sung đã coi ngũ ương đạo nhân là tay trái tay phải của mình thậm chí còn coi trọng hơn lâm phong ngọc tuy lâm phong ngọc là một trong những người đầu tiên gia nhập dưới trướng hắn nhưng dù sao cả thực lực và năng lực của hắn chỉ có hạn ưu thế duy nhất của lâm phong ngọc là lý thu dịch hạng sung không lo hắn sẽ phản bội còn ngũ ương đạo nhân đã từng đi theo phụ hoàng mình nhiều năm, cả thực lực và thế lực đều rất mạnh, hôm nay còn giúp mình lôi kéo nhiều cường giả như vậy, càng đáng được hắn coi trọng. Đương nhiên hạng sung không bị chuyện tốt này làm cho kích động tới mức mất hết lý trí. Tuy Lâm Phong Ngọc nói vậy là nhắm vào ngũ ương đạo nhân, nhưng cũng có lý do để nghi ngờ. Cho nên hạng sung cũng phái người tới phong mãn lâu kiểm tra xem thân phận của những người này có phải là thật không. Uy tín của phong mãn lâu đã khiến người trong giang hồ vô thức tin tưởng, một khi cần kiểm tra tin tức là thật hay giả nhất định phải tới Phong Mãn Lâu. Khi Hạng Sung nhận được tình báo của Phong Mãn Lâu, thấy không sai lệch mấy so với những gì Ngũ Ương đạo nhân nói, hắn mới thở dài một tiếng, đồng thời càng coi trọng Ngũ Ương đạo nhân hơn một chút. Bây giờ dưới trướng hắn cũng có đông đảo nhân tài, nhưng lại không mấy người biết làm việc. Lâm Phong Ngọc tuy khá trung thành, nhưng cả ánh mắt năng lực lẫn kiến thức đều chỉ có hạn, cho dù sau lưng có Lý Thu Dịch giúp đỡ cũng không làm được việc lớn. Còn vị sư phụ Hờ Khang Động Minh kia, tiếng thì có thực lực cũng có, nhưng tạm thời chỉ có thể dùng để đe dọa người khác, cũng chẳng có tác dụng gì. Cứ thế, Hạng Sung phát hiện thật ra dưới chứng mình người có thực lực lại được việc chỉ có mình ngũ ương đạo nhân. Hắn không coi trọng ngũ ương đạo nhân thì coi trọng ai. Nhưng lúc này Hạng Sung lại không biết ngũ ương đạo nhân mà hắn coi trọng đang ở trong một cứ điểm bí mật của chấn võ đường, báo cáo cặn kẽ tất cả tình hình của hắn cho sở hưu. Sở hưu gõ bàn một cái, lạnh nhạt nói, nói vậy, bây giờ Hạng Sung đang rất coi trọng người. Ngũ Ương đạo nhân cười châm chọc, dưới trướng Hạng Sung chỉ có mấy kẻ vớ vẩn, không có ai dùng được, hắn không coi trọng ta thì coi trọng ai. Đúng là bây giờ Ngũ Ương đạo nhân có cơ hội phản bội, hắn không phải thủ hạ của Sở Hưu, hai bên chỉ hợp tác mà thôi. Bây giờ nếu hắn lật mặt, nói toạc kế hoạch gián điệp của Sở Hưu cho Hạng Sung, chắc chắn Hạng Sung sẽ coi hắn là ân nhân. Nhưng Ngũ Ương đạo nhân không làm như vậy, vì hắn sợ Sở Hưu. Không phải vì trước đây hắn bị Sở Hưu đánh tới phát sợ mà là hắn phát hiện sở hưu có quá nhiều thủ đoạn ẩn giấu e là trên giang hồ này không ai thấy được rốt cuộc sở hưu ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn lần này sở hưu lấy ra hai võ giả chân hỏa luyện thần và sáu cảnh giới chân đan đặt ở thế giới bên ngoài thực lực như vậy đủ thành lập tông môn nhất lưu nhưng nếu không có thân phận giả thậm chí ngũ ương đạo nhân không nhận ra bất cứ ai trong số đó chuyện này rất kinh khủng tuy ngũ ương đạo nhân luôn cảm thấy những người này rất kỳ quái nhưng thực lực của bọn họ vẫn bày ở đó có trời mới biết sở hưu còn thủ đoạn nào khác không. Cho nên suy nghĩ phản bội chỉ xuất hiện trong lòng ngũ ương đạo nhân một nháy mắt rồi bị hắn ném tới tận đáy cốc. Dù sao trước mắt phần thắng của sở hưu vẫn tương đối lớn, ít nhất hắn cũng thấy thế. Sở đại nhân, bây giờ bần đạo đã làm cho hạng sung coi trọng mình, những người mà ngài phái tới cũng được hạng sung bố trí vào lực lượng nòng cốt, tiếp theo nên làm thế nào. Sở hưu đưa lực lượng mạnh như vậy tới bên cạnh hạng sung, ngũ ương đạo nhân không tin sở hưu làm vậy chỉ là để tăng cường thực lực, củng cố địa vị cho hạng sung. Sở Hưu trầm giọng nói, rất đơn giản, tiếp theo ngươi chỉ cần cổ vũ Hạng Sung đi thu nạp quyền lực vào tay là được. Quyền lực, quyền lực phương diện nào? Sở Hưu híp mắt, đương nhiên là những thứ quyền lực mà hắn chưa từng khống chế, ví dụ như quân đội, trấn quốc ngũ quân, ví dụ như cung phụng đường của hoàng thất vân vân. Ngươi chỉ cần cổ động Hạng Sung, khiến hắn bố trí những người kia vào trong những thế lực này là được, sau đó chèn ép đối phương, tranh quyền đoạt lợi, chuyện này còn cần ta dạy hay sao? Ngũ Ương đạo nhân nhíu mày, bỗng thấy lạnh cả người chiêu này của sở hưu nhìn như tăng cường quyền lực trong tay hạng sung nhưng thực chất lại vô cùng âm độc đây rõ ràng là làm vấy bẩn thanh danh của hạng sung trước mắt hạng sung còn chưa phải hoàng đế huống hồ cho dù hắn có thành hoàng đế bắc yên tùy tiện cướp đoạt quyền lực của các phe phái cũng chỉ khiến người ta cam ghét thậm chí cam thủ ví dụ như trấn quốc ngũ quân đây là đất riêng của các vị đạo lão trong quân đội hầu hết cao thủ trong trấn quốc ngũ quân đều được đề bạt từ thấp lên cao ngoại lệ duy nhất trong trấn quốc ngũ quân là hạng võ Hắn là cái đinh mà Hạng Long xếp vào trong quân đội. Nhưng Hạng Võ có thể ngồi vững trên chức vị đại tướng quân Tây Lăng quân, một là vì bản thân hắn có thực lực, hai là vì tuy trên danh nghĩa hắn cũng trong hoàng tộc Bắc Yên nhưng thực tế lại trưởng thành bên ngoài giang hồ, cho dù Hạng Long cất nhắc hắn, nhưng thực ra Hạng Võ với hoàng tộc Bắc Yên chỉ là bằng mặt không bằng lòng, cho nên Trấn Quốc Ngũ Quân cũng không bài xích quá mức. Nhưng bây giờ Sở Hưu lại định để Hạng Sung bố trí nhân thủ vào địa bàn của người ta, tranh quyền đoạt lợi, e là chuyện này sẽ đắc tội rất nặng với quân đội cho nên ngũ ương đạo nhân cũng trần trừ hạng sung có làm chuyện tự chui đầu vào dọ như vậy không sở đại nhân thứ cho ta nói thẳng ta đi theo tên hạng sung kia được một thời gian rồi tuy tính cách và năng lực của kẻ này đều không tốt nhưng cũng không phải loại ngu ngốc chắc hắn cũng biết hậu quả trong chuyện này sở hưu vung tay nói đương nhiên hắn biết nhưng hắn vẫn sẽ làm mấy năm trước tên hạng sung này ra sao chắc ngươi cũng biết đám đại nhân vật của quân đội kia không ai ủng hộ hắn đến giúp hắn Ngược lại tất cả đều quay sang gia nhập dưới trướng Hạng Lê. Hắn trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy cho nên thái độ của Hạng Sung với đám người kia cũng chẳng tốt đẹp gì, cho dù bây giờ những người kia đều quay sang ủng hộ Hạng Sung, suy nghĩ của hắn vẫn không thay đổi, ngươi chỉ cần nói ra đúng thời điểm, hắn sẽ không cự tuyệt. Sở Hưu nhìn người khá chuẩn nhưng lúc đầu hắn nhìn Hạng Sung lại có chút sai lầm, sau đó Sở Hưu nghiên cứu cẩn thận tâm lý của Hạng Sung, cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương lại thay đổi nhiều như vậy dục vọng về quyền thế có thể khiến tâm linh của con người vặn vẹo hạng sung chính là ví dụ điển hình từ tự ti không có gì cả đến đột nhiên có được tất cả tâm trạng thay đổi đột ngột hóa thành vặn vẹo rất ít người chịu được chính vì vậy bây giờ hạng sung còn chưa quen thuộc với thân phận của bản thân đối với một đế vương hợp lệ chuyện lòng người ấm lạnh rất bình thường tuy cũng có chuyện đốt lò sưởi ấm nhưng khi ngươi ở thung lũng người khác cũng không thể đặt tất cả bảo vật lên người ngươi nếu đổi lại là một đế vương hợp lệ chắc chắn chỉ cười hi hi ha ha cho qua chuyện. Người ta quy thuận quyền lực, mình có quyền lực đương nhiên cũng được người ta quy thuận, chuyện này rất bình thường. Nhưng lúc này Hạng Sung vẫn không bỏ qua được những khinh thường ghẻ lạnh mà hắn phải chịu năm xưa, làm sao hắn lại nghĩ tới chuyện mình sẽ đắc tội với người khác. Ngũ ương đạo nhân vẫn khá lo lắng về phân tích của sở hưu, nhưng bây giờ hắn đã đứng về phía sở hưu, tối kỵ là chuyện quay cả hai đầu. Cho nên hắn đành phải làm theo lời sở hưu, tìm cơ hội cổ động Hạng Sung ra tay. Mấy ngày sau, trong một buổi tiệc tối, Hạng sung một mình tới gặp ngũ ương đạo nhân, hỏi hắn, đạo trưởng, bây giờ thực lực của bản cung đã không yếu nhưng không biết vì sao bản cung vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Ngươi có thể nhìn xem rốt cuộc bây giờ bản cung còn thiếu gì không? Ngũ ương đạo nhân âm thầm cười lạnh, bây giờ thứ ngươi thiếu chính là tâm nhãn. Hạng long đã bố trí tất cả, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi hạng long chết là có thể kế thừa hoàng vị, bây giờ còn muốn gây chuyện, không phải thiếu tinh tế thì là gì. Nhưng hạng sung hỏi như vậy ngược lại khiến ngũ ương đạo nhân có cơ hội hắn vuốt chòm râu dài trầm ngâm trong chốc lát rồi nói bây giờ điện hạ muốn địa vị có địa vị muốn thực lực có thực lực theo lý mà nói thì không thiếu điều gì chỉ thiếu duy nhất một thứ tạm thời cũng không có cách nào bù đắp cho nên không nói thì hơn hạng sung sốt ruột nói đạo trưởng ngươi còn giấu giấu giếm giếm với bản cung làm gì bây giờ bản cung còn thiếu cái gì ngươi cứ nói ra trước đi mới biết có thể bù đắp được hay không chứ sắc mặt của ngũ ương đạo nhân nghiêm nghị nói như chém đinh chặt sắt quyền thế bây giờ thứ điện hạ đang thiếu chính là quyền thế. Nghe ngũ ương đạo nhân nói mình thiếu nhất chính là quyền thế, hạng sung cũng thấy ngạc nhiên. Hắn cười ha hà nói, đạo trưởng nói đùa rồi, bây giờ bản cũng mà thiếu quyền thế ư. Bên trong có những cường giả trên giang hồ như đạo trưởng giúp đỡ, bên ngoài có thân phận thái tử, vô số quan tướng quân đội đến gia nhập dưới trướng bản cung, chẳng lẽ đó không phải quyền thế. Ngũ ương đạo nhân thản nhiên nói, điện hạ chỉ nói đúng một nửa. Đương nhiên chúng ta là người của điện hạ, nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ là hạng dân dã trên giang hồ trọng lượng lời nói trong triều đình bắc yên chỉ có hạn còn quân đội hai người của cung phụng đường hoàng thất tuy trên danh nghĩa bọn họ cũng quy thuận điện hạ nhưng bây giờ ngài thử tới trấn quốc ngũ quân xem liệu có điều động được một sĩ quan cấp thấp nhất không ngay cả sĩ quan cấp thấp nhất mà ngài cũng không điều động được vậy còn gọi là quyền thế gì quyền thế của ngài không phải là quyền thế mà chỉ là đám người kia nể mặt ngài thôi nghe ngũ ương đạo nhân nói vậy nụ cười trên mặt hạng sung tắt dần đúng vậy quyền thế đó không phải là của hắn, hay nên nói là xưa nay chưa từng thuộc về hắn. Tuy trên danh nghĩa đám người kia ủng hộ mình nhưng một khi mình ra lệnh, đối phương phải đồng ý thì mình mới chỉ huy được. Đâu có giống người mình như bọn ngũ ương đạo nhân, mình bảo bọn họ đi hướng đông thì bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Hạng sung hung hăng nói, đạo trưởng, vậy ngươi nói xem bản cung nên làm thế nào để nắm được quyền thế. Ngũ ương đạo nhân lắc đầu nói, lấy được tới tay thì đơn giản, bây giờ lực lượng dưới trướng điện hạ đang hùng mạnh như vậy, tùy ý hạ lệnh cài cắm người vào trấn quốc ngũ quân hay cung phụng đường của hoàng thất không đến mức lấy được toàn bộ lực lượng nhưng ít nhất cũng thu được một phần nhưng bần đạo không đề nghị điện hạ làm như vậy như vậy là đắc tội với quân đội hoặc cung phụng đường của hoàng thất cái được không bù nổi cái mất ngũ ương đạo nhân không khuyên còn đỡ hắn khuyên như vậy lại khiến lửa giận trong lòng hạng sung cháy rực lên bản cung là thái tử đại yên tương lai toàn bộ đại yên đều là của bản cung bây giờ bản cung không muốn cướp chức vị của bọn chúng chỉ muốn bố trí vài người vào mà bọn chúng cũng không chịu Rốt cuộc đại yên này là của hạng gia chúng ta hay là của bọn chúng?" Ngũ Ương đạo nhân thầm cười lạnh, đương nhiên Bắc Yên là của họ Hạng, ít nhất là bây giờ. Nhưng nếu không có những người khác, ngươi tưởng chỉ dựa vào họ Hạng các ngươi là có thể cai quản toàn bộ Bắc Yên. Đáng tiếc Hạng Sung không nghĩ ra điều này, Ngũ Ương đạo nhân càng thuyết phục thì Hạng Sung càng kiên quyết với lựa chọn của mình hơn, bố trí tất cả võ giả thương thành mà Sở Hưu đưa tới vào trong trấn quốc Ngũ Quân và cung phụng đường của hoàng thất. Những võ giả Sở Hưu mang từ trong thương thành ra cũng không phải loại ngu ngốc. Thực tế bọn họ đều là người sống giữa chém giết trong lục đô, tuy không tiếp xúc với những mâu thuẫn lục đục của thế giới bên ngoài nhưng không nghĩa là bọn họ không biết những thứ này. Nhưng trước mắt Sở Hưu đã có chỉ thị cho họ, không cần e ngại điều gì, cũng không cần lo chuyện cấu xé quyền lực, có làm quá đáng thế này cũng được, ra vẻ tham lam vô độ, tranh quyền đoạt lợi tới mức điên cuồng, đắc tội với những người khác càng nặng càng tốt. Đa số những chuyện trên thế gian này, muốn làm tốt thì khó nhưng muốn làm xấu lại rất đơn giản. Không tới nửa tháng những võ giả thương thành đã khiến trấn quốc ngũ quân và cung phụng đường của hoàng thất đầy tiếng than vãn oán trách hai võ giả chân hỏa luyện thần một bị hạng sung ném vào trong cung phụng đường của hoàng thất một bị bố trí trong đông sơn trung quân của bắc cung bách lý còn sáu võ giả cảnh giới chân đan thì cung phụng đường của hoàng thất một người trấn quốc ngũ quân mỗi nhánh quân một người bọn họ càng quá đáng theo hạng sung thấy lại là tận tâm tận lực làm việc cho mình hắn càng hài lòng trong thanh phong lâu của yên kinh thành sở hưu ngồi trong góc cạnh cửa sổ uống trà Nghe Mai Khinh Liên ở phía đối diện báo cáo tình hình của Yên Kinh thành thời gian vừa qua, đương nhiên chủ yếu là bên phía Hạng Sung. Thanh Phong Lâu tuy là quán rượu, nhưng nổi tiếng nhất không phải là rượu mà là các loại thức ăn, đặc biệt là đồ ăn chay, nghe nói đầu bếp từng làm tăng nhân nhóm bếp trong nhà bếp của Đại Quang Minh Tự. Đương nhiên Sở Hưu chưa từng gặp hòa thượng Đại Quang Minh Tự ở đây. Nghĩ lại cũng bình thường, đám hòa thượng kia ăn chay trong Đại Quang Minh Tự cả đời, khó khăn lắm mới được ra ngoài, nếu còn ăn thứ này mới gọi là bi ai. Bên cạnh Sở Hưu Đường Nha gọi một đống đồ ăn rồi gặm lấy gặm để, thậm chí không nghe Mai Khinh Liên và Sở Hưu nói chuyện. Mấy tên chơi âm mưu quỷ kế thì tim đều bẩn, e là tim của Sở đại nhân đã biến thành đen kịt rồi, chắc chắn tiểu tử Hạng Sung kia đã bị tính kế tới hộc máu, cũng không có gì hay để nghe, nghe nhiều còn ảnh hưởng tới khẩu vị. Sau khi nghe Mai Khinh Liên báo cáo xong, Sở Hưu gõ bàn nói, không ngờ tên Hạng Sung này lại chẳng hề nghi ngờ gì, xem ra lần này ta vẫn còn coi trọng hắn. Mai Khinh Liên cười lạnh một tiếng, Trước kia tên tiểu tử này chỉ là một hoàng tử thất thế, tuy được Hạng Long sủng ái nhưng địa vị bất đồng, Hạng Long cũng không có thời gian dạy hắn về thuật quyền mưu, trình độ của hắn cao mới là lạ. Hơn nữa cứ nhìn những người bên cạnh hắn mà xem, tất cả đều là loại như Lâm Phong Ngọc, không được việc thì thôi, còn toàn hỏng việc, ngay cả Lý Thu Dịch cũng chẳng phải người đầu óc tỉnh táo. Người duy nhất khá có tâm cơ thủ đoạn lại là gián điệp mà ngươi gài vào, hắn nhìn ra có gì không đúng mới gọi là lạ. Sở Hưu nâng chén trà lên lắc đầu nói, gián điệp gì chứ? Đúng là khó nghe, phải gọi là nội ứng. Đường Nha ngẩng đầu lên khỏi đống thức ăn, buông một câu, cùng một ý. Không đợi Sở Hưu cãi lại, Hạng Võ đã từ dưới lầu đi lên. Sở Hưu ngồi trên tầng cao nhất của Thanh Phong lầu, với hung danh của y mà trưởng quầy còn dám cho người đi lên, cũng chỉ có kẻ như Hạng Võ. Thấy Sở Hưu đang ở đây, Hạng Võ tùy ý chào một tiếng, hóa ra Sở huynh đang ở dây, chẳng trách nơi này lại thanh tĩnh như vậy. Đúng là tiếng tăm lớn cũng có chỗ lợi, ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không cần đuổi người đi vừa nói hạng võ vừa rất tự nhiên ngồi xuống bàn của sở hưu còn hô to xuống bên dưới trưởng quầy thêm một khay chuối tiêu nướng sở hưu nhíu mày nói tiếng tăm lớn e là hung danh với tiếng xấu mới đúng dù sao cũng không phải tiếng tốt hạng võ ăn một miếng thức ăn rồi hung hăng nói hung danh với tiếng xấu có gì không tốt nếu hung danh của ông đây đủ lớn đã chẳng có người cưỡi lên ị đái trên cổ sở hưu nghĩ tới điều gì mặt không đổi sắc nói ai dám ị đái trên cổ hạng hầu ra cơ chứ Hạng võ vẻ mặt buồn bực nói, đang ăn cơm đừng nói chuyện ị đái, mất cả ngon. Hạng võ ngoài miệng thì nói vậy, nhưng khi trưởng quầy đưa một khay chuối tiêu nướng lên, hắn lập tức nhét một quả vào miệng, nuốt xong mới hừ lạnh nói, không phải tên tiểu tử hạng sung kia thì là ai. Lên làm thái tử thì nghĩ mình leo lên trời rồi à, còn dám cài người vào tây lăng quân của ta. Nếu không nể mặt bệ hạ, ta đã sớm chặt gãy cái đinh kia rồi. Một võ giả cảnh giới chân đan cũng dám tới địa bàn của ông đây đòi chia quyền. Sở hưu vuốt cằm, có vẻ như mình phải báo cho những võ giả thương thành một tiếng. Tốt nhất khi tranh quyền đoạt lợi phải cố hết sức phòng ngừa trêu chọc tới mấy vị đại tướng quân của Trấn quốc ngũ quân như hạng võ, đám người này đều không phải loại dễ chọc. Ví dụ như hạng võ, sức chiến đấu của hắn đã đến mức có thể hò hét cùng cảnh giới chân hỏa luyện thần, còn võ giả thương thành yếu hơn những võ giả cùng cấp một chút. Nếu hạng võ thật sự nổi giận xuất thủ, e là bọn họ không tiếp nổi ba chiêu. Sở hưu đưa cho hạng võ một chén trà nói, ta cũng nghe nói chuyện này quan mới nhậm chức ai chẳng đốt tới ba cây đuốc nói gì tới leo lên chức thái tử đương nhiên hắn cũng muốn có chút thành tích rồi hạng võ cười lạnh nói muốn có thành tích nên quay sang cướp lợi ích của chúng ta quả nhiên đám hoàng tộc hạng gia không ai là người tốt chỉ là loại chỉ biết tranh quyền đoạt lợi sắc mặt sở hưu thoáng chút cổ quái vị hầu gia này tức đến chập mạch rồi hình như hắn quên chính mình cũng là người trong hoàng tộc hạng thị hạng võ mắng xong câu đó mới nghĩ ra lại buồn bực nhét một quả chuối vào trong miệng sở hưu hỏi Vậy bây giờ hầu gia định làm thế nào? Hạng võ buồn bực nói, còn làm thế nào nữa, có cách nào chứ? Hạng sung vừa được lập thành thái tử, bệ hạ đã như thế kia rồi, không thể phế đi lập lại lần nữa. Ta tới gây sự với hắn cũng chỉ là tạo thêm phiền toái cho bệ hạ, đành phải chịu thôi. Ánh mắt sở hưu thoáng hiện sắc thái lạ, vậy bên phía bắc cung địa tướng quân và cung phụng đường của hoàng thất cũng nhịn được. Hạng võ nói nhỏ, đừng nhìn ngày thường bắc cung đại tướng quân trông như hủ nho, thật ra tinh khí còn nóng nảy hơn ta nhưng không nhịn được cũng phải nhịn, chẳng lẽ lúc này còn trở mặt được hay sao? Đại tướng quân thống lĩnh Đông Sơn quân đã lâu, trong thời gian ngắn người khác cũng khó lòng lai chuyển, Tây Lăng quân của ta cũng thế. Dù sao tạm thời không có nguy cơ gì lớn, đành nhẫn nhịn đã, đợi sau này rồi tính. Chỉ có bên phía cung phụng đường của Hoàng Thất, nghe nói hạng sùng bị chọc tức quá mức, nhưng vị vương gia đó ngày thường luôn khiêm nhượng. Thật ra cũng không phải người thích tranh quyền đoạt lợi, lại không thể phế bỏ thái tử, đành phải nhẫn nại. Nhưng hắn là hoàng thúc của hạng sung, có thể tới trách mắng Hạng Sung, có điều Hạng Sung ngoài miệng thì ngoan ngoãn đáp ứng nhưng hành động không hề thu liễm chút nào. Sở Hưu âm thầm gật đầu, như vậy là tạm được rồi. Một khi ấn tượng đã sinh ra, vậy không cách nào thay đổi. Thông qua chuyện này, có thể biết quân đội và cung phụng đường của hoàng thất sẽ đối đãi với Hạng Sung ra sao. Hơn nữa trước mắt ngoài Hạng Long ra, cho dù là vị hoàng thúc Hạng Sung ra mặt, hắn cũng không chịu nghe. Nhưng bây giờ Hạng Long có còn sức để ý tới hắn không? Hạng Long giữ cho mình không chết thôi cũng đã tốn bao công sức thôi. Cứ như vậy, đến khi đám người hạng võ nhẫn nhịn tới cực hạn, chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đang lúc sở hưu còn muốn một số chi tiết, lại có đệ tử của Trấn võ đường vội vội vàng vàng chạy vào báo cáo, nói lên phía chấn võ đường có chuyện. Thẩm phiêng và người của đại quang minh tự xung đột, người của Trấn võ đường đã tới giúp, hai bên đang dương cung bạt kiếm. Nghe đến đây, hạng võ nhìn sở hưu với vẻ đồng tình, thời thế rối loạn, xem ra bên phía sở đại nhân cũng chẳng dễ chịu gì hạng võ đồng tình vậy khiến sở hưu thầm buồn bực chuyện bất thình lình này trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của sở hưu cơm phải ăn từng miếng đương nhiên phiền toái cũng phải giải quyết từng bước một trước đó kế hoạch của sở hưu là giải quyết hạng sung trước nâng hạng lê lên hoàng vị rồi tính hai nhánh đạo phật là hạng long mời tới cho nên sau khi tân hoàng đăng cơ đương nhiên sở hưu cũng có thể để tân hoàng hạ chỉ trục xuất hai nhánh đạo phật hơn nữa cho dù trở mặt cũng rất đơn giản chỉ cần Bắc Yên ra lệnh cho bách tính không được thờ phụng đạo và Phật, đại quang minh tự và thuần dương đạo môn cũng không có cách nào. Bọn họ quản được giang hồ nhưng không quản được toàn bộ bách tính Bắc Yên, trừ phi bọn họ xử lý hạng thị của Bắc Yên, đổi thành hoàng tộc khác. Nhưng ai ngờ phiền toái bên phía hạng sung còn chưa được giải quyết triệt để, đám hòa thượng và đạo sĩ kia đã bắt đầu gây chuyện. Thật ra thời gian vừa qua, cả hai nhánh đạo Phật lẫn chấn võ đường đều khá khắc chế. Hai nhánh đạo Phật chủ yếu chỉ truyền giáo, cố gắng thu nhận một số đệ tử trẻ tuổi có thiên phú, có tư chất. Còn Sở Hưu lại tính toán giải quyết hạng sung trước, không muốn đối địch với hai nhánh đạo Phật. Nhưng ba nhánh đạo Phật ma vốn đã ngứa mắt với đối phương, cho dù cố kiềm chế nhưng không biết lúc nào sẽ nảy sinh xung đột, ví dụ như hiện giờ. Sở Hưu hừ khẽ một tiếng, bảo Đường Nha đừng ăn rồi quay sang nói với Hạng Võ, "Chân Võ đường có việc gấp, ta không thể phụng bồi." Hạng Võ gật đầu nói, "Hiểu, hiểu mà." Đợi sau khi bọn Sở Hưu đi khỏi, Hạng võ nhìn cả bàn thức ăn đã bị đường nha ăn gần hết, nghi ngờ nói, vừa rồi bọn họ tính tiền chưa. Trước cửa cự cử linh bang, lúc này thẩm phi ưng đang dẫn một số đệ tử cự linh bang rằng co với các hòa thượng phía trước. Lúc này cự linh bang đã phụ thuộc vào trấn võ đường, còn thẩm phi ưng cũng là chó săn số một dưới tay sở hưu, hay nên nói là chó dại. Quả thật là bảo hắn cắn ai, hắn sẽ đi cắn người đó. Đương nhiên không phải vì thẩm phi ưng trung thành, chỉ vì hắn không thể không trung thành. Hắn đoạt vị bất chính, thân phận kẻ dưới mà giết người trên, câu kết với sở hưu hại chết bang chủ tiền nhiệm Phương Đại Thông nên mới đoạt được chức vị bang chủ. Hơn nữa bây giờ hắn cũng dựa vào công pháp tài nguyên của chấn Võ Đường bước vào cảnh giới chân đan, đã bị buộc chặt với sở hưu và chấn Võ Đường. Lợi ích của hai bên gắn kết với nhau, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, hắn cũng không thể phản bội. Chính vì vậy, lúc này đối mặt với những hòa thượng của Đại Quang Minh Tự mà trước đây mình chỉ có thể ngưỡng mộ, thái độ của hắn vẫn không hề nhân nhượng. Chư vị đại sư, cho dù thực lực của Đại Quang Minh tự có mạnh hơn nữa, các vị cũng không thể xử sự bá đạo như vậy được, đánh tới cự linh bang chúng ta đòi người, Đại Quang Minh tự các ngươi có để võ đạo vào mắt không, có để sở đại nhân vào mắt không? Người cầm đầu của Đại Quang Minh tự là một hòa thượng trung niên tướng mạo hiền hòa, hư Ninh. Trong bối phận chữ hư ở Đại Quang Minh tự, hắn không có gì nổi bật, tuy không phải thủ tọa nhưng cũng là người hỗ trợ hư ngôn quản lý Kim Cương viện, chủ yếu phụ trách dạy bảo những đệ tử vừa gia nhập Kim Cương viện nhưng hắn không dạy võ công mà phụ trách hóa giải những sơ hở cố chấp trong tâm trí của đệ tử dù sao nộ mục kim cương tâm kinh của kim cương viện rất dễ khiến sân niệm đại thịnh hư ninh mặt không đổi sắc nói thẩm bang chủ không phải đại quang minh tự chúng ta bá đạo mà là cự linh bang các ngươi quá đáng đại quang minh tự chúng ta chân trước vừa thu đệ tử vương gia vào chùa chân sau các ngươi đã diệt vương gia còn mang đệ tử vương gia đó đi thế chẳng phải nhắm vào đại quang minh tự chúng ta à mâu thuẫn giữa đại quang minh tự và cự linh bang lần này rất đơn giản Đại Quang Minh Tự và Bắc Yên truyền giáo, đương nhiên muốn đi khắp giang hồ Bắc Yên, tìm kiếm đệ tử thích hợp. Thật ra xưa nay ấn tượng của người trong giang hồ về Đại Quang Minh Tự cũng không được tốt, đa số mọi người đều cảm thấy Đại Quang Minh Tự hành xử quá bá đạo, luôn thích xen vào việc của người khác. Cho nên lần này Đại Quang Minh Tự thay đổi thái độ so với quá khứ, thăm hỏi một số thế lực nhỏ ở Bắc Yên, đích thân tới cửa chỉ điểm võ đạo cho những thế lực nhỏ, đương nhiên cũng tiện đó tuyên dương Phật pháp, tuy hầu hết mọi người không ai muốn nghe. Nhưng cho dù như vậy cũng khiến các thế lực nhỏ buông lỏng cảnh giác, giúp Đại Quang Minh tự tìm được không ít đệ tử phù hợp với yêu cầu của mình. Đệ tử Vương Gia này chính là một trong số đó. Vương Gia là một thế gia nhỏ ở gần Yên Kinh thành, gia chủ Vương Gia cũng chỉ có cảnh giới ngoại cương mà thôi. Sau khi biết con mình có thể trở thành đệ tử Đại Quang Minh tự, gia chủ Vương Gia cực kỳ hưng phấn, vô thức cho rằng mình đã trở thành người có chỗ dựa. Con trai hắn mới chưa tới 20 tuổi, chưa từng bước chân vào giang hồ vốn không hiểu tới đại quang minh tự làm hòa thượng nghĩa là thế nào hắn chỉ biết có vẻ mình có một chỗ dựa mạnh hơn phụ thân cả ngàn vạn lần nhưng gia nhập đại quang minh tự còn phải trải qua nhiều nghi thức quy đại quang minh tự định để người của vương gia chờ một thời gian khi đại quang minh tự nhận đủ số lượng đệ tử mới tiến hành quy y đồng loạt ai ngờ trong thời gian chờ đợi này lại xảy ra chuyện vương gia vừa vặn nằm trong phạm vi quản lý của cự linh bang dựa theo quy củ của trấn võ đường mỗi tháng vương gia phải nộp một phần thu nhập cho cự linh bang coi như cùng phụ bây giờ vương gia có chỗ dựa đương nhiên không chịu nộp số tiền cung phụng này thậm chí còn có xung đột với bang chúng cự linh bang đệ tử vương gia kia còn trẻ tuổi trong cơn giận còn không biết chừng mực ra tay đánh lén giết chết một bang chúng cự linh bang chuyện này đã chọc giận thẩm phiêng nếu vương gia chỉ nói là con của mình sắp gia nhập đại quang minh tự thật ra cự linh bang sẽ không kiên quyết đòi thu tiền cung phụng kia bên phía sở hưu đã quyết định đối phó với hạng sung trước nên đã căn dặn người của trấn võ đường ở những khu vực nhỏ có thể nhượng bộ hợp lý đối với hai nhánh đạo Phật. Nhưng bây giờ người cũng đã chết, có thể coi là tát thẳng vào mặt cự linh bang, cũng là tát thẳng mặt chấn võ đường, tát thẳng mặt sở hưu. Cho nên thẩm phi ưng mới hạ lệnh diệt trừ vương gia, bắt lấy đệ tử vương gia kia. Đại hòa thượng, đừng trục ngũ, đệ tử vương gia kia giết người của cự linh bang ta, cự linh bang ta sẽ diệt cả nhà hắn. Hôm nay cự linh bang đi theo sở đại nhân, nếu chuyện này mà chúng ta cũng nhịn, vậy là làm mất mặt sở đại nhân. Hư Ninh chắp tay trước ngực miệng niệm Phật hiệu nói, nờ ân oán oán, thị thị phi phi, mấy thứ này bần tăng không muốn nhiều lời. Nhưng giết người chỉ là đầu chạm đất, mười mấy người của vương gia đều chết trong tay cự linh bang các người rồi, giết chóc như vậy đã đủ nhiều rồi chứ. Người chết không thể sống lại, bần tăng sẽ không vì mười mấy người của vương gia mà giết mấy chục người cự linh bang các người, báo thủ cho họ. Cho nên lần này bần tăng chỉ xin thẩm bang chủ giao đệ tử của vương gia kia cho bần tăng. Thẩm phi ưng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, không thể. Thằng nhãi này chính là người ra tay giết người đầu tiên, giao kẻ cầm đầu ra thì mọi người trong võ lâm Bắc Yên sẽ nhìn chấn võ đường chúng ta như thế nào. Hơn nữa cự linh bang ta đã diệt vương ra, chắc chắn thằng nhãi kia đã hận cự linh bang tới thấu xương. Làm gì có chuyện ta thả thằng nhãi ấy đi, tương lai rước lấy phiền toái cho mình. Hư ninh thở dài một tiếng nói, nếu vậy, bần tăng cũng chẳng có cách nào khác. Thẩm bang chủ không muốn giao người, bần tăng đành phải cướp thôi. Sau khi dứt lời, quanh người hư ninh tỏa ra cương khí màu kim cuồng bạo, kim cường trừng mắt chu tả hàng ma hư ninh là số ít người trong kim cương viện có thể dùng tâm cảnh của bản thân ngăn chặn tác dụng phụ của nộ mục kim cương tâm kinh cho nên phần lớn thời gian biểu hiện của hắn hết sức bình thản nhưng cho dù có bình thản đến đâu hắn cũng xuất thân từ kim cương viện nộ mục kim cương tâm kinh thi triển tới cực hạn vẫn cương mãnh hùng hồn vô cùng dữ tợn hàng ma ấn đánh xuống thẩm phi ưng chỉ tiếp chiêu này đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nội phủ chấn động cô nen mới không phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt đầy kinh ngạc Thẩm Phiên vừa bước vào cảnh giới chân đan chưa được bao lâu, hơn nữa thực lực và thiên phú của hắn cũng chẳng ra sao. Tuy dựa vào tài nguyên của trấn võ Đường bước lên cảnh giới chân đan, nhưng thực lực của hắn vẫn rất yếu ớt. Trong cùng cảnh giới cũng có khác biệt một trời một vực, loại người như Thẩm Phiên coi như kém cỏi nhất trong cảnh giới chân đan, thậm chí có lẽ hắn còn không bằng võ giả xuất thân từ Thương Thành, chưa quen với hệ thống sức mạnh của thế giới bên ngoài. Ít nhất người ta cũng có cơ thể cường đại, chịu đòn tốt, không như hắn chỉ đỡ một đòn của người khác đã suýt nữa hộc máu hư ninh mặt không đổi sắc ngay tiếp theo đó lại là một đòn hàng ma ấn đánh xuống trước đó hư ngôn đã nói với bọn họ mục đích tới bắc yên chủ yếu là truyền đạo mấy chuyện ân oán phiền toái nếu tránh được thì cố tránh cho nên lần này hắn không nặng tay chỉ muốn tạm thời phế bỏ chiến lực của thẩm phi ưng cứu người rồi đi khỏi nhưng đúng lúc này một luồng kình phong cùng bạo đột nhiên ập tới luồng lực lượng kia cường đại tới mức hư ninh cũng phải biến sắc hàng ma ấn lập tức thay đổi phương vị đánh sang một bên chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên Từng luồng chấn động cương khí bộc phát, hư Ninh cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ đánh lên người mình, cương khí Phật quang màu kim bùng lên, cố gắng kháng cự luồng lực lượng này nhưng vẫn bị đánh bay vài bước. Sau khi bụi mù tan đi, chỉ thấy Nhạn Bất Quy tay cầm thanh kiếm lớn đứng ở đó, mặt không biểu cảm, nhưng mặt đất nơi hai người bọn họ vừa giao đấu một chiêu đã xuất hiện một cái hố khổng lồ. Thẩm Phiên vội vàng nói, Nhạn đại nhân tới đúng lúc lắm, nếu không có Nhạn đại nhân cứu viện kịp thời, e là cự linh bang ta không ngăn được đám hòa thượng này. Nhạn bất quy chỉ liếc nhìn thẩm phi ưng một cái, không nói tới một câu. Thẩm phi ưng cũng biết tính cách vị tâm phúc của sở hưu này. Đối phương vốn không giỏi ăn nói, nhưng không sao, biết đánh nhau là được. Còn hư tĩnh phía đối diện lại nhíu mày, nói thầm một tiếng, phiền toái. Cái tên nhạn bất quy không nổi danh trên giang hồ, nhưng ở Bắc Yên, đặc biệt là những người quan tâm tới chấn võ đường, không ai không biết. Thủ hạ mà sở hưu tìm được từ nơi dân dã, thực lực cường đại, hung dữ ít lời, là một trong những kẻ khó đối phó nhất. Thật ra xung đột với cự linh bang chỉ là vì chuyện nhỏ, Hư Ninh vốn không muốn làm lớn chuyện. Vốn dĩ hắn cho rằng chuyện này có đại quang minh tự ra mặt, chắc chắn thẩm phiêng sẽ thông khoái thả người, nhưng hắn không ngờ thái độ của thẩm phiêng lại ương ngạnh như vậy. Bây giờ cả tâm phúc của sở hưu là nhạn bất quy cũng ra mặt, nguy cơ lớn chuyện lại tăng thêm một bậc. Hư Ninh trầm giọng nói, nhạn đại nhân, vì một đệ tử tầm thường mà chấn võ đường định xung đột với đại quang minh tự ư, có đáng giá không? Nhạn bất quy không nói gì chỉ nâng thanh trọng kiếm lên chỉ hư ninh, ý nghĩa đã rất rõ ràng ai đến hắn sẽ giết kẻ đó ngay lúc hư ninh định nói gì đó một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên đáng ra không đây không phải chuyện đáng hay không đáng mà là cho dù là ai cũng không thể đoạt người từ chấn võ đường ta thấy sở hưu dẫn đám người mai khinh liên đến hư ninh thầm hô không ổn chỉ một chuyện nhỏ thôi sao lại khiến sở hưu ra mặt đối mặt với đám người thẩm phi ưng thái độ của hư ninh còn khá mạnh bạo nhưng đối mặt với sở hưu hắn không có tư cách ương ngạnh hư ninh chắp tay trước mặt Bất đắc dĩ nói, sở đại nhân, chúng ta không muốn cướp người, chỉ có điều đệ tử vương gia kia đã được đại quang minh tự lựa chọn, chuẩn bị quy y, thu nhận làm môn hạ, chúng ta chỉ muốn dẫn người về mà thôi. Sở hưu lạnh nhạt nói, thật ư, nhưng chuyện này liên quan gì tới việc hắn giết người của chấn võ đường ta? Đừng nói hắn còn chưa phải đệ tử của đại quang minh tự các ngươi, cho dù hắn đã chính thức quy y trở thành đệ tử đại quang minh tự. Chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn giết người của chấn võ đường chúng ta mà có thể bình an vô sự? E là người Đại Quang Minh tự tự nghĩ tốt về bản thân hơi quá rồi." Sắc mặt Hư Ninh đột nhiên biến đổi, Sở Hưu nói vậy chẳng khác nào tát vào mặt. Đúng lúc này, phía xa lại có một nhóm hòa thượng đi tới, Hư Ngôn vẻ mặt nghiêm nghị mang theo hai lão tăng của Đại Quang Minh tự tới. Không trách Hư Ngôn nóng ruột, chuyện này xảy ra đột ngột, hắn cũng không ngờ bên mình lại xảy ra xung đột với Sở Hưu nhanh như vậy. Hắn đã nghe cách xử trí của Hư Ninh từ đệ tử báo tin, Hư Ninh làm vậy không sai. Đệ tử Vương Gia kia đã được Đại Quang Minh tự lựa chọn chuẩn bị thu nhận. Chuyện này đã được gia chủ vương gia tuyên dương từ lâu. Kết quả bây giờ vương gia bị diệt môn thì thôi, bọn họ mà không đòi được người thì đại quang minh tự sẽ mất mặt. Trong mắt những người khác sẽ là đại quang minh tự thậm chí còn không bảo vệ được đệ tử nhà mình. Vậy chúng ta chạy tới đại quang minh tự của các ngươi làm hòa thượng còn có ý nghĩa gì nữa? Chưa kể lại phải kiêng rượu kiêng sắc, bất ức như vậy chẳng thà vào triều đình Bắc Yên làm thái giám. Cho nên bọn họ phải đòi người về, bằng không tiếng tăm của đại quang minh tự sẽ mất sạch, còn truyền giáo ở Bắc Yên gì nữa, đi lên phía Bắc niệm kinh thôi. Sở đại nhân, chỉ vì một đệ tử vương gia mà ngươi tự mình ra tay, có đáng không? Hư ngôn trầm giọng nói. Sở hưu híp mắt nói, vì một đệ tử vương gia, chẳng phải đại quang minh tự các ngươi cũng phát động ba vị cường giả chân hỏa luyện thần à, có đáng không? Hư ngôn lắc đầu nói, đối với đại quang minh tự mà nói, chúng sinh bình đẳng. Nếu hư ninh gặp chuyện, đương nhiên đại quang minh tự sẽ dốc sức cứu viện. Bây giờ một đệ tử chưa nhập môn gặp chuyện, đại quang minh tự cũng dốc sức cứu viện sở hưu cười ha hà nói hay cho câu chúng sinh bình đẳng vừa hay sở hưu ta cũng vậy trong mắt ta mọi người đều bình đẳng không ai là không thể giết dứt lời sở hưu trực tiếp vung tay lên nói mang tên tiểu tử của vương gia ra đây thẩm phi ưng sửng sốt đại nhân ngài định giao người à nhưng hắn không dám hỏi nhiều đành ngoan ngoãn mang người ra đệ tử của vương gia còn rất trẻ tuổi nhìn bộ dáng có lẽ còn chưa tới 20, lúc này lại bị dọa tới run lẩy bẩy Hắn cũng không biết hành động trong lúc quá khích của mình đã gây ảnh hưởng lớn tới mức nào. Trước đó khi ở Vương gia, hắn là con trai độc nhất của gia chủ Vương gia cho nên không chỉ gia chủ Vương gia không nỡ cho hắn bước chân vào giang hồ, thậm chí không cho hắn nhúng tay vào mọi chuyện trong gia tộc. Cứ như vậy dẫn tới đệ tử Vương gia này là kẻ vô tri, không biết sợ, hắn vốn không hiểu chấn võ đường đại biểu cho điều gì, cũng không hiểu đại quang minh tự đại biểu cho điều gì. Nhưng hắn không phải kẻ ngu, thấy trước mắt có nhiều cường giả như vậy Hắn bị đọa tới mức không nói được một câu. Đại quang minh tự các ngươi muốn thằng nhãi này, rất bình thường, không hiểu rốt cuộc đại quang minh tự các ngươi coi trọng hắn ở điểm nào. Sở Hưu cười lạnh nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, quỷ cũ từ ngàn xưa, cho dù là đại quang minh tự các ngươi cũng không thể thay đổi. Các ngươi muốn người phải không, vậy thì được, cho các ngươi người, trả mạng lại. Hư Ngôn đã giao tiếp với Sở Hưu không phải chỉ một lần, nhìn biểu cảm này của Sở Hưu là hắn biết sắp xảy ra chuyện nhưng không đợi hắn mở miệng sở hưu đã trực tiếp búng tay một cái chỉ trong chớp mắt thiên địa nguyên khí xuất hiện một chấn động nhỏ bé nhưng chấn động nhỏ bé này lại dẫn dắt trái tim của đệ tử vương gia kia khiến nó đập mạnh một chút chỉ có vậy thôi nhưng khiến tâm mạch của đệ tử vương gia lập tức vỡ vụn chỉ trong chốc lát đã không còn hơi thở thấy người mà môn phái mình muốn nhận về bị giết chết ngay trước mắt mình hư ngôn giận dữ hét lên sở hưu giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền thủ hạ của ngươi đã diệt cả nhà vương gia rồi còn chưa đền đủ mạng à. Sở hưu nhún vai nói, thật à, xin lỗi, nãy ta quên không hỏi. Nhưng hỏi rồi thì kết quả cũng vậy thôi, mạng của chân võ đường chúng ta đáng giá hơn, được không? Bộ dáng lúc này của sở hưu có thể khiến người ta tức tới học máu. Hư ngôn có tốt tính hơn nữa cũng không chịu nổi. Sau lưng hắn, một pháp tướng nộ mục kim cương hiển hiện, Phật quang vàng kim trói mắt lấp lóe, xuất trưởng hàng ma, mang theo uy thế phá núi mở đường đánh thẳng về phía sở hưu một kẻ vừa bước chân vào cảnh giới chân hỏa luyện thần chưa được bao lâu như hư ngôn sở hưu vốn không để trong mắt khi còn ở cảnh giới chân đan sở hưu còn không để hắn trong mắt bây giờ hư ngôn bước lên cảnh giới chân hỏa luyện thần y cũng không để trong mắt sở hưu bước lên một bước nội lực chân hỏa bùng cháy quanh người xuất quyền đánh xuống sơn hải quyền kinh mang theo uy thế hùng hồn nghi tiếp một trưởng của nội mục kim cương quyền của sở hưu rất giống trần thanh đế những nơi thế quyền đi qua núi lở đất vỡ không gì không phá được luồng lực lượng kia cường đại tới mức hư ngôn biến sắc pháp tướng nộ mục kim cương sau lưng hắn xuất hiện vết dạn phật quang lập tức ảm đạm trước đó khi rời khỏi đại quang minh tự hư tĩnh đã bảo hắn cẩn thận với sở hưu khi đó hư ngôn cho rằng hư tĩnh ám chỉ hắn cẩn thận với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của sở hưu bây giờ hắn mới biết hư tĩnh còn bảo hắn cẩn thận với thực lực cường hãn tới mức không nói lý của sở hưu thấy hư ngôn có vẻ không ngăn nổi hai vị lão tăng bối phận chữ tịnh không hề do dự lập tức xuất thủ Bọn họ đều là người sắp chết, tuổi thọ gần hết, bọn họ đều cảm thấy đời này còn có thể cống hiến cho tông môn lần cuối cùng đã là có lời rồi, đương nhiên không quan tâm chuyện vây công có ảnh hưởng tới thanh danh hay không. Một lão tăng điều động Phật quang quanh người ngưng tụ thành từng phù văn lượn vòng, tiếp đó hắn lần lượt điểm ra, phù văn Phật quang này trực tiếp hóa thành trận pháp bao phủ lấy Sở Hưu. Lúc này nếu có người từ trên nhìn xuống sẽ phát hiện trận pháp đó rất giống một đóa Phật Liên không ngừng nở rộ. Còn Sở Hưu ở chính giữa đóa Phật Liên, bị Phật quang vô tận kiềm chế. Một lão tăng khác được bao phủ trong Phật quang cực hạn, hắn niệm Phật hiệu nhưng không phải A Di Đà Phật mà là Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật. Phật quang vàng kim như nhuộm kín toàn thân hắn, biến hắn thành một Phật đà màu vàng. Tiếp đó hắn xuất trưởng đánh xuống, như nơi thế trưởng đi qua ngay cả thiên địa nguyên khí cũng vỡ vụn, chỉ một trưởng đơn giản nhưng ẩn chứa lực lượng Phật quang cực hạn. Mấy lão hòa thượng đại quang minh tự, hễ sống được tới cuối cùng, hầu như ai cũng có tài năng, ai cũng có thủ đoạn hùng mạnh. Nhưng Sở Hưu thấy cảnh này lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Tưởng Phật quang là trấn áp được tà ma chắc, e là các ngươi tu Phật cả đời nhưng bản thân các ngươi cũng không biết thế nào là Phật. Sau khi Sở Hưu dứt lời, không ngờ trên người y cũng tỏa ra một luồng Phật quang lóng lánh mỹ lệ. Trong luồng Phật quang rực rỡ đó, Đại Nhật Như Lai hàng thế, pháp tướng trang nghiêm, chắp tay hành lễ, Phật diễm vô tận nở rộ, chớp mắt đã xung kích khiến trận pháp Phật Liên kia vỡ nát. Nhưng một khắc sau, pháp tướng Đại Nhật Như Lai của Sở Hưu lại xảy ra biến hóa kỳ dị. Pháp tướng uy nghiêm trở thành phẫn nộ quỷ dị, một điểm đen hiện lên giữa mi tâm đại nhật như lai điểm đen đó lan ra như mực nước chỉ một khắc sau đại nhật như lai đã biến thành đại hắc thiên ma thần toàn thân tỏa ra ngọn lửa diệt thế quang minh tới cực điểm chính là hắc ám đại nhật như lai chính là đại ám hắc thiên một trưởng đánh ra thế trưởng mang theo lực lượng tịch diệt vô tận trực tiếp quất bay lão tăng tỏa ra phật quang lực lượng tịch diệt bá đạo tới cực điểm không ngừng ăn mòn phật quang quanh người lão tăng kia phật quang bắt đầu vỡ vụn như lớp áo giáp rơi xuống mặt đất thậm chí khiến mặt đất bị ăn mòn thành một hố to. Sở Hưu bước lên trước một bước, lạnh lùng nói, "Phật, trên địa bàn của bản tọa thì Phật cũng phải tuân thủ quy củ. Hư Ngôn, từ khi bước vào Yên Kinh thành, ngươi phải biết sẽ có ngày này." Hư Ngôn sắc mặt xám xịt, đang định phối hợp với hai vị lão tăng bối phận chữ Tịnh cùng ra tay, nhưng đúng lúc này phương xa có một khí tức yếu ớt truyền đến, Sở Hưu và Hư Ngôn cùng quay sang nhìn theo hướng đó, cùng cau mày. Là tịch phân tử của Thuần Dương Đạo môn, đối phương chỉ đứng xa xa quan sát, không đến gần. Sau khi phát hiện ánh mắt của Sở Hưu và Hư Ngôn nhìn lại, Tịch Vân Tử còn khua tay với hai người bọn họ, ra hiệu các ngươi không cần để ý tới ta, cứ tiếp tục đi. Thấy cảnh này, Hư Ngôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn người bỏ đi. Ánh mắt Sở Hưu cũng lấp lóe sắc thái âm trầm bất định, không tiếp tục gây sự với Đại Quang Minh Tự. Ba nhánh đạo Phật ma tụ tập lại một chỗ, vấn đề lớn nhất chính là hai bên nào khai chiến trước thì bên cuối cùng sẽ được hưởng lợi. Cho nên khi thấy Tịch Vân Tử, hư ngôn trực tiếp bỏ đi. Đệ tử vương gia kia đã bị giết, mình có ra tay nữa cũng chỉ để chút giận, chẳng có tác dụng gì khác. Bên phía sở hưu cũng vậy, trên người y còn cả đống phiền toái, làm gì có thời gian rảnh rỗi ăn thua đủ cùng đám người đại quang minh tự. Chính vì có thuần dương đạo môn, tạm thời hai bên không thể giao chiến, đành thối lui một bước, cùng thu tay lại. Thẩm phi ưng gây ra phiền toái lớn như vậy nên cũng khá thấp thỏm, không biết rốt cuộc hắn làm vậy có đúng hay không. Sở hưu chấn an thẩm phi ưng, hắn ương ngạnh như vậy không làm mất mặt chấn võ đường, có gì không đúng. Nhưng dù sao chuyện này cũng là một phiền toái, có vẻ y phải thay đổi kế hoạch của bản thân một chút. Trước đó sở hưu định giải quyết hạng sung rồi mới xử lý hai nhánh đạo Phật. Bây giờ bố cục bên phía hạng sung đã gần xong, chỉ chờ hạng long bỏ mạng. Nhưng vấn đề là hạng long vẫn chống chọi ngoan cường, không ai biết lúc nào hắn mới tắt thở. Bây giờ sở hưu cũng không thể ám sát hạng long, cho nên hắn còn phải chờ tiếp. Nhưng trong thời gian mình chờ đợi, Hiển nhiên hai nhánh đạo Phật cũng không dễ chơi, cho dù mình không chơi chọc bọn họ cũng sẽ có một số chuyện bất ngờ xảy ra, đây mới là vấn đề khó giải quyết nhất. Sau khi trở lại trấn Võ Đường, Sở Hưu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, kết quả không đợi y nghĩ ra biện pháp thích hợp, trấn Võ Đường lại có mâu thuẫn với Thuần Dương Đạo môn, nguyên nhân lần này là vì mấy thế lực giang hồ ở Bắc Yên. Trước đó trấn Võ Đường thống lĩnh võ lâm Bắc Yên, hay nói là trấn áp cũng được. Lợi ích là có thể khiến võ lâm Bắc Yên không thể tự tiện động đao động kiếm giảm bớt đánh để ở MH chén giết lẫn nhau. Nhưng nhược điểm là tất cả những tông môn trong phạm vi quản lý của chấn võ đường đều phải nộp tiền cung phụng chấn võ đường. Những thế lực giang hồ này đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy? Phải biết triều đình Bắc Yên chỉ thu thuế của các thương nhân bình thường, cũng chỉ thu chút tiền thuế buôn bán. Còn việc trao đổi các loại tài nguyên tu luyện thì không phải nộp thuế. Sở hữu nhà ngươi làm việc như vậy còn bá đạo hơn triều đình Bắc Yên. Nhưng bá đạo thì bá đạo các, thực lực chấn võ đường đặt ngay đó. Năm xưa trên đất Bắc Yên. Sở Hưu không chỉ một lần phá ra diệt môn, hung danh vẫn còn, cho nên những thế lực võ lâm Bắc Yên có không cam lòng đến đâu đi nữa cũng không dám công khai nhảy ra gây chuyện. Nhưng lần này Thuần Dương đạo môn và Đại Quang Minh tự đến lại khiến bọn họ thấy cơ hội của mình sắp tới. Trong võ lâm Bắc Yên, Sở Hưu không còn nắm thế độc quyền nữa rồi. Tuy Vương gia bị Cô Luân Ma giáo diệt môn, nhưng cũng làm cho người khác thấy, ít nhất Thuần Dương đạo môn và Đại Quang Minh tự dám khiêu chiến với chấn võ đường trên đất Bắc Yên cho nên không ít thế lực có đệ tử được thuần dương đạo môn lựa chọn đã cấu kết với nhau đồng thời lên tiếng kháng cự lại võ giả chấn võ đường tới thu tiền hơn nữa bọn họ cũng rút kinh nghiệm từ chuyện vương gia bị diệt môn báo cho thuần dương đạo môn từ trước trực tiếp rằng co với chấn võ đường sau khi sở hưu nhận được tin ánh mắt y lóe lên sát khí bừng bừng có một vài kẻ chỉ nhớ lúc ăn chứ không nhớ lúc chịu đòn cho dù mấy năm trước hắn vừa bước vào bắc yên chém giết khiến đầu rơi máu chảy nhưng đám người này vẫn vì chút lợi ích còn con mà khiêu khích và tính kế với hắn. Có người nói con người vốn mang tính thiện, cũng có người nói con người vốn có tính ác. Nhưng theo Sở Hưu, nhân tính vốn là hỗn hợp của các tư tưởng tâm trạng phức tạp, đủ cả tham sân si hận ái ác dục, thất tình ngũ độc đều đầy đủ. Bây giờ có nói bản tính của con người là tham lam cũng hợp lý. Mấy năm qua, Sở Hưu bắt bọn họ nộp tiền cung phụ, e rằng mỗi lần nộp lên là trong lòng bọn chúng lại như cắt thịt, đau xót không thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội rốt cuộc đám người này không nhịn được nữa, lao nhau nhảy ra, tìm đường chết. Không thể có ngoại lệ, chân võ đường trấn áp giang hồ Bắc Yên dựa vào đao, cũng dựa vào quy củ. Lần này mà bỏ mặc là phá hoại quy củ, cho nên vừa đối trọi với Đại Quang Minh tự xong, Sở Hưu lại phải sang giáp mặt với Thuần Dương đạo môn. Lúc này trong phân đà Yên Kinh thành của Thuần Dương đạo môn, Tịch Vân Tử và sư thúc của hắn, thủ chân tử đều không hiểu rõ chuyện này, đây là quyết định của chính những thế lực nhỏ. Đợi khi bọn họ bàn bạc xong, còn ép người của chấn võ đường ra mặt bọn họ mới tới báo cáo với thuần dương đạo môn xin bọn họ che chở thật ra hành động này là bức ép vì bọn họ biết thuần dương đạo môn sẽ không bỏ mặc bọn họ bằng không thuần dương đạo môn lấy gì để đặt chân ở bắc yên sau khi nghe tin này tịch vân tử lập tức biến sắc nổi giận mắng chửi khốn kiếp ngu ngốc ngu xuẩn trước kia tịch vân tử luôn không nghiêm túc thậm chí hiếm khi tức giận lúc này các đệ tử thuần dương đạo môn thấy tịch vân tử đổi nhiên nổi giận chửi liền ba câu ai nấy giật nảy mình không thể trách tịch vân tử nổi giận được thậm chí hắn còn muốn giết người lúc bình thường những thế lực này muốn phát triển cũng được khó khăn lắm mới có chút khôn vặt là dùng để tính kế lên đầu bọn họ thực ra những thế lực này làm vậy là biến khéo thành vụ thậm chí có thể nói là chơi với lửa có ngày chết cháy trước đó hắn đã chứng kiến xung đột giữa sở hưu và đại quang minh tự bây giờ sở hưu đang rất khó chịu nếu đám người này không muốn nộp tiền cung phụ, khi đệ tử của trấn võ đường tới thu tiền có thể dùng thái độ không mềm không cứng nhắc tới thuần dương đạo môn vài câu chắc chắn chấn võ đường sẽ không cưỡng ép chuyện này không được để lộ ra chấn võ đường cũng không tuyên bố ra bên ngoài tới cuối cùng là thịt nát nằm trong nồi ăn thế nào là việc của mình kết quả đám ngu ngốc này lại gióng chống khua chiêng tụ họp lại phản kháng chấn võ đường phá hỏng quy củ mà chấn võ đường đã quy định làm vậy chẳng khác nào khiêu khích giới hạn cuối cùng của sở hưu theo những gì tịch vân tử biết về sở hưu e là lúc này y đã xách đao lên đường đi chém người thủ chân tử theo lời đồn thì tính cách cực kỳ nóng này nhưng lúc này lại hết sức bình tĩnh. Hắn đứng dậy lạnh nhạt nói, ngươi có mắng cũng vô dụng, nếu trên giang hồ này đều là người lý trí, đều là người thông minh, thế thì chẳng có nhiều ân ân oán oán như vậy, cũng chẳng có nhiều chém giết trên giang hồ. Thực ra đa số mọi người trên giang hồ đều là loại lanh chanh, ngu ngốc, đần độn, kể cả trong thuần dương đạo môn chúng ta cũng có không ít người như vậy. Nếu phải đánh phải giết, phải động thủ thì cứ làm thôi. Lão đạo ta theo ngươi tới Bắc Yên, cái đầu già nua của ta cũng chẳng giúp gì được cho ngươi. Trưởng giáo bảo ta tới vốn là để thời khắc mấu chốt ta rút kiếm chém người. Bây giờ ta rất muốn xem xem, người được tôn là đỉnh cao trong thế hệ trẻ tuổi, rốt cuộc có tài hoa đáng kinh ngạc tới mức nào. Tịch vân tử kinh ngạc nhìn qua phía thủ chân tử. Nghe nói vị sư thúc này tính cách nóng này, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn mới là người nhìn nhận thấu đáo nhất. Không biết rốt cuộc khi bế quan sinh tử hắn trải qua chuyện gì mà tính cách thay đổi lớn đến vậy. Lúc này trong một trang viên của phùng gia bên ngoài yên kinh thành, võ giả của vài thế lực đang tụ tập. Lần này bọn họ liên thủ đuổi võ giả của Chấn Võ Đường tới lấy tiền bảo kê, hơn nữa còn kéo Thuần Dương Đạo môn ra làm bia đỡ đạn. Thực ra trong Bắc Yên, số thế lực có đệ tử được Thuần Dương Đạo môn lựa chọn không ít, không phải chỉ có mấy nhà bọn họ. Thế hệ trẻ của Thuần Dương Đạo môn không có người kế tục, cho nên phương diện chiêu mộ đệ tử không nghiêm ngặt như Đại Quang Minh Tự, chỉ cần không có gì trở ngại là được. Nhưng những thế lực khác hơi nhát gan, nghe bọn họ nói sẽ liên kết lại phản kháng Chấn Võ Đường, ai nấy sợ tới mức đóng cửa từ chối tiếp khách chỉ có mấy người ở đây là to gan. Nhưng sau khi làm xong chuyện này, bọn họ cũng thấy luống cuống, mới nghĩ mà sợ. Sở hưu là sát tinh nổi tiếng trên giang hồ, rốt cuộc thuần dương đạo môn có chống được y hay không. Hơn nữa bây giờ tin tức đã đưa đi, sao thuần dương đạo môn còn chưa tới. Trong đám người có kẻ vỗ tay hối hận nói, ai, trước đây ta đã nói rồi mà, đừng có làm chuyện này, đừng có làm. Cho dù muốn làm cũng phải ổn thỏa một chút, thăm dò thái độ của thuần dương đạo môn rồi hãng làm. Bây giờ thì hay rồi, Người của Thuần Dương Đạo môn còn chưa tới, e là bên Chấn Võ Đường đã nhận được tin rồi. Các ngươi nói xem vạn nhất bên phía Thuần Dương Đạo môn chậm mất một bước thì sao?" Một ông lão ngồi trên ghế chủ hừ lạnh nói, "Bây giờ mới hối hận à, muộn rồi. Đã làm rồi thì làm gì còn đường hối hận. Than vãn có tác dụng gì, lần này làm vậy là đánh cược, cược thắng thì từ nay về sau chúng ta không bị Chấn Võ Đường áp bức nữa. Thậm chí những người mở đường chúng ta có thể nổi danh trong Võ Lâm Bắc Yên." Lão già này chính là trang chủ Phùng Gia Trang lần liên kết này cũng là hắn đứng ra đầu tiên. Có người trần trừ nói, nhưng vạn nhất chúng ta thua cuộc thì sao? Phùng trang chủ cười lạnh nói, thua cuộc, thua là bị diệt sạch cả nhà, vạn kiếp bất phục. Mọi người ở đây lập tức im lặng, nhưng ngay lúc này một đệ tử Phùng gia trang lại chật vật chạy vào, run rẩy nói, trang, trang chủ, không xong rồi, sở hưu dẫn người của chấn võ đường đánh tới. Nghe câu này sắc mặt mọi người ở đây trắng bệch như ngày tận thế tới. Nam tử vừa nói chuyện trước đó ôm đầu rùn rẩy như muốn khóc, không ngừng lẩm bẩm ta nói mà ta đã nói không thể vội vàng như vậy mà lần này thì hay rồi tên sát thần sở hưu đã tới cả nhà chúng ta sẽ chết sạch chết sạch tuy sắc mặt phùng trang chủ cũng trắng bệch nhưng hắn vẫn đứng dậy đá đối phương một cái mắng lớn đằng nào chẳng chết chẳng tha chết có tôn nghiêm một chút bây giờ tên sở hưu kia đang bị triều đình bắc yên chèn ép cũng chẳng dễ chịu gì lát nữa ra ngoài cố gắng kéo dài thời gian chỉ cần đợi được thuần dương đạo môn đến chúng ta sẽ được cứu phùng trang chủ kia vẫn khá có can đảm dẫn người ra khỏi phùng gia trang thấy sở hưu mang hàng loạt võ giả trấn võ đường bao vây toàn bộ phùng gia trang phùng trang chủ vẫn cố gắng chắp tay nói sở đại nhân bây giờ đệ tử mấy nhà chúng ta đã gia nhập thuần dương đạo môn chuyện tiền bảo kê chúng ta không đợi phùng trang chủ nói xong sở hưu mặt không biểu cảm vung tay phun ra một chữ giết đám người phùng trang chủ vốn không thể tưởng tượng nổi sát tâm của sở hưu trước đó bọn họ còn định nói linh tinh kéo dài thời gian với sở hưu đợi người của thuần dương đạo môn đến nhưng không ngờ sở hưu vốn không định để bọn họ nói chuyện vừa tới đã trực tiếp ra lệnh giết chết bọn họ thấy hàng loạt võ giả chấn võ đường tay cầm đao kiếm lao thẳng về phía mình dẫu là phùng trang chủ trước đó còn giả bộ chấn định bây giờ sắc mặt cũng trắng bệch đúng lúc này một tiếng quát khẽ vang lên đợi đã thuần dương cương khí nóng rực cuốn tới từng đệ tử thuần dương đạo môn ngăn cản phía trước bọn họ thấy người của thuần dương đạo môn rốt cuộc cũng tới đám người phùng trang chủ kích động tới mức sắp khóc che ngực thở dài một tiếng thời khắc này sinh sinh tử tử lên lên xuống xuống quá mức kích động thêm vài lần nữa khéo bọn họ không chịu nổi nhìn đám người của thuần dương đạo môn sở hưu cười lạnh nói mấy hôm trước ta vừa đánh với đại quang minh tự một trận không ngờ hôm nay lại tới phiên thuần dương đạo môn chư vị thấy sở hưu ta dễ bắt nạt ai cũng muốn tới dẫm một cái à Tịch Vân Tử trừng mắt với đám người phùng trang chủ một cái rồi mới thở dài nói, nếu ta nói, thật ra ta không biết chuyện này, ngươi có tin không? Sở Hưu hỏi ngược lại, ngươi nghĩ ta có tin không? Tịch Vân Tử nhún vai nói, cho nên kết quả vẫn phải đánh một trận thôi. Thuần Dương Đạo Môn ta không muốn động thủ với ngươi vào lúc này, ngươi không thể tha cho những người này được à? Sở Hưu lắc đầu nói, kẻ phá hoại quy củ, bắt buộc phải chết. Thủ chân tử đứng ra mỉm cười nói, không cần nói nhiều như vậy, Người như Sở Hưu mà bị thuyết phục dễ dàng, hắn đã không phải Sở Hưu, so tài thôi. Lúc này Tịch Vân Tử đột nhiên ngăn thủ chân tử lại, bỗng phun một ngụm tâm huyết vào thân kiếm thuần dương trên tay rồi đưa nó cho thủ chân tử. Trong toàn bộ thuần dương đạo môn, người duy nhất có thể sử dụng thần binh thuần dương tới mức hoàn mỹ chỉ có mình Tịch Vân Tử. Lúc này ngụm tinh huyết kia bám vào thuần dương, ít nhất có thể giúp thủ chân tử tạm thời sử dụng được thuần dương. Thủ chân tử như cười như không nói, không tin tưởng thực lực sư thúc của ngươi Hà Thủ chân tử lắc đầu nói: Đương nhiên ta tin, nhưng tên Sở Hưu này có quá nhiều thủ đoạn, không thể không đề phòng. Hắn vẫn nhớ lần trước khi xảy ra chính ma đại chiến, Lăng Vân Tử với thực lực nửa bước thiên địa thông huyền cũng không thể bắt được Sở Hưu. Tuy những người khác không biết thật ra lần đó Sở Hưu đã gần tới mức dầu hết đèn tắt, nhưng thực lực cường đại của Sở Hưu vẫn lưu lại ấn tượng sâu đậm đối với Tịch Vân Tử. Tuy thủ chân tử là cường giả thế hệ trước, nhưng chuyện chiến đấu không liên quan tới tuổi tác. Có trời mới biết hắn bế quan sinh tử nhiều năm, rốt cuộc có đột phá lớn hay không vì lý do an toàn cứ cầm thần binh thuần dương cho chắc thủ chân tử nhận thuần dương ánh mắt bỗng lộ vẻ hồi ức thần binh thuần dương bảo vệ thuần dương đạo môn đã nhiều năm nhưng mỗi thời đại đều không nhiều người có tư cách sử dụng thuần dương trong thuần dương đạo môn thế hệ trước chỉ có một người có năng lực vận dụng thuần dương năm xưa không ít lần người này cầm thuần dương kiếm giáo huấn đám sư đệ không nghe lời bọn họ thần sắc hồi tưởng chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi lập tức biến mất bây giờ không phải lúc cho hắn hồi tưởng nhìn sở hưu Thủ chân tử lạnh nhạt nói, không ngờ tiểu tử Lăng Vân Tử cũng chịu thiệt trong tay ngươi, đúng là bất ngờ. Lão già ta coi như người sắp xuống mồ, không ngờ già rồi mà còn được chứng kiến người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi, có thể coi là chuyện may mắn. Năm xưa khi thủ chân tử chưa bế quan, Lăng Vân Tử đã nổi danh khắp thuần dương đạo môn, thậm chí là tuấn kiệt trẻ tuổi nổi danh trên khắp giang hồ. Toàn bộ thuần dương đạo môn chỉ có mình hắn có tư cách lên làm trường giáo. Kết quả tới tay Sở Hưu, Lăng Vân Tử lại chịu thiệt ngầm dốc hết sức ra tay vẫn không bắt được y chuyện này khiến thủ chân tử hết sức kinh ngạc đặc biệt là bây giờ tính kỹ ra cảnh giới của đối phương mới chỉ là chân đan đương nhiên không thể dùng cảnh giới để đánh giá sở hữu được nhìn thủ chân tử sở hữu khẽ nhíu mày thế hệ trẻ thật ra ta không thích người khác áp cái danh đó lên người ta giang hồ là giang hồ ai quan tâm là đời trước hay đời sau có ai không chém chém giết giết trên giang hồ này ta đã từng đấu với thế hệ trẻ cũng có thể so đao với thế hệ trước trên giang hồ cùng là người lăn lộn trên giang hồ, không ai kính già yêu trẻ. Đã thế còn quan tâm tới thế hệ trẻ hay thế hệ trước làm gì. Xưa nay trên giang hồ không phân lớn nhỏ, chỉ luận thắng thua thành bại. Thủ chân tử cười ha hả ha, hay cho câu chỉ luận thắng thua thành bại. Lão già ta đây đã sống mấy trăm năm, không ngờ nhìn nhận còn không thấu triệt bằng tiểu bối nhà ngươi. Nhưng không quan trọng, lão đạo ta sống một đời, không phải chưa từng thua. Đã sắp xuống mồ rồi, thắng cũng được bại cũng thế, dù sao cũng không sợ người khác nói ta ỉ lớn hiếp nhỏ. Thủ chân tử vừa dứt lời, một khắc sau thần binh thuần dương trong tay hắn đã tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trên trời dưới đất, tất cả đều bị ánh sáng của kiếm này bao phủ, tựa như vầng mặt trời hàng lâm, tất cả tà ác trên thế gian đều bị nghiền nát, xóa bỏ. Thấy cảnh này, trong lòng Sở Hưu rung động, thầm hô may mắn. Binh khí dẫu sao cũng là binh khí, chỉ có người đủ mạnh mới có thể phát huy ra hiệu quả của bản thân binh khí. Đúng là thuần dương kiếm trên tay Tịch Vân Tử đã rất mạnh, nhưng chỉ có chiến lực của cảnh giới chân đan đỉnh phong Song hôm nay thuần dương kiếm nằm trong tay thủ chân tử, tuy không thể phát huy được toàn bộ uy lực, nhưng uy thế cũng rất kinh khủng. Ngày trước, Sở Hưu đánh với Lăng Vân Tử, lần đó là chính ma đại chiến, không phải chỉ là thắng bại giữa Sở Hưu và Lăng Vân Tử. Cho nên Lăng Vân Tử phải giữ lực lượng phe mình ở mức mạnh mẽ nhất, không cưỡng ép sử dụng thuần dương kiếm mà giao nó cho Tịch Vân Tử, khiến Tịch Vân Tử cũng trở thành một chiến lực không tệ. Nếu lần trước Lăng Vân Tử cũng làm như thủ chân tử lúc này, sử dụng tinh huyết của Tịch Vân Tử tạm thời khống chế thuần dương kiếm tuy sở hưu sẽ không bại quá nhanh nhưng chắc chắn không thể chống chọi trong thời gian dài như vậy lúc này thủ chân tử nắm chặt thần binh thuần dương lực lượng quen thuộc khiến hắn nhớ tới những người quen năm xưa thủ chân tử cười khổ lắc đầu tuổi tác cao rồi đang giao chiến mà tinh thần vẫn không thể tập trung nhưng với tuổi tác của hắn e rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng của hắn mang theo suy nghĩ này thủ chân tử xuất kiếm chém xuống thuần dương cương khí đầy trời chỉ chớp mắt đã ngưng tụ thành một tất cả hóa thành sợ tơ màu vàng không như kiếm khí, nhưng những nơi nó đi qua, sức nóng khiến không gian cũng phải vặn vẹo. Thiên đạo chiến hạp trong tay Sở Hưu lập tức hóa thành vô nhị thiên đao, đao chiêu phá hải chém ra, uy thế cùng bạo mãnh liệt như khuấy động thiên địa, trực tiếp nghênh đón nhát kiếm kia. Bây giờ, võ đạo của Sở Hưu khi xuất thủ đã theo hướng dùng lực ép người, mặc ngươi có ngàn vạn biến hóa, ta vẫn dốc toàn lực phá hủy. Loại võ đạo này nói đơn giản thì đơn giản, muốn làm lại rất khó. Dù sao trên giang hồ gần như không tìm được người thứ hai như sở hưu, tích cóp được căn cơ lực lượng thâm hậu vượt xa cảnh giới. Đối mặt với đao chiêu phá hải có uy lực như phá núi, sợi tơ trên kiếm của thủ chân tử lại bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn quỷ dị. Thuần dương kiếm khí trí cương trí dương vào tay thủ chân tử lại hóa thành một loại ôn nhu kỳ dị. Kiếm khí vàng kim bay lượn như sợi tơ, chỉ trong khoảnh khắc đã phá tan đao thế của sở hưu. Sở hưu nheo mắt, e là thủ chân tử này đã chạm tới một con đường khác trong võ đạo của thuần dương đạo môn cương nhu cùng tồn tại thuần dương cương khí trí cương trí dương được hắn sử dụng theo cách âm nhu song uy lực lại tăng thêm một bậc kiếm khí tinh tế mang theo lực lượng thuần dương nóng rực quấn tới sở hưu gần như chỉ trong chớp mắt phạm vi mười trượng quanh người sở hưu đã bị kiếm khí cực nóng kia bao phủ luồng khí thuần dương kia thậm chí nóng tới mức hòa tan mặt đất xung quanh luồng lực lượng đó quả thật bá đạo tới cực điểm một cương một nhu hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tập hợp thành một uy lực vô cùng kinh khủng đứng giữa thuần dương cương khí nóng rực đó sắc mặt sở hưu lại không hề thay đổi hai tay của y kết ấn một khắc sau hóa nhật đại pháp đã được thi triển đại nhật như lai mang theo phật quang cũng nóng rực như vậy hiển hiện sau lưng y phật quang uy nghiêm bùng lên đại nhật như lai chắp tay trước ngực thốt lên một tiếng phật âm kỳ dị nhưng khoảnh khắc sau phật diễm chu ma lại biến thành ngọn lửa diệt thế quỷ dị đại nhật như lai cũng hóa thành đại ám hắc thiên sau lưng sinh ra hai cánh tay sẽ tan kiếm khí kia sắc mặt thủ chân tử thay đổi xưa nay hắn chưa từng thấy loại lực lượng này quỷ dị đến vậy Tương tự như ma khí nhưng tuyệt đối không phải ma khí. Quan trọng nhất là loại lực lượng này lại từ Phật quang biến hóa ra, chẳng lẽ là do đám hòa thượng kia phát minh ra, nhưng kẻ nghiên cứu ra loại lực lượng này chắc cũng chẳng phải hòa thượng tốt. Lúc này bên phía Sở Hưu lại nhất ấn quyết, một cây cung lớn bằng ma khí xuất hiện tại pháp tướng Đại Hắc Thiên Ma Thần của y. Một tay cầm cung, ba cánh tay kéo dây, diệt tam liên thành tiễn bừng bừng ngọn lửa diệt thế bắn ra. Những nơi nó đi qua, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng bị ngọn lửa diệt thế làm cho bốc hơi. Cảm nhận được lực lượng của mũi tên này, thân hình thủ chân tử nhanh chóng thối lui. Tuổi tác của hắn đã lớn, bất luận lực lượng cơ thể hay nội lực chân khí đều không ở mức đỉnh cao, do chiến trực diện với người trẻ tuổi cả tinh khí thần đều trong trạng thái đỉnh phong như Sở Hưu, hắn phải chịu thiệt. Cho nên đối mặt với mũi tên quỷ dị này, phản ứng đầu tiên của thủ chân tử là né tránh. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn né tránh, một luồng lực lượng còn huyền ảo hơn đã bao phủ toàn thân hắn. Thậm chí hắn còn chưa di chuyển, Diệt Tam Liên Thành Tiễn đã khóa chặt lấy hắn thượng thiên hạ địa bát hoang lục hợp khoảnh khắc mũi tên của sở hưu bắn ra đã khóa chặt tất cả mọi khả năng né tránh quanh người thủ chân tử bí pháp đạo môn thiên tử vọng khí thuật phối hợp với diệt tam liên thành tiễn quả thật tuyệt diệu ít nhất chỉ cần thực lực của đối phương không áp đảo sở hưu gần như không thể tránh được thôi diễn của thiên tử vọng khí thuật thủ chân tử lại định né tránh vài lần nhưng thấy không thể tránh khỏi thuần dương kiếm trên tay hắn tỏa ra sánh sáng nóng bỏng tay phải cầm kiếm tay trái nết đạo ấn thuần dương chấn tà xuất kiếm chu mà thuần dương kiếm và diệt tam lên thành tiễn va chạm lực lượng tịch diệt màu đen và thuần dương cương khí nóng rực bộc phát phương viên mười trưởng xung quanh nơi hai người giao thủ cỏ cây lập tức khô héo tất cả sinh cơ đều bị xóa bỏ tiếp đó lực lượng thuần dương nóng rực như dung nham lan tràn khiến cho đất đá cũng bị hòa tan đám người phùng trang chủ gây ra chuyện này ai nấy sắc mặt trắng bệch tới thời khắc này bọn họ mới biết rốt cuộc mình đã làm một chuyện ngu xuẩn tới nhường nào bất luận thủ chân tử của thuần dương đạo môn hay sở hưu bọn họ gần như đứng trên đỉnh cao của giang hồ không khác gì thần phật không ngờ mình lại nực cười tới mức bày kế tính toán bọn họ chuyện này chẳng khác nào nhảy múa trên lưỡi đao bên dưới là biển lửa vạn trượng sau khi diệt tam liên thành tiễn va chạm với thuần dương kiếm sở hưu khẽ cau mày lần đầu tiên diệt tam liên thành tiễn mất tác dụng tuy lực lượng tịch diệt vô cùng bá đạo nhưng trên thần binh thuần dương của lã tổ lại có một luồng lực lượng chắc hẳn đó là lực lượng mà lã tổ để lại trực tiếp triệt tiêu lực lượng tịch diệt của diệt tam lên thành tiễn khiến nó không thể lan tràn hơn nữa sau lần giao thủ này y đã cảm nhận được thời gian sống của lão đạo sĩ thủ chân tử không còn nhiều thực ra lực lượng của hắn kém xa lăng vân tử bây giờ cho dù sở hưu chỉ dùng lực lượng đơn thuần cũng có thể chọi cứng với lão đạo sĩ tay chân lập cập thủ chân tử này nhưng hắn sống lâu năm không ngờ lại tu luyện thuần dương cương khí cương mãnh vô song tới mức cương nhu cộng tồn cực kỳ khó đối phó sở hưu không sợ đối phương nhưng nếu nói liệu mình có hạ được đối phương không, y cũng không dám khẳng định. Hơn nữa Sở Hưu dám cam đoan, chắc chắn người của Đại Quang Minh tự đang đứng ngoài xem trò, chỉ hận hai bên không thể đánh nhau tới người chết ta sống. Sở Hưu vừa tiếp tục dây dưa với thủ chân tử, vừa nói với Mai Khinh Liên, ra tay diệt sạch mấy nhà này, không tha cho bất cứ ai. Y tới là để giết người chứ không phải phân định thắng thua với Thuần Dương đạo môn. Nhưng đám người Tịch Vân tử cũng đã chuẩn bị từ trước, lần này Thuần Dương đạo môn không có nhiều người tới nhưng ai cũng là tình nhuệ. Những người này muốn đối phó với chân võ đường thì chưa đủ, nhưng chỉ ngăn cản đám người Mai khinh Liên thì không thành vấn đề. Tịch Vân Tử vừa chống trả vừa nói, sở đại nhân nên khoan dung độ lượng một chút. Ta cũng hận đám người này không có đầu óc, nhưng bây giờ còn có đại quang minh tự đang ở ngoài nhìn, ngươi nhất quyết phải đánh nhau sống chết với thuần dương đạo môn tà. Chẳng bằng như vậy đi, hai bên chúng ta đều nhượng bộ một chút. Ngươi tha cho bọn họ, ta bảo bọn họ nộp đủ tiền bảo kê, ngươi thấy sao? Sở Hưu vừa xuất thủ vừa lạnh lùng nói, lùi một bước. Nếu chân võ đường ta mà lùi bước này, tương lai còn muốn tiến thêm một bước sẽ khó khăn hơn muôn vàn lần. Chân võ đường sẽ không thỏa hiệp cũng không nhượng bộ. Có một số quy củ buộc phải tuân thủ, cái giá của vi phạm chính là chết. Tịch Vân Tử cũng nhíu chặt lông mày. Hắn biết tính cách Sở Hưu hết sức cứng rắn, muốn y lui bước cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng vấn đề là Sở Hưu không lui bước, thuần dương đạo môn bọn họ sống mái với Sở Hưu ở đây có đáng hay không? Nhưng nếu bọn họ chủ động thối lui, danh tiếng của thuần dương đạo môn ở Bắc Yên cũng mất hết, ít nhất là không cạnh tranh được với đại quang minh tự. Đang lúc tịch vân tử đắn do, phía xa lại có động tĩnh. Mọi người nhìn lại, hóa ra là đường nha mang theo một số tông môn trong giang hồ Bắc Yên tới đây. Đương nhiên nhìn dáng dấp đám người này không vui vẻ gì, chẳng qua bị đám người đường nha cưỡng ép phải tới đây. Tịch vân tử sừng sốt, không biết rốt cuộc sở hưu định làm gì. Nhưng đúng lúc này, sở hưu lại rời khỏi trận chiến, lùi về phía sau hơn 10 tượng, nói với những thực lực của Bắc Yên, đám người phùng gia không tôn trọng pháp quy của trấn võ đường, tội đáng chém. Chư vị không cùng một ruột với đám người phùng gia, bản tọa rất vui mừng. Cho nên bây giờ bản tọa cho chư vị một cơ hội, ra tay diệt trừ các thế lực ở phùng gia đi. Những thế lực xuất thủ có thể miễn một năm tiền bảo hộ. Vừa nghe câu này, đám người thuần dương đạo môn như tịch vân tử thiếu chút nữa tức tới mức học máu. Không ai ngờ sở hưu còn thủ đoạn như vậy, hắn còn cổ động những thế lực khác trong võ lâm Bắc Yên ra tay với đám người phùng trang chủ. Thật ra trước khi đến đây Sở Hưu đã nghĩ, cho dù Thuần Dương đạo môn không biết tình hình cụ thể, nhưng chuyện này liên quan tới thể diện của Thuần Dương đạo môn, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay. Khi đó Sở Hưu còn chưa biết thực lực của thủ chân tử ra sao, nếu thực lực của đối phương yếu kém, y sẽ trực tiếp giải quyết Thuần Dương đạo môn, diệt trừ mấy thế lực kia. Nhưng nếu thủ chân tử có thể đối phó được y, vậy để người khác phát huy tác dụng. Cho nên y âm thầm lệnh cho Đường Nha dẫn đám người này đến, coi như lo trước. Lúc này Tịch Vân Tử nghe vậy, vội vàng hét lớn với những người kia các ngươi nghe lệnh sở hưu tàn sát đồng đạo trong giang hồ bắc yên chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện sẽ có ngày mình cũng bị người khác giết à cho dù có lời dụ dỗ miễn một năm tiền bảo hộ của sở hưu những người ở đây cũng do dự nguyên nhân do dự của bọn họ đúng như lời tịch vân tử vừa nói thỏ chết cáo cũng đau lòng hôm nay đám người phùng trang chủ trêu chọc sở hưu rơi vào tình cảnh này ngày sau nếu họ trêu chọc sở hưu e là cũng rơi vào tình cảnh tương tự thấy những người ở đây do dự sở hưu lạnh lùng nói không ra tay, vậy thì được, các ngươi không ra tay. Lần này có thuần dương đạo môn che chở cho các thế lực ở phùng gia trang, chấn võ đường ta không thể diệt trừ bọn họ. Sau chuyện này chấn võ đường sẽ tới tiêu diệt các ngươi. Các ngươi không muốn người trong phùng gia trang chết, vậy kẻ chết chính là các ngươi. Dù sao có kẻ phá hoại quy củ của chấn võ đường, trung quy cũng phải có người để mạng lại đền tội mới được. Vừa nói xong câu này, tất cả mọi người ở đây sợ tới ngây người. Ai nấy nhìn sở hưu với ánh mắt không thể tin nổi bọn họ chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Mọi người đều nói cổng thành bốc cháy, họa lan cả tới cá trong ao, nhưng bọn họ còn cách cổng thành rất xa, mắc mớ gì tới mình. Hơn nữa bọn họ tin, chắc chắn sở hưu sẽ làm chuyện mất mặt như vậy. Cho nên những thế lực ở đây cắn răng, lao nhau xông về phía đám người phùng trang chủ. Người của thuần dương đạo môn có thể đối phó với chấn võ đường, nhưng bọn họ làm gì còn lực lượng ngăn cản những thực lực này. Huống chi cho dù bọn họ cản được, bảo bọn họ ra tay như thế nào dù sao thuần dương đạo môn cũng phải truyền đạo ở Bắc Yên. Cho nên đám người đành trơ mắt nhìn Phùng Gia Trang và các thế lực liên kết bị đám người đổ sát. Không tới nửa khắc sau, toàn bộ Phùng Gia Trang đã máu chảy thành sông. Đám người Phùng Trang chủ đã tuyệt vọng, thậm chí bọn họ không chống cự, trơ mắt nhìn cảnh giết chóc đó. Vốn dĩ lúc thấy sở hưu tới, bọn họ đã tuyệt vọng một lần, sau đó thuần dương đạo môn tới, bọn họ lại thấy hy vọng. Kết quả thuần dương đạo môn không ngăn được sở hưu, người của thế lực khác trong Bắc Yên lại bắt đầu giết chóc, chuyện này khiến bọn họ chìm vào tuyệt vọng, qua qua lại lại lên lên xuống xuống mấy lần, không bị giết chết thì bọn họ cũng bị dọa chết. đưa đầu ra là một đau, rụt đầu về vẫn là một đau, chẳng bằng chết thống khoái một chút. tất cả các thế lực trong phùng gia trang đã bị tàn sát, người của thuần dương đạo môn thu tay không tiếp tục ngăn cản chấn võ đường, người cũng chết rồi, ngăn cản còn tác dụng gì nữa. tịch vân tử và thủ chân tử sắc mặt âm trầm, lần đầu tiên bọn họ thấy có kẻ làm việc âm độc quyết liệt đến vậy thủ chân tử chợt cười ha hà nói hung tàn lắm độc ác lắm đáng tiếc ngươi sinh sai thời đại nếu ngươi sinh ở 500 năm trước e là không ai trị được ngươi 500 năm trước côn luân ma giáo hùng bá giang hồ khi đó cho dù biểu hiện của sở hưu có âm hiểm độc ác hơn nữa cũng không có phiền toái gì ngược lại còn được côn luân ma giáo trọng dụng nhưng bây giờ không phải thời ma đạo hùng bá giang hồ trong giang hồ này chính đạo vẫn nắm quyền ý tứ của thủ chân tử rất rõ ràng bây giờ sở hưu rất phách lối rất bá đạo nhưng không phải lúc nào cũng khoan dung cho người. Sở Hưu không buồn để ý tới ẩn ý trong lời nói của thủ chân tử, y chỉ lạnh nhạt nói, không cần 500 năm trước, thời đại này đã rất tốt rồi. Bất luận thủ chân tử hay tịch vân tử, bọn họ đều không rảnh rỗi tới mức ở đây cãi nhau với Sở Hưu. Người đã bị Sở Hưu giết, bọn họ đã mất mặt rồi, nhưng cũng như Đại Quang Minh Tự lần trước, bây giờ bọn họ chưa thể liều mạng ăn thua đủ với Sở Hưu. Đương nhiên Thuần Dương Đạo môn hơn Đại Quang Minh Tự ở chỗ, bọn họ đã thu nhận được đệ tử mà họ muốn. Tất cả các đệ tử phù hợp yêu cầu trong những gia tộc này đều đã tập trung trong phân đà của thuần dương đạo môn, cho nên bọn họ thoát được một kiếp. Mặc dù những đệ tử kia biết chuyện này sẽ chịu đả kích rất lớn, nhưng vạn nhất có đệ tử trong lòng thù hận, càng cố gắng tu hành, kích lệ bản thân, đây lại thành chuyện tốt. Cho nên thấy mọi người đã chết sạch, thuần dương đạo môn đành phải rời khỏi. Sau khi trở lại chấn võ đường, sở hưu cho người truyền bá chuyện này ra khắp giang hồ Bắc Yên, sau khi dân đè y lại nhức đầu. Đấu với đại quang minh tự một lần, lại đấu với Thuần Dương Đạo môn một lần, không lần nào Sở Hưu phải chịu thiệt. Nhưng hai lần này y không chịu thiệt, không nghĩa là về sau y cũng không lỗ. Đại Quang Minh tự và Thuần Dương Đạo môn gây phiền toái lớn nhưng Sở Hưu lại không thể bỏ mặc, y phải bỏ công bỏ sức đối phó. Quan trọng hơn là, trong giang hồ Bắc Yên, Chấn Võ Đường vốn là nhất ngôn cửu đỉnh, kết quả bây giờ Đại Quang Minh tự và Thuần Dương Đạo môn liên tục gây chuyện, như vậy cũng ảnh hưởng tới tiếng tăm của Chấn Võ Đường. Vốn dĩ Sở Hưu định giải quyết vấn đề bên phía Hoàng Thất Bắc Yên trước rồi mới giải quyết hai phái này, nhưng xem ra kế hoạch lại phải thay đổi. Sau khi suy nghĩ hai ngày, Sở Hưu có một kế hoạch tương đối đáng tin cậy, nhưng theo kế hoạch này, hắn không thể thực hiện một mình, cần tìm một võ giả trẻ tuổi can đảm cẩn thận mới được. Thuần Dương đạo môn và Đại Quang Minh tự đến Bắc Yên làm gì? Nói đơn giản một chút, thật ra bọn họ đến đây không phải để khuếch trương thế lực mà là tìm kiếm đệ tử phù hợp. Đại Quang Minh tự lựa chọn đệ tử nghiêm ngặt, cho nên dẫu có thanh danh nhưng thực ra số đệ tử được Đại Quang Minh tự lựa chọn cũng không nhiều. Hơn nữa cho dù có một số đệ tử được Đại Quang Minh tự để ý, còn được quy y, sau khi gia nhập Đại Quang Minh tự cũng phải làm sa di một thời gian, không được truyền thụ võ đạo ngay mà phải đọc kinh Phật, rèn luyện cơ thể, sau khi hợp lệ mới căn cứ theo biểu hiện được Tam Đại Thiên Đường hoặc Lục Đại Võ Viện lựa chọn. Hiện giờ thế hệ trẻ của Thuần Dương Đạo môn không có người kế tục cho nên tiêu chuẩn được nới lỏng, nhưng không phải ai cũng được gia nhập cứ nhìn thuần dương đạo môn lựa chọn đệ tử trong thời gian vừa qua là rõ hầu như hết đều là những tán tu trẻ tuổi tương đối xuất sắc hoặc các đệ tử của thế lực lớn có biểu hiện tương đối ưu tú cho nên so với đại quang minh tự thật ra thuần dương đạo môn càng để ý chuyện đệ tử truyền nhân hơn đã vậy sở hưu sẽ đưa cho bọn họ một đệ tử tốt một đệ tử thiên tài khiến bọn họ vui mừng như điên tuy nhìn qua chiêu này của sở hưu không khác cải ngũ ương đạo nhân bên cạnh hạng sung nhưng thực tế lại khó hơn rất nhiều ngũ ương đạo nhân là lão hồ ly lại thêm tình hình của hạng sung hiện giờ muốn lừa đối phương rất đơn giản nhưng hạng sung làm sao so sánh được với thuần dương đạo môn tuy tịch vân tử luôn cợt nhà có vẻ không đáng tin cậy nhưng không phải hạng dễ đối phó hơn nữa còn lão quái vật thủ chân tử cho nên trọng điểm của chuyện này là người chấp hành phải là người thật cẩn thận mới được nếu là lúc sở hưu chưa thành danh y có can đảm làm việc này nhưng bây giờ nhìn lại những người trẻ tuổi bên cạnh mình lại không mấy ai được như vậy sở hưu suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra có một người phù hợp với việc này người này chính là đồ đệ hờ của y hay nên nói là truyền nhân nửa vời diệp tiêu sở hưu đã chứng kiến diệp tiêu trưởng thành thậm chí tính cách của hắn bây giờ cũng là sở hưu cố ý dẫn dụ bồi dưỡng thành trước đây hắn đã từng làm gián điệp bên cạnh tôn trường minh một thời gian dài đã có kinh nghiệm bây giờ đổi thành thuần dương đạo môn tuy khó khăn hơn trước một chút nhưng diệp tiêu cũng không phải diệp tiêu của ngày trước bây giờ diệp tiêu đang làm sát thủ trong tổng bộ thanh long hội có đoan mục thiên sơn chỉ đạo hơn nữa không thiếu tài nguyên tu luyện còn thường xuyên rèn luyện chém giết trực diện lúc này diệp tiêu đã bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên trong độ tuổi này đã là thành tựu rất lớn sở hưu đã có lựa chọn tốt bèn báo cho người của thanh long hội bảo họ mạng diệp tiêu tới một tháng sau người của thanh long hội đã đến hơn nữa không chỉ có diệp tiêu đến không ngờ mục tử y cũng đến còn kéo theo hàn khốc tống tiếu và vài trăm sát thủ tinh nhuệ từ tổng bộ thanh long hội sở hưu kinh ngạc nói ta chỉ bảo một mình diệp tiêu đến sau ngươi lại mang nhiều người như vậy mục tử y nói nhỏ Nghĩa phụ nói bây giờ công tử đang gặp phiền toái. Ở ngoài sáng thì sát thủ thanh long hội không có tác dụng lớn, nhưng nếu dùng trong bóng tối, xử lý một số chuyện bí mật hay tìm hiểu tình báo sẽ có tác dụng không nhỏ. Nói đến đây, mục tử y còn âm thầm quan sát Mai Kinh Liên, ánh mắt ẩn chứa chút địch ý. Mục tử y sẽ không nói mình lo lắng sở hưu ngày ngày ở cạnh yêu nữ kia, không khéo bị mê hoặc. Cô nàng ghen tị nên mới xin đoan mục thiên sơn cho phép dẫn người tới đây. Mai Khinh Liên cũng cảm nhận được ánh mắt của Mục Tử Y, nhưng Mai Khinh Liên lại cười khinh thường. Cô nàng xuất thân từ âm ma tông, có chuyện gì là chưa từng gặp. Tiểu nha đầu Mục Tử Y này còn quá non, cấp bậc quá thấp, thấp tới mức mình không nỡ ức hiếp cô nàng. Sở Hưu không hề chú ý tới giao chiến giữa hai nữ nhân, đương nhiên bây giờ y cũng không có thời gian để chú ý. Y nói thẳng, tới đúng lúc lắm, trực tiếp phân bổ người của Thanh Long hội ra toàn bộ Bắc Yên, chủ yếu giám sát động tĩnh của hai bên đạo phật. Diệp Tiêu, ngươi đi theo ta. Diệp Tiêu đi sau lưng Sở Hưu, trong lòng cũng vô cùng kích động. Nói thật, tuy Sở Hưu dạy hắn rất nhiều thứ, nhưng hắn không hy vọng xa so vời được trở thành đệ tử chân truyền của Sở Hưu. Nhưng cho dù chỉ là ân đức truyền nghề thôi, cũng giúp Diệp Tiêu sinh sống rất thoải mái ở Thanh Long hội. Nhưng con người luôn có dã tâm, Diệp Tiêu cũng vậy. Ngay trước ở Diệp gia bị người khác ức hiếp, Diệp Tiêu luôn mơ sẽ có ngày mình được sống có tôn nghiêm. Nhưng bây giờ giấc mơ của Diệp Tiêu chỉ có một, đó là trở nên nổi bật. Muốn nổi bật không phải dựa vào cái miệng mà phải dựa vào nắm đấm và lưỡi đao của bản thân. Sở Hưu dạy Diệp Tiêu rất nhiều thứ, nhưng thứ khiến Diệp Tiêu khắc cốt ghi tâm là trên giang hồ này, quyền thế, danh lợi, thậm chí tự do, không phải là người khác cho mà là mình dùng đao kiếm trong tay chém giết đoạt lấy. Cho nên khi ở tổng bộ Thanh Long hội, Diệp Tiêu có thể dựa vào ơn huệ của Sở Hưu để sống thoải mái hơn, nhưng y vẫn ra sức tu luyện, ra sức thực hiện nhiệm vụ. Hắn liều mạng tới mức khiến lão sát thủ như Hàn Khốc Tống Tiếu cũng phải dùng mình. Tiểu tử này như kẻ hiếu sát trời sinh, một ngày không thực hiện nhiệm vụ là thấy không thoải mái. Thật ra Diệp Tiêu không thích nhiệm vụ cũng chẳng thích giết người, chẳng qua với tuổi tác của hắn bây giờ, phương thức tăng cường tu vi nhanh nhất không phải cắn thuốc cũng không phải bế quan tu luyện mà là đột phá khi liều mạng chiến đấu. Lần này nhận được tin của Sở Hưu, Diệp Tiêu cũng thầm vui mừng, cuối cùng cũng chờ được đến lúc Sở Hưu dùng đến mình. Chỉ cần được xuất hiện trở lại trước mắt Sở Hưu, Diệp Tiêu tự tin sẽ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào Sở Hưu giao cho hắn. Thời gian cấp bách Sở Hưu cũng không nhiều lời với Diệp Tiêu, y chỉ hỏi, ngươi đã biết tình hình bên phía Bắc Yên chưa? Diệp Tiêu gật đầu, đã nắm được gần hết, hoàng đế Bắc Yên hạng long qua sông đoạn cầu, dẫn hai nhánh đạo Phật tới định chèn ép đại nhân. Lần này đại nhân bảo ta tới là chuẩn bị giết ai? Sở Hưu xua tay nói, lần này gọi ngươi đến không phải bảo ngươi đi giết người. Đừng tưởng mình rèn luyện trong thanh long hội thời gian dài như vậy là ngon, thủ hạ của ta ra tay lưu loát hơn ngươi nhiều. Lần này ta không bảo ngươi đi giết người mà chuẩn bị đưa ngươi tới bên cạnh Thuần Dương Đạo môn, để ngươi trở thành đệ tử mà Thuần Dương Đạo môn coi trọng nhất." Diệp Tiêu gật đầu, đã hiểu, kế sách gián điệp, khi ở Thanh Long hội ta cũng thường xuyên dùng chiêu này. Gặp được mục tiêu khó giải quyết, bên cạnh có nhiều người bảo hộ, ta phải thay đổi thân phận, len lỏi bên cạnh đối phương, xem xét tình hình mà hành thích." Sở Hưu vỗ đầu một cái, đứa nhỏ này ở Thanh Long hội quá lâu, có vẻ như đã thành thói quen, chuyện gì tới chỗ hắn cũng thành mục tiêu giết người, như vậy không tốt. Giết người chỉ là một thủ đoạn để hoàn thành mục đích chứ không phải mục đích chủ yếu. Sai, ta bảo ngươi tới Thuần Dương Đạo môn không phải để giết người của Thuần Dương Đạo môn mà là để giết người của Đại Quang Minh Tự. Sở Hưu chỉ Diệp Tiêu nói, ngươi phải dùng thân phận Thuần Dương Đạo môn giết người của Đại Quang Minh Tự mới được. Ta đã gần hoàn thành bố trí ở Bắc Yên rồi, nhưng thỉnh thoảng hai nhánh đạo phật lại gây phiền chuyện với ta. Nếu không giải quyết bọn chúng trước, không khéo bọn chúng còn gây phiền toái lớn hơn nữa. Nhưng do có ta, hai nhánh đạo phật sẽ không tử chiến thật trước mắt ba bên đạo phật ma đánh đấm lẫn nhau cảnh giác lẫn nhau lại cùng nhẫn nhịn. cuối cùng cả ba bên đều tiêu hao lực lượng không thể không nói ý đồ của hạng long đã thành công được một nửa dẫn ba nhánh đạo phật ma tới ba bên căm thủ lẫn nhau lại e ngại nhau cho dù ba bên có kiềm chế đến đâu đi nữa cũng không tránh được xung đột bây giờ mới qua chưa được ba tháng sở hưu đã đánh với đại quang minh tự một trận lại đấu với thuần dương đạo môn một trận nhưng đây mới là ân oán giữa sở hưu và hai bên khác thuần dương đạo môn và đại quang minh tự cũng nảy sinh xung đột vài lần đại quang minh tự và thuần dương đạo môn đều đến chiêu mộ đệ tử mà bước đầu tiên khi lựa chọn đệ tử đều là xem tiềm lực tiềm lực và thiên phú hợp lệ mới tra xét tâm tính cho nên khó tránh được chuyện hai bên cùng để ý tới một đệ tử đương nhiên cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn nếu sở hưu không nghĩ cách phá vỡ tình thế ba bên này chỉ riêng chuyện so kè với hai nhánh đạo phật đã khiến y tốn biết bao công sức diệp tiêu không phải kẻ ngốc kế hoạch của sở hưu cũng không phức tạp Hắn nhanh chóng hiểu ý, lập tức nói: "Ý đại nhân là muốn ta trở thành then chốt khiến cho hai nhánh đạo phật chém giết, khiến bọn họ lưỡng bại câu thương." Sở Hưu gật đầu, "Đúng là ý này, nhưng nghe thì đơn giản chứ rất khó thực hiện. Đầu tiên ngươi phải được Thuần Dương Đạo môn coi trọng, sau đó ngươi mới có thể giết người của Đại Quang Minh tự mà vẫn được Thuần Dương Đạo môn ra sức bảo vệ, thậm chí Thuần Dương Đạo môn sẽ liều mạng với Đại Quang Minh tự vì ngươi. Chắc ngươi cũng hiểu điều này đại diện cho điều gì, Thuần Dương Đạo môn đến Bắc Yên là để truyền đạo." Để thu nhận đệ tử, để bù đắp tình trạng thiếu người kế tục của Thuần Dương đạo môn hiện giờ, cho nên ngươi cần thể hiện giá trị của chính mình, sao cho chỉ mình ngươi đã ngang với tất cả đệ tử trẻ tuổi ở Bắc Yên, chỉ có vậy thì Thuần Dương đạo môn mới không tiếc tất cả, bỏ qua tất cả cố kỵ, liều chết bảo vệ ngươi, tử chiến với Đại Quang Minh Tự. Hơn nữa ngươi cũng phải chọc giận võ giả Đại Quang Minh Tự tới mức triệt để, khiến cho bọn chúng thể không giết ngươi không được. Tóm lại nhiệm vụ này rất khó, cũng rất nguy hiểm nếu thuần dương đạo môn biết thân phận của ngươi chắc chắn bọn chúng sẽ nổi giận thuần dương đạo môn cũng không nể mặt ta đâu có thể nói ngươi sẽ không có đường sống còn khi ra tay với đại quang minh tự nếu ngươi thiếu quan sát cũng có thể mất mạng dưới tay đám hòa thượng đại quang minh tự kia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy không thể ép buộc được cho nên ta cho ngươi cơ hội lựa chọn sau khi mọi chuyện thành công ta hứa sẽ cho ngươi ba chức vị một trong những long thủ của thanh long hội đương nhiên với thực lực của ngươi chỉ có thể xếp hạng cuối Trưởng hình quan của quan trung hình đường, sau khi ngươi nhận vị trí này quyền lực sẽ là lớn nhất. Tổng quản chấp sự của trấn võ đường, địa vị ngang với đám người đường nha, nhạn bất quy, bàng hổ. Ngươi muốn mạng sống hay muốn quyền thế, tự mình lựa chọn đi. Sở Hưu không phải người thích nói lý. Những người bên dưới đi theo y, nguyên nhân rất đơn giản, không phải vì hy vọng hay lý tưởng hư ảo cho má gì đó, chỉ là một câu rất đơn giản. Đi với ta có thịt ăn, quyền thế danh lợi, chỉ cần làm việc với Sở Hưu. Những thứ này đều dễ như trở bàn tay, cho nên tới tận bên giờ, thủ hạ của sở hưu chưa từng có chuyện phản loạn hay bất mãn gì. Chỉ cần ngươi có thực lực, dám đi chém giết, ngươi muốn gì thì sở hưu cũng có thể cho ngươi, ngươi còn gì mà bất mãn? Còn những kẻ không dám đi chém gì, lại oán trách đi theo sở hưu không được lợi lộc gì, loại người này có khác gì rác rưởi, đương nhiên cũng bị đào thải. Mà loại rác rưởi như vậy có nổi loạn cũng chỉ là rác rưởi, không thể gây ra sóng gió gì. Đúng là nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm cho dù là sở hưu lúc còn trẻ cũng phải tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn tới 8 phần 10 rồi mới đi làm. Bây giờ bảo Diệp Tiêu thực hiện nhiệm vụ này chẳng qua vì hắn là người thích hợp nhất. Dưới trướng sở hưu, những võ giả trẻ tuổi đều có tiếng tăm, nổi danh khắp giang hồ. Cho dù là người như Đường Nha, Nhạn Bất Quy cũng cực kỳ nổi tiếng ở khu vực Bắc Yên. Còn hầu hết những người biết thân phận của Diệp Tiêu đều đã bị diệt môn. Diệp gia không còn, Tôn gia và Lục gia cũng không, ai biết thân phận thật sự của Diệp Tiêu sát thủ thanh long hội thực hiện nhiệm vụ luôn mang mặt nạ thân phận của diệp tiêu được giấu rất kỹ bây giờ hắn là một tờ giấy trắng sở hưu có viết ra sao cũng được nên đón ánh mắt của sở hưu diệp tiêu không cần suy nghĩ đã nói thẳng thuộc hạ xin nhận nhiệm vụ này cầu phú quý trong chốn nguy hiểm trên thế gian này không có chuyện tốt nào từ trên trời rớt xuống huống hồ trong quá khứ khi hắn thực hiện nhiệm vụ của thanh long hội cũng không phải dễ dàng gì vẫn là nguy cơ trùng trùng điệp điệp sở hưu vung tay lên nói vậy thì được nhưng bây giờ thực lực của ngươi còn chưa đủ để thuần dương đạo môn coi trọng ta còn phải dạy ngươi một vài thứ mới được bây giờ diệp tiêu đã thuần thục kỹ thuật giết người thực lực và thiên phú của hắn cũng đủ tư cách gia nhập thuần dương đạo môn nhưng muốn được thuần dương đạo môn coi trọng thì còn thiếu rất nhiều bây giờ trên người diệp tiêu có không ít võ công ma đầu sở hưu giao cho hắn ma huyết đại pháp và hóa huyết thần đao còn có một số công pháp hắn học được từ thanh long hội dù sao cũng không phải theo chính đạo cho nên sở hưu muốn cải tạo công pháp của diệp tiêu thật ra diệp tiêu và đạo môn cũng có một ít liên hệ trước đây thiên phú của hắn không xuất sắc cho nên công pháp cơ sở mà sở hưu cho hắn chính là tiên thiên công tuy môn công pháp tiên thiên công không tăng cường sức chiến đấu nhưng nó có thể sắp xếp lại kinh mạch của bản thân võ giả tẩy tủy phạt mau thay đổi thiên phú bản thân căn cơ võ công diệp tiêu là của đạo môn sở hưu cũng vậy nhưng như vậy còn chưa đủ sở hưu phải làm cho diệp tiêu lĩnh ngộ sâu hơn về đạo ẩn của đạo môn cho nên sở hưu chuẩn bị truyền cho hắn thiên tử vọng khí thuật nhưng trong thời gian ngắn cũng khó lòng học được thiên tử vọng khí thuật kể cả sở hưu cũng phải trải qua một trận chiến sinh tử mới học được nhưng không sao sở hưu cũng không trông mong diệp tiêu có thể học được thiên tử vọng khí thuật trong thời gian ngắn y chỉ cần diệp tiêu lĩnh ngộ được một phần thiên tử vọng khí thuật từ đó mang tới lực lượng đạo ẩn là được nói đơn giản hơn là khiến hắn trông có vẻ đạo pháp thiên thành ngưng thần nhắm mắt buông bỏ mọi tạp niệm ngươi không cần nhớ chú giải về thiên tử vọng khí thuật ngươi chỉ cần nhớ kỹ cảm giác này là được còn về công pháp nếu sau này có cơ duyên ngươi sẽ tự lĩnh ngộ." Diệp Tiêu gật nhẹ đầu, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần theo lời Sở Hưu. Một khắc sau, một luồng khí tức hết sức huyền diệu bao bọc lấy hắn, chỉ trong chớp mắt, hắn như đặt mình vào bản nguyên của không gian này, thiên địa huyền hoàng, âm dương nhị khí, thậm chí những lực lượng như phong vân lôi điện cũng nhảy múa bên cạnh hắn. Diệp Tiêu còn chưa tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ đối với lực lượng thiên địa gần bằng không. Lúc này cảm giác của hắn lại là đạo cơ bản nhất trên thế gian này, thiên địa tự nhiên chính là đạo hắn không thể lý giải những thứ này nhưng lại bị sở hưu cưỡng ép nhét vào đầu. Sau 3 ngày 3 đêm, khi Diệp Tiêu hoàn toàn thoát khỏi trạng thái này, thân thể hắn có cảm giác chóng mặt nhưng hai mắt lại tỏa sáng, thậm chí đôi mắt có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Nhưng nhìn từ góc độ sở hưu, lúc này quanh người Diệp Tiêu đã lấp lóa khí tức đạo ẩn mờ mịt, thậm chí nồng đậm tới mức giả dối. Nhưng không sao, chờ thêm hai hôm nữa, sau khi Diệp Tiêu thích ứng sẽ tự nhiên hơn nhiều. Khi đó người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Diệp Tiêu là kỳ tài tu đạo. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Thứ Sở Hưu muốn tặng cho Thuần Dương đạo môn không chỉ là một kỳ tài tu đạo, còn là kỳ tài thích hợp nhất tu luyện theo Thuần Dương đạo môn. Người nào là thích hợp nhất với Thuần Dương đạo môn, đương nhiên là Thuần Dương đạo thể trời sinh như tịch vân tử, có thể khống chế thần binh thuần dương tới mức hoàn mỹ. Sở Hưu không thể ngụy tạo Thuần Dương đạo thể, nhưng y có thể gia trì cho Diệp Tiêu một phần lực lượng thuần dương. Hóa Nhật đại pháp ngưng tụ thành pháp tướng đại nhật Như Lai chính là lực lượng thuần dương tinh thuần nhất. Phải nói nó và thuần dương của thuần dương đạo môn chính là trăm sông cùng đổ về một biển. Chẳng qua một bên là lực lượng đạo ẩn gia trì, một bên là Phật quang gia trì. Sở hưu chỉ cần đem lực lượng đại nhật như lai tẩy luyện bằng pháp môn đạo gia, truyền vào cơ thể diệp tiêu, khiến đối phương như có năng lực tương tác bẩm sinh với lực lượng thuần dương. Cứ thế, vài ngày sau cương khí của diệp tiêu đã có biến hóa, trở thành một thuộc tính thiên về đạo môn, cương khí mang theo lực lượng trí dương yếu ớt. Thấy trạng thái này của diệp tiêu, sở hưu gật nhẹ đầu ném cho diệp tiêu vài môn kiếm pháp nói thuần dương đạo môn chỉ dùng kiếm tạm thời đừng dùng đao pháp thân phận ta tìm cho ngươi là tán tu của bắc yên tính cách nóng này ghét ác như thù những kiếm pháp này đều là loại cơ bản rất thích hợp với thân phận của ngươi trong hành động kế tiếp bên phía trấn võ đường sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với ngươi nhưng sau khi bước vào thuần dương đạo môn phải dựa vào chính ngươi diệp tiêu cầm mấy môn kiếm pháp như nắm tương lai của bản thân gật đầu sơn dương phủ lâm trung quận Bắc Yên sở hữu rất quen thuộc với nơi này vì đây là vùng đất đầu tiên của Bắc Yên mà y đặt chân đến sau khi rời khỏi Ngụy quận. Hôm nay đệ tử của Phương gia ở Sơn Dương phủ làm lễ gia nhập Thuần Dương đạo môn, tổ chức rất lớn, ngay cả người phụ trách phân đà Thuần Dương đạo môn ở Bắc Yên là Tịch Vân Tử và thủ chân tử cũng có mặt. Gia chủ Phương gia cố tình mời các thế lực lớn nhỏ ở Sơn Dương phủ đến, dáng vẻ hết sức đắc ý. Tịch Vân Tử và thủ chân tử ngồi trong đại sảnh của Phương gia, vẻ mặt mất hết kiên nhẫn. Vốn dĩ chuyện thu nhận đệ tử không phiền toái như vậy, nhưng thiên phú của đệ tử Phương gia này khá tốt. Quan trọng nhất là khả năng tương tác của đối phương với Thuần Dương Cương Khí hết sức mạnh mẽ, chẳng khác nào sinh ra để tu luyện Thuần Dương Cương Khí. Có thể nói đệ tử Phương gia này là tin vui lớn nhất kể từ khi Thuần Dương Đạo môn đến Bắc Yên. Cho nên dẫu bọn họ biết thật ra gia chủ Phương gia chỉ muốn mượn uy thế của Thuần Dương Đạo môn bọn họ để khoe khoang, bọn họ cũng phải đáp ứng, coi như nể mặt đối phương. Dù sao sau này con trai ruột của đối phương cũng gia nhập thuần dương đạo môn tu hành, coi như hậu bối của bọn họ, bọn họ cũng phải để ý tới tâm trạng của hắn. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho át một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.